kiện bảo vật phòng hộ hiện ra, thậm chí có một gã đại thừa dị giới sau khi khẽ quát một tiếng, liền giơ tay ra chụp về phía con sâu keo trước mặt. Dẫu vậy, dù là loại công kích hay phòng ngự nào thì lũ sâu keo này cũng chỉ cần khẽ rung cánh một cái là đã tránh né được hết. Chúng tựa như vô hình, trực tiếp xuất hiện sát ngay bên cạnh mấy tên đại thừa, rồi ngọn lửa quanh thân chúng bùng lên, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Mấy tên lão tổ đại thừa đều thất sắc, thầm kêu không ổn nhưng cũng chỉ có thể dựa vào sự cứng rắn của cơ thể để đối đầu trực tiếp với uy lực của việc tự bạo này. Đúng vào lúc này, trong không gian bốn phía bỗng truyền đến giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của bảo hoa. Không cần hoảng sợ, những thứ này cứ giao cho ta đối phó là được rồi. Lời vừa dứt thì một cột ánh sáng trắng đục liền từ trong khoang đại sảnh trên thuyền bắn ra, sau một chớp mắt nó chia thành các chùm tia sáng đánh lên trên những con sâu keo màu đỏ thẫm đang định tự bạo kia, làm cho chúng lộn cổ bay tuốt đi ra xa vài chục trường. Sau một trận tiếng nổ rền vang, mấy vầng mặt trời đỏ thấm trói trang hiện ra giữa không trung. Không gian xung quanh chúng phát ra một trận vù vù, rồi hiện ra từng đường rách, giống như có thể bị xé bung ra bất cứ lúc nào. Thật không ngờ uy lực tự bạo của loại sâu keo này khủng khiếp như vậy. Mấy tên lão tổ đại thừa nhìn thấy tất cả mọi chuyện nên đều hoảng sợ trong lòng. Quả nhiên loại sâu keo tự bạo này lợi hại y như lời đồn, nếu bọn hắn thực sự phải chống đỡ uy lực tự bạo với khoảng cách gần như lúc nãy thì mặc dù không đến mức ngã xuống tại trận nhưng chắc hẳn sẽ khó tránh được việc bị trọng thương. Bấy giờ, không gian phía trên con thuyền lớn chợt xuất hiện dao động, bóng một đóa hoa lớn màu hồng phấn lóe lên, bảo hoa điềm nhiên hiện ra trên bầu trời. Mấy tên lão tổ đại thừa đứng giải rác trên thuyền còn chưa kịp nói lời cảm ơn với nàng thì đã nghe tiếng xé gió vang lên, lại có hơn 10 con sâu keo đỏ thấm xuất hiện. Những con sâu keo này cũng thực hiện thuấn di, xuất hiện ở trong không gian xung quanh cách bảo hoa vài thước và vây chặt nàng lại. Ánh lửa trên thân chúng cũng lập tức bùng lên để tự bạo, như thể định dùng một đòn để tiêu diệt kẻ đại địch này. Thế nhưng bảo hoa chỉ cười một tiếng lạnh lùng, rồi từ trên người nàng chợt bắn ra vô số vì sao màu bạc, chỉ một thoáng mơ hồ chúng đã biến thành một giải ngân hà minh mông, cuốn lấy toàn bộ số sâu keo này vào trong. ầm ầm, tiếng nổ lớn vang lên, mấy khối ánh sáng gay gắt lóe lên rồi vụt tắt như pháo hoa ở trong biển sao, không gây tí tổn thất nào cho xung quanh. Tinh tú trong biển sao chợt chuyển mình tụ về một chỗ, biến thành một cây cờ dài hơn một trượng, bên trên có hình vẽ tinh tú sáng lập lè, chính là cây lạc tinh phiên. Trong thuyền liên tục lóe lên độn quang, có hơn 10 lão tổ đại thừa khác vì lo lắng nên đã từ khoang thuyền bay ra. Trong đó, sau khi một luồng ánh sáng màu xanh lá cây thu lại rồi biến mất, để lộ ra một bóng người màu xanh, đó chính là Hàn Lập hắn đứng khoanh tay, thích thú quan sát cử động của bảo hoa, tính đợi xem nàng sẽ dùng hai bảo vật để đối phó với lũ sâu keo như thế nào. Hai lần tự bạo trước của sâu keo đều thất bại hiển nhiên đã chọc giận cả bầy sâu, nên chỉ một lát sau đó, sau một trận xôn xao của biển sâu, càng có nhiều đoàn ánh sáng đỏ thấm hiện ra rậm rạp chẳng chịt, có đến gần ngàn con. Có nhiều sâu keo tự bạo xuất hiện như vậy nên gương mặt xinh đẹp của bảo hoa cũng không khỏi xa sầm xuống. Nàng không nói gì mà phất cây cờ trong tay ra, nó liền biến thành một mảng ngân hà bao phủ lấy toàn bộ con thuyền và bọn hàn lập đồng thời nàng chỉ một ngón tay lên phía chiếc gương trên không trung chiếc gương lớn cỡ lòng bàn tay liền phát ra tiếng vù vù nhanh chóng biến thành một vầng trăng tròn trong xanh lành lạnh sau khi vầng ánh sáng của mặt trăng màu vàng đục này bùng lên hàng trăm tia sáng từ đó bắn ra rồi lóe lên xuyên thủng những con sâu keo màu đỏ thấm kia một cách chính xác hơn trăm con sâu keo đỏ thấm liền gào lên một tiếng trên người lóe lên ánh sáng đỏ rồi nổ tung tại chỗ lập tức tất cả những con minh trùng bình thường quanh đó bị đốt cháy thành cho. Những con minh trùng có khả năng tự nổ còn lại chấn động, tất cả chợt mờ đi rồi lại tiếp tục di chuyển tức thời. Hai mắt của bảo hoa chợt lóe, làng lại âm thầm điều khiển bảo vật. Ban đầu chỉ như ảo ảnh của một giải ngân hà thì giờ đây bắt đầu dao động mãnh liệt. Vô số ngôi sao bắt đầu di chuyển, kéo theo từng trận rung động liên miên. Dưới tình hình đó, xung quanh những chiếc thuyền lớn chợt lóe lên hào quang màu đỏ. Những con trùng đỏ đậm chợt xuất hiện, nhưng khác là cũng trở nên rất chậm chạp, giống như không gian ở nơi đó trở nên đặc cứng vậy. Nụ cười lạnh lẽo của bảo hoa hiện lên, một luồng pháp lực không sao đo được từ cơ thể nàng tuôn ra, rồi nhập thẳng vào vầng trăng trong trên cao. Ngay sau đó, vầng trăng sáng chói, vô số tia sáng màu vàng trào ra, mỗi một tia đều lao tới tiêu diệt một con minh trùng đỏ đậm có khả năng tự nổ đang bị giam chặt giữa giải ngân hà. Nhưng cũng bởi thế mà vầng trăng liền ảm đạm đi hơn nửa so với ban đầu vô số tia sáng màu vàng bắn đi nhiều như mưa giết chết hơn nửa số minh trùng màu đỏ. Tia sáng cuối cùng còn sót lại tan đi, vầng trăng liền phát ra một tiếng trong trẻo rồi hóa thành chiếc kinh nhỏ rơi xuống. Một bóng người chợt lóe lên giữa giải ngân hà, bảo hoa bay ra, một tay bắt lấy chiếc kính, ánh mắt nhìn lướt qua những con minh trùng còn sót lại giữa giải ngân hà bằng ảo ảnh, tay còn lại của nàng bắt pháp quyết. Oanh, giải ngân hà quét mạnh ngược trở lại, vô số vì sao giữa giải sông minh mông bắn vút đi, rồi cùng nhau phát nổ tung tạo thành một cơn gió lốc màu bạc lún phún. Bên trong cột lốc cố chi chít những vết rách lúc sáng lúc tối, thoát ẩn thoát hiện vô cùng kỳ quái. Lốc xoáy không gian, một tu sĩ đại thừa kỳ thấy vậy liền kinh ngạc hô to. Những tu sĩ đại thừa khác cũng lâm vào trạng thái giật mình. Ngay sau đó, cơn lốc xoáy quét đến những con minh trùng màu đỏ. Khi nó xoay tròn, những con trùng liền bị hút thẳng vào vết rách, rồi biến mất không thấy tăm hơi. Nhìn thấy cảnh này, bảo hoa liền thở phào nhẹ nhõm, cánh tay khẽ phất về phía trước. Lập tức trận gió xoáy tan đi, thay vào đó là một lá cờ xuất hiện, sau đó lại tự động bay trở về trong tay của bảo hoa. Hẳn là lần thi triển thần thông lúc nãy đã làm cho linh tính của lá lạc tinh phiên bị tổn hao rất lớn. Dù sao lốc xoáy không gian cũng là một loại thần thông nghịch thiên, các loại bảo vật phỏng chế theo huyền thiên chi bảo bình thường không thể thi triển được. Vậy mà lạc tinh phiên có thể thành công thì chắc chắn là bởi vì bảo hoa đã vận dụng một loại bí thuật tự tổn hại nào đó cất hai món bảo vật xong, bảo hoa vẫn lơ lửng trên cao mà chưa có hành động gì tiếp. Bỗng nàng quay lại nói với các tu sĩ đại thừa khác, những con minh trùng tự nổ đã bị quét sạch, các vị không cần phải lo lắng thêm nữa. Sau đó thần hình nàng khẽ động, nhẹ nhàng hạ xuống chiếc thuyền lớn. Đám người hàn lập ai nấy đều lướt mắt nhìn nhau, mỗi người mang theo một tâm trạng khác nhau nhưng đều quay trở về trong thuyền. Bên trong, bảo hoa ngồi xuống một góc gian phòng, im lặng không nói thêm câu nào. Những tu sĩ đại thừa khác thì thầm dâm ran, hẳn là bọn họ đang bàn tán về uy lực của hai món bảo vật vừa mới thể hiện. Còn Hàn Lập thì mỉm cười quay về chỗ ngồi, bởi vì không bị những minh trùng tự nổ và đám côn trùng cao cấp khác ngăn trở nên đội của bọn họ cứ bay thẳng một mạch mà không gặp sự ngăn trở nào. Gần nửa ngày sau, không để cho đàn trùng từ nơi khác kịp kéo đến chi viện mà bọn họ đã vượt qua biển trùng dày đặc, cuối cùng đã thấy được bóng dáng của thủy ấn phía xa đáng tiếc là đội ngũ tinh nhuệ của ma tộc đi theo đã tổn thất hơn nửa sau những màn chém giết khốc liệt lúc này giỏi lắm chỉ còn khoảng hơn vạn người đang bao quanh lấy chiếc thuyền phóng về nơi thủy ấn đến lúc này những tu sĩ đại thừa như hàn lập đã rời khỏi khoang thuyền một số chưa đến nơi này bao giờ đang tò mò đánh giá tình cảnh ở bốn phía chỉ thấy gần sát với thủy ấn là một vùng đồi núi hoang vắn hơn nữa trong đó thỉnh thoảng còn có một vài tòa lầu các cung điện có điều lúc này tất cả đều im lặng một bóng người cũng không có hơn nữa càng kỳ quái là đàn trùng vốn vẫn liên tục đuổi theo phía sau khi đến gần giải đồi liền dừng lại bên ngoài, giống như thủy triều gặp phải đê bao vậy. Không biết trong giải đồi này có gì đó cực kỳ khủng bố mà có thể khiến cho lũ trùng phải cam chịu đứng ngoài mà chưa mắt nhìn, một bước cũng không dám tiến lại gần đội ngũ của ma tộc. Đây là năng lượng của phong ấn thượng cổ, đùng là nó có năng lực khắc chế đối với minh trùng. Nếu đã vậy chúng ta cứ tạm thời cho những người khác ở đây canh chừng đàn trùng, còn những lão giả như chúng ta hãy mau vào sâu trong thủy ấn đi. Lão già Đồng Nha liếc nhìn về giải đồi rồi lạnh giọng nói: "Đồng Nha đạo hữu nói không sai, chúng ta phải chấp lấy thời gian. Dựa theo những gì đã bàn bạc trước đây, Tước đạo hữu, Phong huynh, hai người các ngươi hãy dẫn theo thủ hạ ở lại đây chuyên phụ trách tu bổ những hư hao của cấm chế khu vực ven ngoài." Cái phong ấn thượng cổ này vốn thông suốt một mạch với nhau, chỉ cần tu bổ tốt bất kỳ chỗ nào cũng đều giúp cho khả năng khôi phục của nó tốt hơn. Bảo Hoa nghe vậy liền gật đầu đồng ý chương 2223, cung điện ngầm. Một đôi nam nữ ma tộc lập tức đứng đậy đáp lời. Những tu sĩ đại thừa khác cùng với đệ tử và người thân của họ đều được bảo hoa dẫn vào sâu bên trong thủy ấn. Tất nhiên là cấm chế nơi này hết sức lợi hại, cho dù có tu vi đại thừa kỳ nhưng bọn họ chỉ dám dẫn đệ tử của mình bay ở tầm thấp mà thôi. Dẫu vậy, đối với họ là tốc độ bình thường, nhưng đối với người khác lại chính là vô cùng nhanh chóng. Khoảng nửa ngày sau đoàn người đã bay xa được hơn vạn dặm, Lúc này khu vực phía trước chợt hiện ra một khe rất sâu. Từ trong đó đang tràn ra một làn sương màu tím, cuồn cuộn không dứt, bốc cao lên đến 9 tầng mây. Càng gây kinh ngạc hơn đó là làn sương mang theo một mùi tanh tuổi khó chịu, hễ ai ngửi phải liền thấy đầu chóng mắt hoa, suy nghĩ trở nên mê muội lạ thường. Đây là một tu sĩ đại thừa kỳ quét thần niệm về đám mây tím rồi tái mặt. Các phi đạo hữu hãy cẩn thận hơn một ít, loại sương mù này chính là tà khí do minh trùng mấu thiết ra. Đừng nên cho chúng nhiễm vào cơ thể quá nhiều. Chính loại tà khí này đã làm cho các loại côn trùng ở thánh giới chúng ta biến thành minh trùng. Bảo Hoa cảnh báo với mọi người, những tu sĩ đại thừa quanh đó liền dùng mình, Màn Hào Quang bảo vệ thân thể chợt sáng lên, so với lúc trước còn dày đặc hơn nhiều lần. Có người còn cẩn thận thả ra thêm một hai món bảo vật phòng hộ nữa. Nhưng cũng có những tu sĩ tự phụ thần thông của mình cao cường nên vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ như không biết gì đoàn người bay đến trên không trung bên trên khe nứt rồi nhìn xuống lập tức những tu sĩ đến từ giới diện khác như hít phải một ngụm khí lạnh chỉ thấy bên dưới lớp sương mù màu tím cuồn cuộn là một khe sâu không thấy đáy từng trận gió lạnh thỉnh thoảng ào ra làm người ta rét buốt hơi lạnh còn thấm vào sâu đến tận xương thịt đây chính là chỗ bố trí của phong ấn thượng cổ sao hàn lập nhíu mày trong miệng lẩm bẩm hỏi bảo hoa cách đó không xa nghe được bèn cười khẽ rồi quay lại nói hàn đạo hữu thật ra cái phong ấn cổ xưa đó được bố trí ở sâu bên trong. Vào thời kỳ thượng cổ, người của thánh tộc chúng ta tập trung về quanh phong ấn này, đào bới sạch sẽ cả một khu vực rộng đến hàng vạn dặm. Sau đó họ còn dựng lên một cung điện khổng lồ, rồi bố trí thêm vô số tầng cấm chế huyền diệu. Con minh trùng mẫu hiện giờ đang ở trung tâm khu điện dưới lòng đất. Bởi vì tòa phong ấn bị minh trùng mẫu chiếm quyền điều khiển nên chúng ta không thể trực tiếp xông vào cung điện. Nhưng vào thời điểm mấy ngày này rơi ngay vào giai đoạn của nguyên khí bùng phát theo chu kỳ, cũng chính là lúc tòa phòng ấn thượng cổ không ổn định nhất nên chúng ta mới có thể nhân cơ hội để lẻn vào trong đó. Nếu là lúc bình thường, cho dù chúng ta có thần thông mạnh mẽ nhưng chắc chắn sẽ đánh động đến con minh trùng mẫu. Con trùng chúa này thật quá cảnh giác, theo ta được biết thì hầu hết các loại trùng mạnh mẽ đều lâm vào ngủ say mỗi khi bị tổn thương nguyên khí quá mức nặng nề. Lúc đó thật vô cùng khó làm chúng thức dậy trừ khi phải đến thật gần hoặc có gì đó nguy hiểm đến tính mạng mới được. Một lão già mặt hình tam giác, mặc áo bào thêu bằng chỉ bạc nhướng mày nói. Thì ra là cổ đạo huynh, bảo sao lại am hiểu về các loại trùng và thú đến vậy. Nhưng đạo hữu chớ quên là con minh trùng mẫu này vốn không phải là loại hung trùng bình thường. Vì thế những suy đoán vừa rồi của đạo hữu thật sự không thích hợp lắm. Bảo Hoa liếc mắt về phía lão già rồi lạnh nhạt trả lời. Hừ, mong là đúng như vậy đi, người có tên là cổ đạo nhân này hừ lạnh, có vẻ như không mấy tin vào lời nói của Bảo Hoa. Nếu đạo hữu không tin thì cứ việc tự xuống đó kiểm chứng luôn đi. Mà dường như Bảo Hoa cũng không thích thú lão già cổ đạo nhân cho lắm, sắc mặt nàng trầm xuống, phất lờ sự đả kích của đối phương rồi nhìn thật sâu xuống khe đất giống như đang chờ đợi điều gì đó. Còn gã cổ đạo nhân nghe vậy, khuôn mặt hình tam giác chờ tối sầm lại, hai mắt lóe lên một tia độc ác nhưng lão vẫn giữ vẻ hầm hầm không nói gì. Tất nhiên là lão cũng chẳng đến nỗi ngu dại mà chui xuống dò xét cái khe sâu kia. Hàn Lập tỏ vẻ hứng thú chăm chú nhìn lão già cổ đạo. Rõ ràng bảo hoa không phải loại tu sĩ đại thừa kỳ tầm thường mà lão lại dám dùng giọng điệu ngang tàng để đối đáp, chắc chắn lão cũng là người rất có danh tiếng gì đây. Hàn đạo hiểu, tuy lão cổ đạo nhân là người rất chua ngoa, nhưng thần thông về cổ thuật của lão cũng khiến chính ta cảm thấy rất đau đầu. Đạo hiểu chớ nên dây dưa với loại người này làm gì? Bảo hoa trực tiếp truyền âm cho Hàn Lập. Hàn Lập vẫn giữ vẻ mặt y nguyên như cũ, chỉ hơi khẽ gật đầu nhưng không hề đáp lại câu gì. Những tu sĩ đại thừa khác cũng đứng lơ lửng chờ đợi bên trên cái khe. Không biết có phải là do bị ảnh hưởng của làn mây tím kia hay là năng lực của phong ấn mà thần niệm của bọn họ không cách nào đi vào sâu hơn trăm trưởng. Nếu cố gắng sâu hơn thì thần niệm lập tức mất kiểm soát rồi tan đi, không thể tra xét thêm được gì bên dưới. Nhìn cái khe đen tuyền sâu hun hút, một vài gã tu sĩ đại thừa kỳ bắt đầu nảy sinh tâm lý sợ sệt. Vào lúc này, không biết từ khi nào một cái trận bàn màu xám bạc đã xuất hiện trên tay của Bảo Hoa nàng đang bấm niệm, rồi lại đánh từng đạo pháp quyết lên bề mặt của trận bàn. Chiếc trận bàn màu bạc lúc sáng lúc tối trong lòng bàn tay giống như nó là một sinh vật sống vậy. Khoảng cỡ một tuần trà trôi qua, đột nhiên chiếc trận bàn tỏa sáng chói mắt, phát ra từng hồi âm thanh vù vù, theo đó là vô số ký hiệu màu bạc tràn ra phất phới trong không trung. Chính là lúc này, các vị đạo hữu hãy mau mau tiến vào đi thôi. Sắc mặt của bảo hoa trở nên vui vẻ, miệng nàng quát khẽ một tay nắm lấy cái trận bàn rồi hóa thành vệt sáng hồng nhạt lao vào trong khe sâu. Những tu sĩ đại thừa còn lại cũng không dám chậm trễ, tất cả đều cùng nhau bay vọt vào bên trong. Hàn lập nhẹ nhàng mở ra một tầng hào quang vàng óng, nhẹ nhàng tách lớp xương màu tím ra ngoài rồi đi sát với đoàn người xuống dưới. Thật khác với dự đoán, cái khe không phải là sâu không lường được như trong tưởng tượng, bởi vì chỉ mới bay xuống khoảng nghìn trượng là đã nhìn thấy một mảng mịt mờ sáng nhẹ nhẹ dần hiện ra sau lớp xương mù. Mọi người đáp xuống, liền cảm thấy như đôi chân mình được đặt lên một bề mặt rắn chắc lạ thường hàn lập ngó trái liếc phải hắn phát hiện ra khắp nơi toàn là ngọc trắng được lát kín thành một quảng trường thật lớn rộng cỡ trên trăm mẫu hơn nữa cứ cách một khoảng là lại được khảm thêm một viên ngọc trong suốt lớn cỡ nắm tay chiếu sáng lên khu quảng trường tỏ như ban ngày mà xung quanh quảng trường có bảy tám con đường nhỏ quanh có khúc khuỷu chẳng biết chúng dẫn về nơi nào ánh mắt của hàn lập lóe lên hắn lại ngẩng cổ nhìn về trời cao trên cao xương tím từ bốn phương tám hướng ủa về rồi men theo khe nứt cuồn cuộn tuôn lên bề mặt nếu nhìn tổng thể thì quảng trường này có vẻ hơi âm u lờ mờ tốt lắm nếu chúng ta đã đến được nơi này an toàn thì càng chứng tỏ con trùng đã ngủ say lúc này mọi người cứ theo kế hoạch ban đầu mà hành động đi riêng ta sẽ dẫn một nhóm đi liên hệ với linh trí của tòa phong ấn đồng nha đạo hiếu sẽ dẫn người đến từ dưới diện thiên nha vào sâu bên trong sau đó thử tìm cách liên hệ với những đạo hiếu đang bị nhốt hai vị đạo hữu đến từ giới diện hắc giả đi vào nơi sâu nhất chỗ con hung trùng đang ngủ say. Hai vị hãy giám sát mọi hoạt động của nó nhưng chớ nên đánh thức nó dậy. Với những bí thuật ẩn nấp của người đến từ giới diện hắc giả thì hẳn là việc này không quá khó đối với hai vị. Còn những đạo hữu khác hãy chia làm mấy tổ rồi đi đến các nơi trong tòa cung điện ngầm để tu bổ những vị trí mất trận. Mọi người nhớ phải cẩn thận, trong khu vực này không khéo sẽ có những con cháu của minh trùng mẫu đang đợi sẵn. Nếu không chỉ với một mình nó thì sao có thể không chế được phong ấn, kể cả có là một bộ phận rất nhỏ đi nữa. Mà bầy con cháu của minh trùng mẫu chắc chắn sẽ hơn hẳn những con trùng ở bên ngoài, ngay kể cả những người có tu vi đại thừa như chúng ta gặp phải chúng vẫn rất nguy hiểm. Bảo Hoa nhìn tình hình xung quanh vài lần, sau đó mới nghiêm nghị phân chia nhiệm vụ thật rõ ràng cụ thể. Ha ha, không thành vấn đề, vậy ta đi trước đây. Bảo Hoa đạo hữu nhớ cẩn thận, các tu sĩ đại thừa khác không ai tỏ ý kiến phản đối tất cả đều tự chia thành từng tổ rồi điềm tĩnh rời đi bóng dáng của hàn lập giải đạo nhân và hai tu sĩ khác biến mất ở cuối một con đường nhỏ ven quảng trường hai gã đại thừa kỳ kia một trong đó là tà liên và một là người được màn khí màu xanh che kín toàn thân đến từ giới diện khác tên gọi là lục thạch bốn người bọn họ cùng nhau lãnh nhiệm vụ đến tu bổ một mắt trận trong cung điện ngầm tà liên mỉm cười đi trước tiên trong tay nàng vân vê một cái thẻ ngọc hàn lập cùng giải đạo nhân đi ở giữa Lục Thạch lẳng lặng theo sát ở phía sau. Bốn người bọn họ không nói gì, cứ lặng lẽ lướt nhẹ nhàng cách mặt đất mấy trượng. Vẻ mặt của Hàn Lập luôn bình tĩnh, nhưng đôi mắt vẫn liên tục quan sát thật kỹ hai bên đường. Con đường nhỏ dẫn bọn họ đi qua một rừng mộ trong quần thể cung điện. Những ngôi mộ được xây theo kiểu bốn cạnh thật cao, cứ một cái lại nối tiếp một cái, phóng hết cả tầm mắt cũng khó mà nhìn thấy điểm cuối của khu rừng mộ này kiến trúc của nấm mộ mang phong cách rất cổ xưa, bề mặt ngoài của nó được khắc lên những chữ viết từ thời thượng cổ làm người ta không khỏi trỗi dậy một nỗi tang thương trong lòng. Xem ra rừng bia mộ đã tồn tại ở đây vô số năm tháng rồi. Rừng mộ rộng lớn lạ thường, nhóm của Hàn Lập cứ bay mãi đến cả tuần trà nhưng vẫn chưa thấy điểm ra. Bỗng Hàn Lập nhíu mày, thân hình chợt dừng lại một chặp. Sao vậy, Hàn Đạo Hữu phát hiện thấy điều gì sao? Tà Liên thấy vẻ khác thường của Hàn Lập nên vội hỏi tu sĩ tên là Lục Thạch cũng bay chậm lại rồi nhìn Hàn Lập với ánh mắt tò mò. Hình như bên kia có gì đó khá thú vị, các đạo hữu có muốn qua đó xem một lát không? Ánh mắt của Hàn Lập nhìn về một chỗ sâu tít trong rừng mộ rồi bất chợt mỉm cười hỏi. Thần niệm của đạo hữu có thể quan sát được nơi xa như vậy sao? Thần niệm của tà liên lập tức quét về hướng mà Hàn Lập nói nhưng không phát hiện ra điều gì, sắc mặt nàng khẽ đổi. Nếu Hàn đạo hữu đã nói vậy, hay là chúng ta cùng nhau qua đó xem thử thế nào? Lục thạch quét thần niệm về phía đó nhưng cũng không thấy gì, hắn thầm dùng mình rồi nói. Nếu nói đến những thần thông khác thì chưa biết, nhưng về thần niệm của Hàn Lập thì tà liên và hắn tuyệt đối không thể sánh bằng. Hàn Lập nghe vậy liền khẽ mỉm cười, thân hình hơi động bắt đầu bay về phía bên kia khu rừng mộ. Giải đạo nhân vẫn giữ vẻ mặt đờ đẫn bay sát hắn. Tà liên và lục thạch liếc nhìn lẫn nhau, cả hai đều mang theo một chút rụt rẻ bay theo. chương 2224, trùng mặt người. Vừa rời khỏi con đường lát gạch được vài chục trượng, lập tức sắc mặt Tà Liên và lão tổ Lục Thạch khẽ động, cả hai như đã phát hiện ra điều gì. Bốn người nhanh chóng bay qua từng ngọn thạch tháp, sau khi vượt qua thêm hơn 200 trượng nữa thì tới một mảng trống trải. Một cái hố sâu đường kính khoảng 8 trượng hiện ra rõ ràng ngay trước mặt. Xung quanh hố to là 7, 8 tòa thạch tháp đổ trái ngã phải, mỗi thạch tháp đều bị gãy đôi chỉ còn lại một nửa. Trên mặt đất gần đó có vô số vết đao. Vết kiếm răng khắp nơi, dường như trước đó không lâu nơi này vừa mới trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Ở bên trong hố sâu là một cái xác côn trùng bị cháy đen. Dựa vào hình dạng và độ lớn của cái xác này có thể thấy nó chỉ còn lại có non nửa phần hài cốt mà thôi. Mặc dù cái xác côn trùng này không được đầy đủ bốn chân, nhưng bộ dáng dữ tợn vẫn còn hiển hiện, khiến ngay cả Tà Liên và lão Tổ Lục Thạch cũng phải cảm thấy lạnh người. Xác con trùng này khá giống với những con minh trùng bình thường khác, ngoài cơ thể cũng được bao trùm bởi một tầng giáp bóng loáng nhưng có điểm khác biệt là ngay phía trên cái cổ nhỏ dài của nó lại là một cái đầu có vẻ mặt của một gã đàn ông cực kỳ xấu xí mặc dù cái xác chỉ còn lại hơn một nửa nhưng diện mạo vẫn còn đầy đủ hơn nữa trên đầu nó còn mọc một mớ tóc bù xù có màu xanh nhìn như một đám cỏ dại nửa cái xác côn trùng này nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích khắp nơi không thấy có vết máu nào văng ra rõ ràng con minh trùng này sớm đã chết ở chỗ này từ rất lâu rồi đây mới chính thức là con cháu do minh trùng mẫu sinh ra nhìn nó quả thật có cảm giác khôn được thoải mái ta liên nhìn cái sắc kia sắc mặt nàng hơi trở nên trắng bệch nói hư không phải giả chứ ta cũng không nghĩ tới đám minh trùng chính thức này sẽ có hình dạng như thế bởi vậy cũng có thể đoán được nếu thực sự gặp phải minh trùng mẫu kia chắc chắn sẽ càng cảm thấy buồn nôn hơn rất nhiều hàn đạo hữu có cảm thấy như vậy không lão tổ lục thạch hừ lạnh một tiếng quay đầu về phía hàn lập hỏi một câu có lẽ là vậy nhưng trước khi thấy tận mắt nhìn thấy minh trùng mẫu kia thì hàn mẫu cũng không thể đưa ra phán đoán gì được hàn lập cười nhạt tay áo bỗng nhiên hướng về phía hố to run lên một tiếng oanh vang lên lập tức một cỗ lực đẩy vô hình đem cái xác côn trùng đang nằm sấp kia lật ngửa lên phần bụng bên dưới của con minh trùng này liền lộ ra trong lòng tà liên khẽ động lập tức tập trung nhìn về phía cái xác khuôn mặt xinh đẹp lại càng lộ vẻ kinh ngạc chỉ thấy ở phần bụng của cái xác côn trùng có mười mấy cái chân không còn toàn vẹn trong đó một số cái giường như khá bén nhọn. Cả chân mọc đầy lông cứng màu đen, so với mấy con minh trùng bình thường khác hoàn toàn giống nhau. Điểm khác lạ chính là phần còn lại của mấy cái chân này lại có da thịt trắng noán, cùng với tay chân của người bình thường tương tự. Nhưng phần ngọn của mấy cái chân này cũng không có hình dạng 5 ngón tay, mà thay vào đó, nó được chia thành 3 ngón, trong đó một ngón to, hai ngón còn lại nhỏ hơn. Lão Tổ Lục Thạch nhìn thấy tất cả những thứ này, sau khi khuôn mặt co quắp mấy lần, liền nhấc tay. Một âm thanh vang lên, một quả cầu lửa màu lam xuất hiện trong lòng bàn tay lục thạch, năm ngón tay hắn khẽ co lại, lập tức một chùm ánh lửa bay về phía xác côn trùng. Bên ngoài quả cầu lửa không tỏa ra bất kỳ hơi nóng nào, nhưng khoảng không gần đó lại bị vặn vẹo mơ hồ, rõ ràng quả cầu lửa màu lam này có uy lực rất lớn, không phải mấy loại lửa bình thường có thể so sánh. Những âm thanh xèo xèo vang lên, quả cầu lửa vừa tiếp xúc với xác côn trùng, liền lập tức hóa thành một ngọn lửa ầm ầm bốc cháy. Một lát sau, lão tổ lục thạch tay bấm niệm pháp quyết một lần nữa hướng xác côn trùng kia chộp tới lại một âm thanh vang lên ngọn lửa màu lam trong nháy mắt biến mất xác con minh trùng một lần nữa lộ ra lần này cái xác của con minh trùng kia so với lúc trước chỉ là cháy đen hơn một chút ngoài ra không thấy có biến đổi gì lớn cũng không thấy có dấu hiệu bị tan ra chút nào trong lòng lão tổ lục thạch run lên sắc mặt trở nên âm trầm khuôn mặt tà liên càng trở nên khó coi hơn giải đạo nhân ngoại trừ lúc đầu ánh mắt khẽ chớp chớp mấy cái sau đó vẻ mặt vẫn đờ đẫn như cũ. Có chút ý tứ, để cho Hàn Mỗ thử một lần xem sao. Hàn Lập khẽ nở nụ cười, vừa dứt lời, cánh tay nhấc lên, từ ba ngón tay truyền ra những âm thanh tiếng kim loại va chạm. Tiếng xé gió vang lên, ba đạo kiếm quang màu xanh lần lượt theo đường thẳng từ chỗ đầu ngón tay bắn ra, chém lên xác minh trùng. Phanh 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 ba âm thanh tương tự truyền ra, ba đạo kiếm quang chém lên cái xác lại cho ba kết quả hoàn toàn khác nhau. Đạo kiếm quang thứ nhất chém ra lập tức trên cơ thể minh trùng kia chợt bắn ra tia lửa. Đạo thứ hai thì đem xác trùng cắt ra một đoạn, đạo kiếm quang thứ ba sau khi nhoáng lên rồi biến mất, đem xác con minh trùng này nhẹ nhàng chia hai nửa. Nhìn thấy tình trạng như vậy, trong mắt tà liên và lục thạch cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn hàn lập thì vân vê cầm, cũng lộ vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Tà liên suy nghĩ một lúc, sau đó, nàng trực tiếp mở miệng hỏi một cách dứt khoát. Hàn huynh, uy lực của ba đạo kiếm quang vừa rồi không giống nhau phải không nếu không vì sao lại có kết quả như vậy uy lực của bọn chúng đúng là không giống nhau đạo kiếm quang đầu tiên chẳng qua là ẩn chứa một nửa pháp lực của ta đạo thứ hai thì ẩn chứa toàn bộ pháp lực về phần đạo kiếm quang thứ ba thì tại hạ đem một thanh phi kiếm có tinh thần tương liên với ta trực tiếp sáp nhập vào trong kiếm quang nên mới tạo thành một kiếm có hiệu quả như vậy hàn lập nhàn nhạt trả lời dường như hắn không có ý giấu giếm điều gì Tà Liên và Lục Thạch tự nhiên sẽ không thể biết được, Hàn Lập Ngoại trừ thêm vào đạo kiếm quang thứ ba một thanh thanh trúc phong vân kiếm đúng như lời hắn nói, thì hai đạo kiếm quang lúc đầu rót vào mấy phần pháp lực mà hắn nói cũng chỉ là so với pháp lực của tu sĩ đại thừa bình thường mà thôi. Với chân nguyên của bản thân hắn đã vượt xa những tu sĩ đại thừa bình thường mà nói, đạo kiếm quang thứ nhất khi nãy chẳng qua rót vào hai thành pháp lực, còn đạo thứ hai cũng chỉ là bốn năm thành pháp lực mà thôi nhưng chỉ cần như thế thì sự mạnh mẽ của cái xác côn trùng này cũng làm cho trong lòng tà liên và lão tổ lục thạch hoảng sợ xác minh trùng này chẳng những không sợ ngọn lửa của lục thạch đạo hiếu, thậm chí ngay cả kiếm quang của hàn đạo hữu cũng chỉ có thể triệt tiêu hơn phân nửa xem ra loại con cháu trực hệ của minh trùng mẫu so với những suy đoán ban đầu còn đáng sợ hơn mấy phần vạn nhất về sau thật sự gặp phải bọn chúng ba vị đạo hữu liệu có kế sách nào tốt để đối phó với chúng không khuôn mặt xinh đẹp của tà liên âm tình bất định sau một lúc biến đổi mới kiên kỵ hỏi một câu có gì đáng sợ đâu đám minh trùng này cũng không phải là không cách nào giết hết nếu thật sự gặp phải bọn chúng chúng ta thi triển thần thông là được lão phu cũng không tin chúng ta bốn người đồng loạt ra tay mà không thể đối phó được một con sâu lão tổ lục thạch bỗng nhiên cười lạnh trả lời nếu chỉ là một hai con tất nhiên chúng ta không cần quan tâm nhưng nếu đụng phải bảy tám con mười mấy con thậm chí nhiều hơn nữa thì lục thạch đạo hữu còn có thể tự tin như vậy không Tà Liên thở dài nói, mười mấy con, điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Lão Tổ Lục Thạch Nguyên vốn giả bộ khinh thường, lập tức vẻ mặt ngưng trọng hơn mấy phần. Ha ha, gặp phải nhiều minh trùng loại này như vậy đúng là khả năng không cao. Vì nếu minh trùng mẫu kia thật sự có năng lực sinh sản ra đám con cháu mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ nó đã sớm thoát ra khỏi phong ấn thượng cổ rồi, làm sao lại bị trấn áp ở nơi này nhiều năm như vậy. Sau khi Hàn Lập trầm ngâm một lúc, lắc đầu nói hy vọng có thể giống như hai vị đạo hữu suy đoán nếu không gặp phải mấy con minh trùng hung hãn này đúng là phiền phức lớn nhìn tình hình nơi đây con minh trùng này hẳn là bị những đạo hữu đã tiến vào lúc trước đánh gục nhưng chẳng biết tại sao bọn họ lại lập tức rời đi mà dường như là bọn họ rời đi vô cùng vội vàng không biết lúc trước có phải bọn họ đã gặp phải lượng lớn loại minh trùng hung hãn này hay không nữa tà liên nghe vậy chỉ có thể cười gượng gật đầu bất kể là như thế nào chúng ta đã đến nơi này tất nhiên không thể lâm trận thoái lui chúng ta ở chỗ này cũng đã chậm trễ không ít thời gian tốt nhất là hãy tiếp tục lên đường thôi đừng để vì chúng ta mà làm lỡ việc lớn của bảo hoa đạo hữu thì khi đó mới thật sự là hỏng bét sau khi hàn lập bình tĩnh nói mấy câu liền xoay người hướng về phía lúc đầu bay đi sau khi xác định được loại minh trùng hung hãn nãy đối với bọn họ không tạo được uy hiếp gì lớn hắn tự nhiên sẽ không phí tâm để ý thêm nữa giải đạo nhân không nói một lời theo sát hắn bay đi Tà Liên và Lục Thạch thấy Hàn Lập dứt khoát bỏ đi như vậy, cũng không khỏi có chút bất ngờ. Nhưng sau khi bọn hắn nhìn nhau, lại cảm thấy Hàn Lập nói cũng có lý, lập tức cả hai không tiếp tục suy nghĩ nữa mà bay theo hắn. Trong bốn gã đại thừa ở đây, giải đạo nhân hoàn toàn nghe theo lệnh của Hàn Lập. Cộng thêm vừa rồi Hàn Lập cho thấy thần thức của hắn mạnh mẽ vượt xa những người khác, cho nên Tà Liên và Lục Thạch ngay cả trong lòng có những ý nghĩ khác thì ngoài mặt cũng sẽ không tỏ vẻ gì, chỉ có thể vì an toàn mà đi theo Hàn Lập thôi. Không bao lâu sau, bốn người liền quay trở về con đường nhỏ lúc đầu rồi dọc theo tuyến đường đã được đánh dấu trên bản đồ tiếp tục tiến về phía trước lúc này đây đám người hàn lập liên tục xuyên qua mấy khu vực trong cung điện ngầm nhưng cũng không có chuyện gì xảy ra lại càng không thấy bất kỳ bóng dáng nào của những con minh trùng hung hãn kia điều này khiến cho trong lòng tà liên và lục thạch cảm thấy yên tâm hơn mặc dù bọn họ cũng là những tu sĩ đại thừa nhưng tuyệt không muốn gặp phải mấy con minh trùng hung hãn giống với con bọn họ đã thấy lúc trước giờ phút này bốn người đã tiến vào trong một vườn hoa rộng lớn phi thường, hai bên toàn là những cây cỏ thấp bé lập lòe phát ra ánh sáng màu bạc. Trên đó là những đóa hoa màu bạc to cỡ bàn tay, lông mềm như nhung, diễm lệ dị thường, nhưng ngay cả chút mùi thơm cũng không có. Ngay từ đầu, lão tổ lục thạch đối với mấy cây hoa màu bạc này đã khá cảnh giác. Nhưng đến khi tà liên hời hợt nói cho hắn biết, hoa này là một loại thực vật phổ biến nhất ở ma giới, ngoại trừ dùng để luyện chế đan dược cấp thấp ra thì cũng không có tác dụng gì, thì vị tu sĩ đại thừa đến từ giới diện khác này mới cảm thấy yên tâm. Hàn Huynh, theo như những điểm được đánh dấu trên bản đồ, phía trước chúng ta chính là mắt trận cấm chế của cung điện ngầm. Chúng ta chỉ cần chữa trị nó một lần nữa thì xem như nhiệm vụ của chuyến đi này đã hoàn thành. Ngay khi ba người ra khỏi vườn hoa lập tức nhìn thấy ở phía đằng xa dường như thấp thoáng một tòa cung điện màu xám trắng, lúc này tà liên khẽ cười, nói. Ừm, um, quả thật không còn xa, xem ra chúng ta đi chuyến này khá thuận lợi, không biết những đạo hữu khác có được như chúng ta hay không. Hàn Lập gật đầu, trên mặt không lộ vẻ gì trả lời. Chẳng biết tại sao, kể từ sau khi hắn đến vườn hoa này, mặc dù không phát hiện chỗ nào khác thường, nhưng hắn lại luôn có cảm giác quỷ dị như thể hắn đang bị thứ gì đó nhìn chằm chằm. Mà với thần thức mạnh mẽ của hắn hiện tại, lại vẫn không phát hiện bóng dáng đối phương, đây dường như là chuyện không thể xảy ra. Điều này nói rõ hoặc là đối phương thực sự có thần thông nghịch thiên có thể tránh thoát thần niệm của hắn hoặc là chính hắn vì bị ảnh hưởng bởi lực lượng cấm chế trong cung điện ngầm nên tự mình sinh ra ảo giác mà thôi chẳng qua với tính cẩn thận hàn lập từ xưa tới nay giờ phút này tự nhiên hắn sẽ càng cẩn thận hơn so với bình thường nhưng ngay khi hắn vừa ra khỏi cửa vườn hoa kia loại cảm giác quỷ dị này liền biến mất không còn thấy tăm hơi dường như từ đầu đến giờ không hề xảy ra chuyện gì điều này làm cho hàn lập khó hiểu thực làm cho đầu óc hắn có chút lẫn lộn cùng lúc đó trong một hang động tăm tối sâu bên dưới cung điện ngầm một bóng người lúc ẩn lúc hiện bỗng nhiên phát ra tiếng cười âm hiểm trầm thấp. Luyện thần thuật, lại còn tu luyện đến tầng thứ hai. Luyện thần thuật, dưới hạ giới không ngờ lại có người tu luyện bí thuật này. Ha ha, trời không tuyệt ta, không uổng công lão phu đau khổ chống đỡ nhiều năm như vậy ở chỗ này. Tiếng cười kia lúc đầu không lớn, cũng có chút mơ hồ, không rõ, nhưng về sau lại dần dần rõ ràng rồi càng thêm điên cuồng, làm cho người nghe cảm thấy không lạnh mà run. Trường 2225, Tế lôi thuật tái xuất. Tất nhiên là Hàn Lập không thể nào biết được chuyện gì đã xảy ra ở nơi sâu tít trong cung điện ngầm, tuy vậy một cảm giác hơi khác lạ bỗng hiện lên, trong lòng hắn cho thấy hơi lo lắng mông lung. Bốn người bọn họ ra khỏi khu vườn, đi tới khoảng rộng thoạt giống như một cái quảng trường nhỏ. Phía đối diện quảng trường là một cung điện sừng sững, thoạt nhìn nó hơi vắng vẻ, đến cả một tiếng động cũng không có. Lạ thật, thần niệm của ta không thể nào xâm nhập vào sâu được, chẳng nhẽ đến nơi này rồi mà vẫn còn chịu ảnh hưởng của cấm chế sao? Lục Thạch tỏ vẻ lo lắng, không phải tác dụng của cấm chế, mà cung điện này được xây dựng thành từ một loại tài liệu đặc biệt ở thánh giới chúng ta. Nó có tên là Minh Hà Sa, nó vốn dùng để ngăn cách thần niệm cực kỳ hữu hiệu. Lục Đạo hữu cố gắng hết sức nhưng không thể dò xét bên trong cũng là điều dễ hiểu. Hai mắt của Tà Liên quan sát cung điện thật kỹ rồi cười khẽ đáp lời. Nhưng mà, hình như ở nơi này còn có khí thức của Minh trùng. Lão tổ Lục Thạch không cảm thấy an tâm hơn khi nghe câu trả lời từ phía Tà Liên mà ngược lại cái mũi của hắn hơi nhăn, sắc mặt chợt đổi rồi thốt lên. Cùng lúc đó cánh tay của hắn đã chụp đến, một lưỡi đao ngắn được khí xanh bao phủ lượn lờ xung quanh bất ngờ hiện lên không một tiếng động. Khí tức của Minh Trùng, Lục Thạch Đạo Hữu không nói sai chứ, ta liên nghe vậy liền kinh ngạc. Nàng nói vậy nhưng vẫn múa bàn tay ra khoảng không trước mặt, lập tức ba cái vòng tay chợt lóe lên. Hừ, lão phu tu luyện bách sinh vô vọng đại pháp, chỉ cần cảnh giác thì cho dù có người ẩn nấp ở ngoài 10 dặm nhưng ta vẫn có thể phát hiện ra rõ mồn một, một. Chuyện còn con trước mặt này có đáng là gì?" Lão Tổ Lục Thạch hừ nhẹ, nói với vẻ quả quyết. Hàn Lập nghe thế liền nhíu mày, hắn nhìn cung điện phía trước, sau đó lòng hai bàn tay chạm mạnh với nhau. Oanh, hai tiếng sét đinh tai vang lên, một đôi vệt chất màu vàng bắn ra, sau khi nhoáng lên, liền biến thành cặp rắn vàng mỗi con dài hơn 10 trượng lao thẳng đến chiếc cổng lớn của cung điện. Âm thanh sấm giật đi đùng liên miên bên trong, đứng ngoài có thể thấy lờ mờ vô số tia chớp đang oanh tạc ở trong đó. Ích tà thần lôi, tà liên vừa thấy hình dạng của tia chớp kinh người, sắc mặt liền tái đi. Tuy ích tà thần lôi không có tác dụng khắc chế bao nhiêu với tu sĩ cấp bậc thánh tổ như nàng. Nhưng nếu do tu sĩ có cảnh giới cao như hàn lập thi triển thì tất nhiên sẽ rất nguy hiểm. Mà đúng lúc này, trong điện phủ bỗng vang lên vài tiếng vèo vèo sen vào những tràng sấm nổ liên miên. Tiếp đó lại là vài tiếng phốc, năm cái bóng đen chợt bắn ra nhanh như điện xẹt, chớp động mấy lần rồi xếp thành một hàng ngay trên quảng trường, vừa vặn đối diện với Hàn Lập và những người bên cạnh. Đùng thật là những con hung chung đó, Lục Thạch đợi đến khi nhìn thấy thật rõ ràng những bóng đen mới xuất hiện, sắc mặt trở nên lạnh như băng nói. Thì ra năm cái bóng đen chính là năm con trùng đầu đàn rất to, mỗi con đều lớn đến gần 3-4 trượng, trên cái cổ nhỏ dài của chúng còn có thêm khuôn mặt giống như một người đàn ông xấu xí đặc biệt là mỗi chân trước của chúng đều cầm theo một món vũ khí thô kệch giống như một cây côn. Càng đáng chú ý hơn là con trùng mặt người to lớn nhất đứng ở trung tâm. Quanh thân nó là một lớp giáp xác màu lam nhạt, bốn chân có màu ngăm đen, so với những cái xác côn trùng mà nhóm của Hàn Lập đã gặp rất giống với nhau. Con trùng đầu đàn màu lam vừa nhìn thấy bốn người Hàn Lập đã tỏ vẻ dữ tợn, miệng phát ra âm thanh của con người khá khó nghe. Quác quác, tốt quá, đúng là loài khác rồi, lại sắp được ăn máu thịt của loài khác quác quác, đúng thế, mùi vị thơm ngon béo ngậy của máu thịt, ta đã nếm thử, nhưng đã là không biết bao lâu rồi, quác, những con trùng có bộ mặt giống người tỏ vẻ tham lam. Tất nhiên là Hàn Lập và những người khác đã trông thấy rõ ràng khuôn mặt của mấy con trùng này. Tà Liên nghe được vậy sắc mặt liền trầm lại, một tay của nàng điểm về khoảng không phía trước, ba cái vòng tay màu bạc liền tỏa sáng trói mắt, phát ra những tiếng kêu ông ông. Hàn Lập nhìn năm con trùng, rồi mỉm cười nói với Lục Thạch và Tà Liên sớm vậy mà đã gặp phải năm con cùng một lúc nếu nói tốt cũng chẳng tốt đẹp gì mà bảo là xấu cũng không quá xấu ta với giải huynh sẽ đối phó với ba con số còn lại giao cho hai đạo hữu chắc là không có vấn đề chứ đương nhiên là không thành vấn đề giải huynh cùng hàn đạo hữu đều không phải là dạng tu sĩ đại thừa kỳ tầm thường như vậy cứ coi như đây là làm phiền hai huynh đi ta liên cười khanh khách đồng ý lục thạch lại càng không có ý kiến phản đối thanh đao nhỏ cầm trong tay khẽ vung lên một cỗ khí bất chợt ngưng tụ thành giao long, lao thẳng tới một con nhân diện trùng. Con trùng thấy vậy nhưng không sợ hãi chút nào, nó há to miệng phun ra một làn khí màu xám trắng để đỡ lại. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hai luồng khí chạm vào đã liền quyện vào nhau, rồi cả hai cùng lao thẳng tắp lên cao, giống như hai con dao long một xanh một xám đang cuốn chặt rồi liên tục cắn xé lẫn nhau vậy. Ba cái vòng bạc trước mặt tà liên chợt lóe lên, sau đó chợt biến mấy hút. Ngay lập tức, không trung trên đỉnh đầu một con trùng lớn hơi dao động, cả ba cái vòng bất ngờ hiện ra rồi mạnh mẽ ập xuống. Sắc mặt của con nhân diện trùng phía dưới chợt hiên nên nét tàn ác. Hai tay của nó đang nắm chặt cặp côn đột nhiên vụt mạnh lên không trung làm không khí xung quanh dao động nổ ầm ầm. Hai vệt sáng trắng xóa mang theo lực đánh khổng lồ như sóng thủy triều ấp đến ba cái vòng bạc. Hào quang của ba cái vòng chớp nháy một chập, chúng lập tức bị chặn lại không thể rơi xuống thêm được con nhân diện trùng màu lam đứng ở giữa cười thành tiếng quảng quạc rất quái dị. Đồng thời chân sau của nó khẽ động, hai ngọn côn đen tuyền tùy tiện vung lên, toàn thân hình của nó liền mờ dần đi rồi biến mất hút vào trong không gian quanh đó. Giải đạo nhân thấy vậy hai mắt lóe lên nói cụt ngủn, giao cho ta. Những tia chấp sáng màu bạc chợt hiện khắp toàn thân, hắn liền biến mất sau một tiếng sét rền vang. Ngay sau đó, ở một chỗ trong không trung bỗng nổ ảnh rền dĩ giải đạo nhân và con trùng có khuôn mặt người màu lam chợt xuất hiện ngay trung tâm của một trận giao động dữ dội đang từ từ hiện lên. Giải đạo nhân chẳng nói chẳng rằng chụp vào không gian phía trước, từng sợi chấp điện màu bạc lượn lờ rồi ngưng tụ lại thành hai lưỡi đao không lổ sáng lóng lánh. Tiếp đó thân hình của hắn lại biến thành khổng lồ hơn mấy chục trường. Giải đạo nhân bước nhanh tới, rồi mang theo từng trận sấm chấp nổ nhức tai chém thẳng xuống đầu của con trùng. Con trùng màu lam kêu to, thân hình của nó cũng lớn thêm gấp mấy lần rồi không chút sợ sệt phung côn đỡ lấy lưỡi đao. Từng trận nổ giống như trời long đất lở vang lên, một dối một trùng chẳng ai chịu nhường ai, cả hai múa may vũ khí trong tay như điên mà đấu với đối phương. Giải đạo nhân chẳng tỏ ra chút biểu cảm nào nhưng đôi bàn tay huy động cặp đao màu bạc vô cùng khéo léo, giống như hai vòng bánh xe kín mít bao vây địch thủ vào trong vậy. Mà con trùng mang mặt người màu lam cũng cười những tiếng quái dị không ngớt cây côn to màu đen trong tay của nó hóa thành một làn khí đen bao kín lây toàn thân. Trên bộ mặt xấu xí liên tục phô diễn dáng vẻ điên cuồng háo hức. Trong khoảnh khắc này cả hai không cách nào phân ra cao thấp. Lúc này tà liên đang đứng sau ảo ảnh một đóa hoa màu xanh biếc. Sau khi ảo ảnh nhoáng lên, nó liền hóa thành hàng trăm hàng ngàn lưỡi đao xanh ngắt. Dưới sự điều khiển của tà liên, chúng liền hóa thành một biển đao phóng ập đến con trùng phía đối diện, mà trong tay của lục thạch không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một cái ấn khổng lồ màu vàng rực một tay hắn khẽ điểm chỉ chiếc ấn lập tức hóa thành ngọn núi nhỏ màu vàng điên cuồng lao thẳng về phía đối thủ của mình dù cho con nhân diện trùng này có thân thể cứng chắc lạ thường đến đâu nhưng khi phải đối mặt với kiểu đòn tấn công kinh người như này nó chỉ biết tránh né liên tục không sao dám đón đỡ cái gì hàn lập vừa thấy hai người này tự động thi triển thần thông cuốn lấy hai con nhân diện trùng lúc này ánh mắt của hắn mới nhìn về phía hai con trùng còn lại hai con trùng có khuôn mặt như người còn sót lại đang lộ ra sắc mặt do so dự hiển nhiên là chúng chưa dám đi trợ giúp đồng bọn mà còn phải đứng canh chừng kẻ địch duy nhất còn nhàn rỗi này hàn lập không nói gì mà chỉ nhoẻn cười hai tay của hắn chắp lại bấm niệm thần chú quanh thân bắt đầu bắn ra vô số ký hiệu màu vàng từng tiếng sấm vang lên đám ký hiệu màu vàng lập tức hóa thành những vệt sáng hình lưỡi hái bao phủ kín như bưng lấy thân hình của hàn lập nhưng bất ngờ là một pháp quyết trên một tay của hắn chợt đổi còn tay còn lại chụp nhanh ra phía trước hầu hết những tia điện màu vàng liền tụ tập hết về lòng bàn tay, rồi chỉ chốc lát chúng đã biến thành những quả cầu điện sáng rực rỡ. từ lòng bàn tay của Hàn Lập bắt đầu toát ra những âm thanh gầm rú, kéo theo một khí tức cực kỳ đáng sợ. hai con trùng mặt người vừa thấy cảnh này liền ý thức được rằng Hàn Lập đang uy hiếp đến tính mạng của mình. dường như trong cùng một lúc, cả hai con đồng loạt kêu vang, cặp cánh ở sau lưng rung lên, chúng liền hóa thành những vệt hình ảnh đâm thẳng tới phía Hàn Lập trong đó có một con đột nhiên há to miệng phun ra một loại chất dịch cực gì hăng mũi. Con còn lại thì xoay vòng đôi cánh tay, hai khúc côn gào một tiếng thật chói tai lao trực tiếp về phía Hàn Lập. Cây gậy còn chưa tới mà từng cơn gió mạnh ập đến rát cả mặt, khiến cho việc hít thở trở nên cực kỳ khó khăn. Hai hàng lông mày của Hàn Lập nhíu lại, đầu vai nhẹ nhàng lắc khẽ, toàn thân của hắn bỗng như bọt biển mà hóa thành một làn sáng nhẹ tan biến đi. Cả chất lỏng cũng như hai ngọn gậy đều đâm phải khoảng không. Nhưng hai con trùng cũng rất thông minh, Chúng vừa thấy vậy, lập tức cặp cánh phía sau lưng rung lên, thân hình của cả hai đều nhòe đi rồi biến mất tăm. Ngay sau đó, không gian ở một nơi bên cạnh quảng trường khẽ dao động, thân hình của cả hai con trùng có mặt như người chợt hiện ra. Mà chuyện tiếp theo lại càng kỳ quái hơn, vốn là Hàn Lập đã biến khỏi vị trí ban đầu thì giờ đây cũng ngay tại chỗ cố chợt léo lên nhiều đốm sáng nhỏ, sau khi ngưng tụ, thân hình quen thuộc lại nhẹ nhàng hiện ra một lần nữa. Hai con trùng to lớn thấy vậy biết là đã bị lừa, chúng liền giống to giận giữ lao về phía Hàn Lập. Nhưng lúc này Hàn Lập đã vận pháp quyết xong, hắn ném khối cầu điện đang cầm trong tay lên phía bầu trời. Hào quang vàng rực, khối cầu liền chìm thẳng vào trời cao không thấy đâu nữa. Nhưng sau đó là một tiếng nổ đinh tai truyền đến, giữa bầu trời trên cao có vô số ký hiệu tràn ra, hóa thành một cột xét màu vàng lao xuống như thác nước, đánh thẳng lên thân mình của một con nhân diện chung. Đây chính là tế lôi thuật mà Hàn Lập mới hoàn thiện cách đây không lâu. Con trùng thét lên thảm thiết, thậm chí nó còn chưa kịp dẫy ruộng, trong làn sáng vàng rực đã lập tức hóa thành cho bụi mà biến mất khỏi thế gian. Tế lôi thuật thật sự quá lợi hại, ngay đến cả nhân diện trùng cũng không thể đón đỡ được chút nào. Con trùng còn lại thấy vậy liền rất sợ hãi, nó vừa giận vừa sợ, không đợi cho thân thể mình kịp lao tới mà đã vội thét chói tai tạo thành một cơn sóng âm cuốn tới tấn công Hàn Lập. Chương 2226, đánh chết hung trùng. Mặt hàn lập chẳng đổi sắc, hắn nhấc cánh tay lên, bàn tay xòe ra chắn trước người. Trong chốc lát, nơi đầu các ngón tay đồng thời phát ra một tiếng phụt, từ đó bắn ra năm luồng ánh sáng vàng kim, chúng chấp lóe rồi điên cuồng lớn lên. Sau đó, chúng ầm ầm hợp lại làm một với nhau, tạo thành một cơn lốc xoáy màu vàng lớn tầm bánh xe. Cơn lốc này vừa mới chuyển động thì từ giữa liền phun ra một sức hút vô hình. Vô số mũi nhọn do sóng âm vô hình trong nháy mắt biến thành đang lao thẳng đến liền bị hút vào một cách nhẹ nhàng. Nhưng đúng vào lúc này, sâu mặt người liền lóe lên liền tựa như ma quỷ đến gần Hàn Lập, rồi không hề trần trừ vung mấy cánh tay sắc bén lên. Chúng liền biến thành một mảng bóng đen sắc nhọn đâm thẳng xuống phía Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy liền nhíu hai mắt lại và khẽ quát lên, đồng thời điểm nhẹ lên cơn lốc xoáy trước người. Cơn lốc lập tức phập phồng lúc to lúc nhỏ, rồi nổ bung ra thành một luồng ánh sáng vàng kim. Một khắc sau, tiếng véo véo vang lên, có vô số sợ tơ màu xanh từ trong ánh sáng vàng kim vọt ra, đâm thẳng về phía sâu mặt người. Con sâu cực lớn kia thấy vậy thì ánh mắt liền lóe lên, cũng chẳng hề tránh né, ngược lại còn nhân cơ hội này mà thúc giục những mũi nhọn mờ mờ rậm rạp chằng chịt kia. Cũng chẳng hiểu là loại mũi nhọn màu đen này có uy lực huyền diệu khó tin nào mà chỉ trong khoảnh khắc đã vượt qua khoảng cách mấy chục trượng, tới sát bên Hàn Lập trong gấc tắc. Con sâu này nổi lên tính hung ác, muốn lưỡng bại câu thương cùng Hàn Lập. Thế nhưng Hàn Lập là dạng người như thế nào chứ? dù có thoáng giật mình vì tính hung ác của con sâu này nhưng sao hắn có để thể việc đó xảy ra được. Đồng tử hắn hơi co lại, rồi hắn chợt giơ một tay vạch một cái vào khoảng không trước người. Sau mấy tiếng bụp bụp, đã có hơn 10 quầng sáng sầu sám chắn phía trước người Hàn Lập. Qua một khắc sau đó, những mũi nhọn màu đen kia đã đâm lên trên những quầng sáng này. Tiếng xì, si bộp nổi lên, những mũi nhọn này dường như cực kỳ sắc bén nên đã một hơi xuyên thủng qua tất cả quầng sáng mà sức mạnh cũng không hề giảm bớt, tiếp tục đâm lên trên linh quang hộ thể của hàn lập một trận âm thanh tựa như tiếng kim loại ma sát vào nhau vang lên bên ngoài người hàn lập thoáng hát tả ra ánh sáng màu vàng tím đồng thời bên trong giường như còn có vô số vân trận màu bạc như ẩn như hiện những mũi nhon màu đen kia vừa tiếp xúc đã bị dồn dập bắn ngược trở lại ảm đạm không thể phá hỏng được linh quang chút nào linh quang bảo vệ do phạm thánh chân ma công và bách mạch luyện bảo quyết dung hợp thành được hàn lập dốc hết sức thi triển e rằng ngay cả đại thừa bình thường trong lúc nhất thời cũng không thể làm gì được huống hồ dù sâu mặt người hung hãn nhưng vẫn còn kém một bậc so với cấp đại thừa. Lúc này, những sợi tơ xanh kia đồng loạt đánh lên sâu mặt người màu đen như vũ bão, rồi nhanh chóng lóe lên xuyên thủng người nó. Sâu mặt người hét lên một tiếng thảm thiết, trên thân phun ra vô số dòng chất lỏng màu lục. Nhưng vẻ dữ tợn liền xuất hiện trên mặt con sâu này, sau khi khẽ gầm lên, trên người nó xuất hiện ánh sáng màu xám trắng chập trần bất định. Các lỗ nhỏ trên người nó liền khép lại với tốc độ nhanh thấy rõ. Chỉ trong chớp mắt, con sâu vốn bị thương khắp người đã khôi phục lại như ban đầu. Hàn Lập thấy vậy thì cất một tiếng cười lạnh lùng, giơ một tay bấm quyết, miệng hô lên một chữ chém. Ngay lập tức, các sợi tơ xanh vừa xuyên thủng người con sâu liền đồng loạt đan vào nhau, ngừng tụ lại thành một thanh phi kiếm xanh minh mang. Sau khi lượn một vòng nhanh như chớp, nó chợt bất ngờ xoay quanh cổ của sâu mặt người. Cái đầu của con sâu liền lộc cộc rơi xuống. Tiếp đó, ánh kiếm màu xanh lại bùng lên, bao phủ thân thể con sâu vào trong. Trong ánh kiếm lạnh lẽo, Thân thể sâu mặt người liền bị chém nát thành một đám máu thì rơi xuống như mưa, ngay cả nguyên thần trốn trong đó cũng không kịp thoát. Vậy là hai con sâu to lớn, hung ác đã bị tiêu diệt trong nháy mắt. Hàn Lập cười nhạt một cái, thu phi kiếm màu xanh về, rồi mới ngoảnh nhìn về chỗ đánh nhau khác. Kết quả là khi hắn vừa mới đưa ánh mắt sang thì nghe được từ đó vọng lại tiếng hí đầy thê lương. Thì ra con sâu khổng lồ đánh nhau với Tà Liên kia không hiểu thế nào đã bị ba cái vòng bạc trong chớp mắt chụp lấy, không thể nhúc nhích chút nào sau đó tà liên liền phun ra một đoàn ánh sáng trắng nó lóe lên chém con sâu kia ra làm hai nửa vị thánh tổ tà liên này không hổ là chị em sinh đôi với bảo hoa một thân thần thông quả nhiên không phải chuyện đùa đại thừa bình thường không thể bằng được ánh mắt hàn lập khẽ chấp chợt nghĩ trong lòng như thế gần như cùng lúc này trong khoảng không phía bên kia bỗng phát ra tiếng nổ rung trời chuyển đất cả không gian đều khẽ rung lên hàn lập và tà liên vừa chiến thắng đều dùng mình trong lòng nên vội nhìn về nơi phát ra tiếng nổ Bọn hắn thấy ở trên mặt sân phía bên kia bỗng xuất hiện thêm một cái hố lớn kinh người. Con sâu mặt người màu xanh lam kia đang nằm dưới hố, cả người trái đen, bộ giáp xác màu lam rực rỡ đã vỡ vụn ra từng mảnh, cái đầu to lớn cũng đã bị mất một bên, cả người đẫm máu xanh lục, dường như đã trọng thương đến mức không nhúc nhích được nữa. Giải đạo nhân lơ lửng phía trên cái hố kia, trong hai tay đều nắm một thanh đao màu bạc cực lớn. Hắn lạnh lùng liếc xuống dưới, rồi chẳng chút chần chừ lập tức giơ hai thanh đao bạc vào giữa người hợp nhất chúng lại. Một tiếng sét đánh vang lên, hai thanh đao khổng lồ liền biến thành hai vòng cong màu bạc lớn như cái bát, rồi lóe lên hợp lại thành một, biến thành một ngọn thương dài màu bạc. Giải đạo nhân khẽ nhấc cánh tay lên, hung ác ném ngọn thương từ trên cao xuống. Ngọn thương màu bạc nhoáng lên một cái đã biến mất giữa tiếng sấm trong không trung. Một khắc sau, trong hố lớn kia vang lên tiếng nổ, thương bạc đã cắm vào cơ thể con sâu, rồi sau khi khẽ run lên, nó liền nổ tung ra vô số tia điện bạc tầng tầng lớp lớp bung ra phủ kín lấy cả cái hố dù con sâu khổng lồ màu xanh lam kia khá mạnh mẽ nhưng dưới một đòn phép thuật lôi điện gần hết sức của giải đạo nhân thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hí lên vài tiếng rồi biến thành hư vô lúc này giải đạo nhân mới nhấc chân một cái thân hình liền chấp lên biến mất trong không trung bên canh hàn lập liền xuất hiện dao động giải đạo nhân bình thản hiện ra giải huynh thật giỏi con sâu mà người đối đầu sợ rằng không kém đại thừa bình thường chút nào vậy mà ngươi chỉ đòn đã tiêu diệt được hàn lập quay đầu sang cất lời khen ngợi tuy thực lực của hắn có vẻ không bằng đại thừa nhưng nếu đại thừa bình thường đụng phải nó thì chỉ sợ cũng rất khó chiếm được phần thắng giải đạo nhân chẳng đổi sắc lạnh lùng nói một câu hoàn toàn chính xác tạm thời chưa nói thực lực mạnh yếu thế nào nhưng loại trùng hung ác này luôn ra tay hung hãn không sợ chết quả thật đại thừa bình thường không thể nào so được vẻ tươi cười trên mặt hàn lập hơi thu lại nói một cách khá ngưng trọng không sai, lục thạch đạo hữu phía bên kia rõ ràng chiếm thượng phong nhưng đối mặt với cách đánh lưỡng bại câu thương thì hiện tại cũng chưa thể làm gì được đối phương. Hay là chúng ta đồng loạt ra tay xử lý cho rồi. Sau khi đánh giá hàn lập và giải đạo nhân, lại nhìn về hài cốt ba con sâu do bọn hắn hạ, tà liên đột nhiên cười và nói. Hàn lập xoay chuyển ánh mắt, phát hiện ra quả thực dường như lục thạch ở chiến trận bên kia chưa thể tóm được con sâu cuối cùng được thì liền cười, đang định ngẩng đầu nói gì thì lục thạch lão tổ đống hét lên không cần ba vị đạo hữu nhúng tay, chỉ là một con sâu tép siêu, lão tổ ta sao lại không tóm được chứ? Kinh thiên thanh ấn, lục thạch lão tổ thấy những người khác đều dễ dàng tiêu diệt được đối thủ, chỉ có chính mình đang còn chiến đỡ thì liền cảm thấy hơi mất mặt. Bấy giờ, hắn mới giống lên một tiếng rồi vung tay áo lên, từ đó chợt có chín cái ấn ngọc màu xanh giống hệt nhau bay ra. Sau khi quay tít một vòng trong không trung, chúng liền hợp nhất thành một thể với chiếc ấn màu vàng lúc trước để biến thành chiếc ấn màu xanh lớn, Bên ngoài có vô số ký hiệu màu vàng lượn lờ bất định, rồi chúi mình rơi xuống con sâu to lớn kia. Tiếng vù vù vang lên khắp đất trời, sức mạnh pháp tắc thoáng hiện ra trong không gian gần một dặm. Con sâu mặt người ở bên dưới lập tức cảm thấy cả người như chìm xuống, chẳng thể nào nhúc nhích. Chiếc ấn lớn màu xanh xoay một cái, mang theo sức mạnh to lớn nện lên trên con sâu, đè cho nó nát như tương. Lục Thạch lão tổ thấy vậy mới giãn nét mặt ra, khẽ thở dài một cái, rồi giơ một tay hướng về chiếc ấn bấm niệm pháp quyết thoáng cái đã thu nó vào trong tay áo có điều vào lúc này khí xanh lục bao phủ người hắn đã bất giác mỏng hơn hai phần đồng thời hơi thở cũng yếu hơn một chút hiển nhiên là thần thông vừa rồi có chỗ khác thường cũng không dễ dàng thi triển ra đây là kình thiên thanh ấn sao quả thật là đa bất hư truyền nghe nói bảo vật này tuy không phải là huyền thiên linh vật nhưng uy lực lại lớn gần bằng uy lực huyền thiên rồi đến nay được thấy mới biết lời đồn quả nhiên không giả trông thấy cảnh đó ánh mắt tà liên nhấp nhá một trận rồi khẽ cười và nói. Đã để cho ba vị đạo hữu chê cười rồi, quả thật nếu ta không dở tuyệt chiêu ra thì sợ rằng không nhanh chóng tóm được con sâu kia được. Lục thạch lão tổ cười khổ, biết mình biết ta vội vàng đáp. Hiển nhiên tới lúc này, vị đại thừa dị giới này đã hiểu rõ rằng mình là kẻ yếu nhất trong bốn người, vì thế trong lòng không tránh được chút bất an. Nếu năm tên này đã được giải quyết thì chắc là bên trong không còn con sâu keo nào khác rồi. Chúng ta đi vào thôi. Hàn lập nhìn về một tòa cung điện cách đó không xa, như nghĩ tới cái gì mà nói hàn huynh nói có lý giải huynh lục thạch đạo hữu chúng ta tiến lên xem xét qua chút đi lục thạch tất nhiên không phản đối vì thế bốn người nhẹ nhàng bay vào phía trong cung điện kết quả là khi mọi người mới bay vào trong cung điện thì tà liên và lục thạch cùng biến sắc sau cửa điện chính là từng đống xương trắng bên cạnh có một số thứ gì đó liên tục nhấp nháy thì ra là một ít chiến giáp và binh khí không còn nguyên vẹn tà liên đạo hữu những thứ này là Lục Thạch lão tổ không nhịn được hỏi một câu, đây hẳn là vệ sĩ canh giữ đại cung lúc ban đầu. Có lẽ sau khi Minh trùng mẫu vừa xông ra khỏi phong ấn, bọn hắn không kịp chạy ra khỏi đại cung nên thành đồ ăn cho con sâu hung tợn này. Tà Liên khẽ than một tiếng, sau khi nói hai câu thì phất tay lên. Lập tức có một quả cầu lửa đỏ thẫm bay vào xa, sau khi bập bùng lên ánh lửa liền biến tất cả hài cốt thành cho bụi. Chương 2227, rừng đá trong lòng đất hàn lập vẫn lặng im đứng bên những mảnh giáp và binh khí nứt vỡ còn sót lại hai mắt của hắn quan sát rất chăm chú rồi bỗng nhướng mày bàn tay chụp tới véo một miếng vỡ sáng lấp lánh trông như lưới kiếm gãy bay vào trong tay hắn hàn lập xem xét thật kỹ vật trên tay chỉ thấy trên bề mặt mảnh vỡ tưởng như vô cùng cứng rắn có thêm một dấu bàn tay rất tinh thế in vào thật sâu giống như nó được người ta tỉ mỉ khảm lên vậy hàn lập hơi trầm ngâm bắt đầu siết chặt các ngón tay lên mảnh vỡ lập tức các ngón tay của hắn tỏa ra ánh vàng rực rỡ, rồi bắt đầu để dầu ấn lên mảnh kiếm gãy. Kết quả là hình ảnh của một bàn tay mới khá giống với cái vốn đã in lên bề mặt mảnh vỡ cực kỳ cứng rắn mà hắn đang cầm. Sao vậy? Hàn đạo hữu phát hiện ra điều gì sao? Tà liên thấy hành động của Hàn lập liền cảm thấy hứng thú. Người tự xem thì biết, Hàn lập lạnh nhạt đáp lời, vứt mảnh kiếm vỡ qua. Tà liên khẽ cười, bàn tay hơi nhấc lên đón lấy vật ấy rồi nhìn thoáng qua. Cuối cùng nàng thất thố hô lên, thái ất bạch kim thật không ngờ món binh khí này lại được luyện chế từ nó thái ất bạch kim vật này có danh tiếng cực lớn ở các giới diện trên thế gian này không hẳn là không có những tài liệu cứng rắn hơn nó nhưng tuyệt đối không có được mấy thứ dựa vào thanh binh khí nằm lại nơi này thì có thể thấy trước đấy nó đã được làm thành từ một khối rất lớn xem ra chủ nhân của nó có cơ duyên không nhỏ chút nào lục thạch nghe vậy liền trở nên giật mình hừ cơ duyên lớn thì đã sao nào không phải cuối cùng cũng trở thành đồ ăn trong miệng côn trùng sao. Có điều để lưu lại dấu vết lên vật này thì chắc chắn người đó có cơ thể rất mạnh mẽ. Chẳng hay khi nãy Hàn Huynh đã sử dụng mấy phần sức mạnh thực sự. Ta liện tặc lưỡi chật chật, tiếp đó ngón tay nàng tỏa ra ánh sáng trắng ngắt rồi cũng khắc vài dấu lên mảnh vỡ, cuối cùng lại lắc đầu hỏi Hàn Lập. Còn lục thách thấy vậy lại cảm thấy kinh hoàng, sau đó chỉ còn biết cười khổ mà thôi. Đương nhiên là tại hạ đã dùng không ít sức lực, nếu không thì sao có thể lưu lại dấu vết sâu đến như vậy. Nhưng mà hai đạo hữu có nghĩ tới con côn trùng đã bóp nát cả thanh binh khí được đúc luyện từ thái ất bạch kim này có thân thể cứng chắc đến mức nào không? Dù sao thì những con trùng mặt người mà chúng ta vừa gặp tuyệt đối không thể làm được việc này. Sắc mặt của Hàn Lập dần trở nên nghiêm trọng, những con trùng vừa nãy còn không bằng chúng ta thì sao có thể làm được việc này? Chẳng lẽ là minh trùng mẫu tự động ra tay, sắc mặt của lão tổ lục thạch trở nên trắng bệch, chắc chắn không phải với thần thông cao lớn vô cùng của minh trùng mẫu thì cớ sao phải tự mình ra tay với mấy tên bảo vệ cửa khu cung điện ngầm tà liên lập tức bác bỏ ý kiến này nếu vậy trong cung điện ngầm này ngoài những con trùng mặt người mới gặp thì còn có thêm một loại côn trùng khác còn lợi hại hơn hàn lập thì thào chỉ e đúng là như vậy tà liên cảm thấy hơi bất đắc dĩ hai đạo hữu chớ quá lo lắng cho dù có thực là có loại trùng hung ác đến bậc này đi nữa nhưng tin là số lượng của chúng không quá nhiều mà lần này đi vào sâu trong cung điện có đến hơn 10 vị đạo hiếu, như vậy chắc cũng đủ để đối phó với những con trùng này rồi. Lục thạch tựa như nghĩ ra điều gì liền khuyên nhủ cả bọn. Cũng đúng, loại côn trùng thứ hai này nhất định là rất thưa thớt. Nếu không thì sao nguyên yểm lại có thể truyền tin tức cho bảo hoa được. Như vậy có thể thấy loại trùng này chỉ có vài con mà thôi. Tà Liên trầm ngâm một lúc nhưng vẫn đồng ý với suy nghĩ của Lục Thạch. Nếu số lượng không nhiều thì chúng ta cũng không cần quá sợ hãi. Các đạo hiếu, chúng ta hãy vào kiểm tra chỗ cấm chế bị tổn hại đi. sắc mặt của Hàn lập dần nhẹ nhóm đi một phần. tiếp đó hắn cùng giải đạo nhân dẫn đầu đoàn người đi vào sâu bên trong. Tà Liên và lão tổ Lục Thạch cũng liếc mắt nhìn nhau rồi đi theo. một lúc sau, ở một gian phòng lớn trong trung tâm tòa điện, mấy người nhóm Hàn lập đang vây quanh lấy một cái trận pháp được bố trí ngay ngắn giữa căn phòng, cả bọn đang xì xào thương lượng với nhau điều gì đó. cái trận pháp to lớn này có vẻ vô cùng phức tạp bên trong là vô số các nét linh văn được xếp đặt cực kỳ huyền diệu. Đáng tiếc là cách đây không lâu tòa pháp trận đã bị người ta thay đổi rất nhiều, một phần uy lực của nó cũng bị hủy theo, làm cho nó hoàn toàn không còn giống với lúc trước. Tà liên đạo hiếu, người có nắm chắc là sẽ sửa chữa được pháp trận này không? Lục thạch cao mày hỏi tà liên, trước lúc xuất phát ta đã mang theo bản thiết kế của trận pháp này, nhưng không ngờ là nó lại bị thay đổi lệch đi nhiều đến vậy. Nếu muốn chữa trị lại hệt như ban đầu thì ta có thể làm được nhưng phải có đủ thời gian, mà thời gian bảo hao sao cho chúng ta không đủ lâu đến thế. Chính vì vậy mà ta cảm thấy hơi khó giải quyết việc này. Ta liên cười ngượng ngập đáp lời, nếu như vậy thì thật là phiền phức, đáng tiếc là ta hiểu biết rất ít về trận pháp, trong lĩnh vực này chỉ sợ là dù muốn nhưng không giúp được gì cho đạo hữu rồi. Lục Thạch thở dài, nếu như có bản thiết kế gốc của trận pháp ở đây chắc ta sẽ giúp được một phần dù sao bảo hoa đạo hữu chỉ muốn chúng ta đến đây để kích phát được càng nhiều uy lực của cấm chế càng tốt chứ không phải là phục hồi cấm chế lại như lúc đầu. Đưa bản thiết kế để ta xem qua một lát xem có cách nào không cần khôi phục lại như cũ mà vẫn có thể kích phát được uy lực của nó ngay lập tức không? Hàn lập trầm ngâm cân nhắc một lát rồi chậm rãi nói. Thì ra Hàn huynh đã từng nghiên cứu về trận pháp, nếu làm được theo cách mà đạo hữu nói thì thật là không gì tốt bằng. Tà liên nghe vậy liền mừng rỡ, bàn tay nàng mở ra, ném một miếng ngọc trong suốt qua cho Hàn Lập. Hàn Lập cầm nó trên tay, thần niệm bắt đầu xem xét vào bên trong. Quả đúng là trong miếng ngọc chứa rất nhiều hình vẽ cực kỳ phức tạp, phải quan sát thật tỉ mỉ mới nhận ra đây đúng là bản thiết kế gốc của pháp trận trước mặt. Thời gian tiếp theo Hàn Lập và Tà Liên bắt đầu nghiên cứu về phương pháp chữa trị tòa pháp trận. Mà lão tổ Lục Thạch và giải đạo nhân đi ra ngoài gian phòng rồi bắt đầu công tác canh gác. Dựa vào những hiểu biết về trận pháp của mình, lại có bản vẽ chi tiết ở trước mặt nên chỉ mất ngắn ngủn có nữa ngày là hắn đã suy nghĩ ra một phương pháp chữa trị tà liên nghe ý kiến của hàn lập xong nàng bắt đầu cẩn thận suy nghĩ sau khi thấy biện pháp của hắn đưa ra không có chắc trở gì mới liền vui mừng đồng ý nàng lấy ra một ít tài liệu trong vòng chữ vật rồi cũng hàn lập bắt đầu tu bổ lại tòa trận pháp trong gian phòng rộng lớn trong toàn bộ quá trình này hai người đều cẩn thận từng ly từng tí một nhìn bọn họ thật giống như đang cẩn thận dò dẫm từng món chân trên mảng băng mỏng dính vậy dù sao thì chỉ cần một sai lầm rất nhỏ cũng có thể kích động đến toàn bộ tòa cấm chế trong trong điện ngầm như vậy sẽ lập tức đánh thức con minh trùng mẫu kia cuối cùng hai người bọn họ phải cặm cụi suốt một ngày một đêm mới tu bổ hoàn thành tòa cấm chế trong gian phòng tà liên cẩn thận đánh một đạo pháp quyết vào tòa trận pháp lập tức trong gian phòng vang lên từng hồi âm thanh vù vù một làn sáng trắng nhu hòa tràn ra kéo theo là từng cỗ giao động cực kỳ huyền bí lan đến mọi ngóc ngách căn phòng sau cùng tất cả những thứ đó đều chỉ mất hút vào khoảng không. Tốt rồi, đúng là không có vấn đề gì. Phương pháp của Hàn Huynh thực sự đã thành công rồi. Tà Liên cứ đứng quan sát hết thảy một lúc, sau khi chắc chắn là không có điều gì khác thường, lúc này vẻ mặt của nàng mới nhẹ nhõm, tươi cười nói với Hàn Lập. Một khi đã không có vấn đề gì nữa thì chúng ta chỉ việc đợi bảo hoa đạo hữu truyền tin tức tới sau đó kích hoạt cấm chế ở nơi này là xong. Thật không biết các đạo hữu ở nơi khác đã hoàn thành nhiệm vụ chưa nữa. Hàn Lập cũng quan sát pháp trận đằng trước, vẻ mặt ánh lên một nét mỉm cười. Theo kế hoạch mà Bảo Hoa đã định, chậm nhất là nửa ngày nữa sẽ có tin tức được truyền tới. Lúc này tốt nhất là chúng ta hãy nghỉ ngơi dưỡng sức cho thật tốt. Một lúc nữa không biết sẽ phải ác chiến với loại đối thủ nào nữa đây. Ta liên gật đầu, nhặt lấy một lá bùa truyền tin tức cho giải đạo nhân và lục thạch ở bên ngoài, sau đó nàng tự động đi tới ngồi xuống ở một góc trong gian phòng. Hàn Lập cũng không nói gì thêm mà liền ngồi nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Một lát sau, hai vệt hào quang như hai luồng cầu vồng một bạc một xanh bất chợt bay vào. Sau khi chớp lên, hai bóng người liền xuất hiện ở hai phía khác nhau trong gian phòng, rồi cùng nhau ngồi xuống. Cả bốn bọn họ đều nhắm mắt dưỡng thần, ngồi im như tượng gỗ. Thời gian cứ thế trôi qua từng chút một, thoáng chốc đã trôi qua bốn năm canh giờ. Bất chợt hai mí mặt của Hàn Lập chợt động, hắn mở mắt ra. Không chỉ riêng hắn, mà Lục Thạch cùng với Tà Liên cũng bị giật mình mà mở to cặp mắt oanh mặt đất run lên không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào toàn bộ căn phong giao động kịch liệt bề mặt tòa trận pháp chất lóe sáng rồi phun ra một cột sương mù mờ mờ nhoáng lên rồi biến mất hút vào đỉnh nóc gian phòng mà đúng lúc này tất cả mọi ngóc ngách trong cung điện ngầm bắt đầu giao động đồng thời ở một nơi cực kỳ bí mật có từng cột đá bắt đầu đùn đất mọc ra cột này nối tiếp cột kia chi chít không ngừng thoáng chốc nơi đó bỗng hình thành lên một khu rừng bởi toàn những cột đá nếu quan sát từ trên cao xuống bốn phía của khu rừng đá thì đây đúng là hình dạng của một trận pháp quỷ quái nào đó. Ở trung tâm của trận pháp rõ ràng có tám cột đồng thau khác hẳn với những trụ đá ở bốn phía. Trên thân mỗi cây cột đều loang lổ những vết như dỉ ố, mặt ngoài của chúng còn được chạm khắc thêm một vài chữ viết cổ khó hiểu, phía cao cao trên đỉnh lại là một quầng sáng hình cầu đang chớp nháy không thôi. Dưới làn ánh sáng, cả tám cây trụ đồng giống như những ngọn đèn cổ kính đỏ như máu. Trong tám ngọn đèn cổ này chỉ có một là còn có ngọn lửa mỏng manh màu vàng đang chấp động. Những cây còn lại đã sớm nguội ngắt như băng, không biết là chúng đã tắt từ bao nhiêu năm tháng rồi. Càng đáng kinh ngạc hơn là ở giữa tám cây cột đồng có một cái đàn dùng để tế lễ đỏ ao như máu, cao đến mấy chục trường. Mặt trên của tế đàn thờ phụng một cái bát, còn mặt ngoài lại có khí đen vần quanh, làm cho người ta nhìn thấy liền gặp phải một loại cảm giác cực kỳ âm u. Từ bên trong chiếc bát chợt truyền ra từng trận tiếng cười trầm trầm pha lẫn vẻ âm u bằng 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 không 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 bằng bằng bằng. Sao lại như vậy, còn chưa đến lúc để chúng ta mở trận pháp mà. Sao cấm chế đã tự động kích phát rồi. Sắc mặt vốn lạnh lùng của tà liên bỗng tái nhợt, nàng thẳng thốt thét lên. Vẻ mặt của lão tổ lục thạch cũng trở nên đầy lo lắng. Còn hàn lập cũng hơi nhăn nhó khó coi. Tuy hắn không biết cụ thể là chuyện gì mới phát sinh nhưng chắc chắn việc này có liên quan đến đám người trong kế hoạch của Bảo Hoa. Đi thôi, sự việc đã biến đổi rồi chúng ta không cần ở lại chỗ này đợi tin tức nữa. Mau tìm đến hội họp với những nhóm khác đi, mặc dù sắc mặt của Hàn Lập trở nên xấu hơn trước, nhưng hắn vẫn quyết đoán như thường. Tiếp đó hắn vẫy tay với giải đạo nhân, rồi hào quang quanh thân sáng rực, lập tức hóa thành vệt sáng màu xanh bắn vọt đi. Giải đạo nhân chẳng nói chẳng rằng, cũng tỏa hào quang sáng rực rồi hóa thành một vệt cầu vồng màu bạc bám sát theo. Chương 2228, Phượng Linh Bảo Bàn Sắc mặt của Tà Liên và lão Tổ Lục Thạch không khỏi biến đổi. Tà Liên đạo hữu, chúng ta nên làm thế sao bây giờ? Có nên đi theo Hàn đạo hữu hay không? Trên mặt lão Tổ Lục Thạch lộ vẻ bất an nói, "Hàn huynh nói có lý, nếu mọi chuyện đã không như dự tính ban đầu, cho dù chúng ta có ở lại nơi đây thêm nữa cũng không phải là hành động khôn ngoan. Trước mắt, chúng ta hãy đi xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra rồi nói sau." Sắc mặt Tà Liên sau khi nhanh chóng biến đổi mấy lần, sau cùng cũng cắn răng nói, sau đó tay áo nàng run lên, sau lưng lóe lên hình ảnh một đóa hoa, rồi lập tức biến thành một đạo ảo ảnh bay vụt đi. Lão tổ lục thạch thấy vậy, bất đắc sĩ thở dài, rồi cũng một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài cơ thể cuồn cuộn tràn ra sương mù màu xanh biếc, sau đó cứ vậy mà bay theo tà liên ra ngoài. Lúc này, Hàn Lập mang theo giải đạo nhân bay dọc theo một đường hầm khá hẹp, nhanh chóng hướng về nơi đang phát ra chấn động mãnh liệt nhất mà tiến tới. Mặc dù dưới lực lượng của phong ấn thượng cổ, cấm chế ngăn cản việc bay lượn vẫn tồn tại, nhưng với đám người có tu vi đại thừa như hàn lập nếu bọn hắn không tiếc pháp lực toàn lực thi triển thì tốc độ bay tất nhiên cũng sẽ không quá chậm thần niệm hàn lập hướng hai bên đường hầm đảo qua một lượt kết quả là khiến chân mày hắn không khỏi nhíu lại đường hầm này trông có vẻ sạch sẽ sáng bóng nhưng phía trong nó lại có chi chít những vết rách nhỏ xíu hơn nữa dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ bay của bọn hắn đang tăng lên nhanh chóng chỉ e rằng cung điện ngầm này sẽ không còn chống đỡ được bao lâu nữa trong lòng hàn lập không khỏi trầm xuống nhưng hắn cũng đưa ra đánh giá thật nhanh. Lúc này, phía trước truyền đến chấn động càng mãnh liệt hơn, dường như cả cung điện có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một lối rẽ, Hàn Lập không cần suy nghĩ lập tức quẹo vào lối rẽ này, độn quang thoáng cái đã mất hút trong đường hầm. Thế nhưng lúc này ngay phía trước đột nhiên ập đến một trận cuồng phong, hai bóng đen xuất hiện trước mặt lao thẳng tới, thì ra là hai con trùng mặt người, nhưng toàn thân cả hai con trùng này lại là một màu đen thui hai con côn trùng hung ác này dường như đã mai phục ở lối vào đường hầm từ rất lâu rồi. Trong mắt Hàn lập lóe lên một tia sắc bén, hắn hử lạnh một tiếng, nơi cánh tay đột nhiên xuất hiện kiếm ảnh, trong tay lập tức có thêm một thanh trường kiếm dài ba thước màu xanh biếc, sau đó nhoáng lên một cái, liền hướng hai con trùng đối diện đánh tới. Nổ oanh một tiếng, thiên địa nguyên khí bốn phía lập tức sôi sục, đồng thời một cỗ pháp tác lực cực kỳ khổng lồ chớp mắt phủ xuống trong đường hầm. Hai con trùng mặt người chỉ cảm thấy bốn phía xuất hiện những dao động quỷ dị, thân thể bọn nó liền cảm thấy tê dại không cách nào nhúc nhích được, chỉ kịp thấy ánh sáng màu lục tràn đầy trong mắt rồi lập tức mất hết ý thức. Hàn lập nhoáng lên một cái, bóng dáng hắn lại một lần nữa hiện ra phía sau hai con trùng mặt người, cổ tay run lên, lập tức thanh trường kiếm màu xanh biết chợt lóe lên rồi biến mất. Lúc này, trên cơ thể của hai con trùng mặt người mới chuyển đến hai tiếng phốc phốc, thân thể bọn chúng từ chỗ ngang hông liền bị chia thành hai khúc rồi lập tức bốc cháy, tan thành cho bụi bởi vì hàn lập không muốn bị làm phiên thêm nữa nên hắn thậm chí không để cho giải đạo nhân ra tay giúp đỡ liền trực tiếp lấy ra huyền thiên chảm linh kiếm đem hai con trùng mặt người chém chết với tu vi hiện tại của hắn chưa cần vận dụng đến niết bàn thánh thể cũng có thể sử dụng một phần uy lực của thanh huyền thiên chi bảo này dùng nó để đối phó với hai con trùng mặt người có sức mạnh chưa đạt đến đại thừa này tất nhiên là không cần tốn quá nhiều công sức giải đạo nhân nhìn thấy tất cả sắc mặt có hơi đổi nhưng cũng không nói gì chỉ theo sát hàn lập tiếp tục bay đi mà sau khi trừ khử hai con trùng mặt người này ở trong đường hầm hai người cũng không gặp thêm bất kỳ một con trùng nào nữa không biết qua bao lâu trước mắt đột nhiên xuất hiện quang cảnh rộng rãi thì ra lúc này bọn họ đã thoát khỏi đường hầm hiện tại hai người đang ở trong một cái động phủ to lớn vô cùng dưới lòng đất dưới mặt đất của động phủ này trải đầy cát mịn màu bạc trên đỉnh chóp lại đầy những măng đá sắc nhọn nhưng cách cửa đường hầm vừa đi vào không xa lại thấy cuồn cuộn một biển xương mù màu xám trắng đồng thời có thể ngửi thấy một mùi đàn hương nhàn nhạt từ bên trong nhẹ nhàng tỏa ra. Mà ở phía trước biển sương mù, lúc này có vài bóng người đang lơ lửng trên không, trong đó có một người sau lưng như ẩn như hiện một đóa hoa lớn màu hồng phấn, rõ ràng đây không phải bảo hoa thì là ai. Khuôn mặt xinh đẹp của bảo hoa giờ phút này đang lạnh lùng quan sát biển sương mù màu xám trắng, nhưng trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi. Bên trong biển sương mù phía đối diện dường như có một khuôn mặt mờ ảo đang trôi nổi bất định, đôi môi khẽ mấp máy, hình như lúc này đang cùng nàng truyền âm nói chuyện gì đó phía sau lưng bảo hoa hắc ngạc trên mặt đầy vẻ cảnh giác đứng im mấy người còn lại chính là đám tu sĩ đại thừa ở dưới diện khác mà hàn lập đã từng gặp qua một lần hiện tại vừa nghe thấy tiếng xé gió mấy người này cũng cả kinh vội vàng quay đầu nhìn lại nhưng sau khi nhìn thấy hàn lập và giải đạo nhân sắc mặt cả đám mới giãn ra thế nào rồi những đạo hữu khác vẫn chưa đến sao nơi này cuối cùng đã xảy ra chuyện gì sau khi thần niệm Hàn Lập Hướng biển sương mù quét qua, lúc này, Đoạn Quang mới dừng lại, trầm giọng hỏi: "Thì ra là Hàn đạo hữu và Giải đạo huynh, chúng ta cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Hiện tại Bảo Hoa đạo hữu đang trao đổi với linh hồn của phong ấn thượng cổ, nàng đang hỏi thăm chân tướng sự việc lúc nãy. Về phần những đạo hữu khác sao? Có lẽ hai vị là những người đầu tiên đến được nơi đây sau nhóm chúng ta." Một lão giả đầu đội vòng vàng theo phong cách cổ xưa, nghiêm nghị trả lời: Linh hồn của phong ấn thượng cổ chính là vật này sao ánh mắt hàn lập lóe lên lập tức liền nhìn về khuôn mặt khổng lồ bên trong biển sương mù có vẻ nghi hoặc hỏi đúng lúc này bảo hoa dường như cùng với khuôn mặt sương mù kia đã nói chuyện xong gương mặt khổng lồ quay cuồng một lúc rồi biến mất bên trong biển sương mù hàn đạo hiếu giải đạo hiếu hai vị đã đến vừa lúc có thể giúp ta giúp một tay bảo hoa quay người lại nghiêm nghị hướng hàn lập nói bảo hoa đạo hiếu ngươi dường như còn chưa nói cho hàn mẫu biết nơi này cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì chấn động mãnh liệt bên kia cuối cùng là chuyện gì ánh mắt hàn lập lần nữa đảo qua chỗ sâu bên trong biển sương mù sau đó lại hỏi một câu đó là do lực lượng của phong ấn thượng cổ mất kiểm soát bất kể là lực lượng phong ấn đang chấn áp minh trùng mẫu hay lực lượng phong ấn đang vây khốn đám người nguyên yểm đạo hữu tất cả đều mất đi hơn một nửa lực lượng hiện tại chẳng những minh trùng mẫu kia sắp thức tỉnh mà những đạo hữu khác đang còn bị vây trong phong ấn cũng gặp phải nguy hiểm. Không thể nghi ngờ, nếu lần này nó thức tỉnh, chuyện thứ nhất muốn làm chắc chắn là giết sạch đám người nguyên yểm. Về phần những chấn động này, chính là hiện tượng phong ấn sắc không thể chống đỡ thêm được nữa, mất đi qua nhiều lực lượng như vậy, phong ấn này cũng không cách nào duy trì được nữa, cả tòa cung điện ngầm cũng chỉ sợ nhanh chóng sụp đổ. Bảo Hoa thở dài trả lời, cái gì, phong ấn mất kiểm soát, điều này sao có thể xảy ra chứ, chúng ta còn chưa làm gì cả, không lẽ một trong những nhóm tham gia chữa trị phong ấn đã gây ra sai lầm lớn gì đó? Một gã to con có khuôn mặt đỏ thấm, cả kinh hỏi. Bảo Hoa đạo hiếu, vừa rồi ngươi nói chuyện với linh hồn phong ấn thượng cổ, chẳng lẽ không cẩn thận hỏi thăm tường tận sao? Nó chính là linh tính của bản thân phong ấn, hẳn là phải biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong đó mới đúng. Lão già ăn mặc theo phong cách cổ xưa kia hít một hơi thật sâu hỏi. Hiển nhiên những người này cũng là vừa mới biết được chuyện này. Ta dĩ nhiên đã hỏi qua rồi, nhưng linh hồn của phong ấn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra chẳng qua nó cảm giác được lực lượng của bản thân dường như bị một vật gì đó lấy mất chẳng qua nó đã đáp ứng sẽ đem chúng ta trực tiếp tiến vào nơi minh trùng mẫu đang ngủ say giúp chúng ta nhân lúc con trùng kia còn chưa tỉnh dậy trước tiên đánh cho minh trùng mẫu kia bị thương nặng rồi hãy nói kể từ đó chẳng những có thể tạm thời kéo dài thời gian phá phong ấn của con trùng này mà còn có thể để cho những đạo hữu khác có thời gian đi giải cứu những người đang bị giam cầm trong phong ấn xem ra người tính không bằng trời tính, chúng ta cũng chỉ có thể đem kế hoạch ban đầu hủy bỏ. Bảo Hoa cười gượng nói, cái gì, chỉ có mấy người chúng ta đi đối phó với minh trùng mẫu kia sao, Bảo Hoa đạo hữu không phải đang nói chuyện tiếu lâm đấy chứ. Cuối cùng, một phụ nữ mặc áo dài màu đen thất thanh kêu lên. Lão già và tên to con nghe vậy, mặt mày cũng lập tức biến sắc. Nhưng Hàn Lập cũng chỉ nhướng mày, không trực tiếp nói gì nữa. Các vị xin yên tâm, ta làm như thế, tự nhiên là có vài phần nắm chắc. Ta từ linh hồn của phong ấn biết được minh trùng mẫu kia mặc dù có thể điều khiển được một số cấm chế để vây khốn đám người nguyên yểm gồm hơn 100 vị đại thừa đạo hiếu, nhưng tự thân nó cũng phải trả giá rất lớn mới có thể làm được chuyện này. Hơn nữa lần này nó vì vội vã tỉnh lại nên hiện tại nguyên khí hẳn là chưa khôi phục được nhiều lắm, căn bản không cách nào có thể so với thời kỳ toàn thịnh. Linh hồn phong ấn cũng đã đáp ứng, chúng ta có thể không cần phải để ý tới những nơi khác trong cung điện ngầm nữa, mà sẽ đem lực lượng còn lại tất cả đều dùng để trợ giúp hành động lần này của chúng ta. Ngoài ra, ta cũng vì vậy nên đã cố gắng mượn một kiện huyền thiên bảo vật có thể đặc biệt khắc chế trùng tộc. Như vậy tính ra, chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Bảo Hoa nhanh chóng giải thích một phen, nghe nàng giảng giải như vậy, trong lòng ba tên đại thừa ở giới diện khác không khỏi yên tâm hơn một chút, nhưng chuyện này dù sao cũng liên quan đến tính mạng của cả đám nên trong khoảng thời gian ngắn ngửi vẫn chưa có người nào thật sự đáp ứng. Bảo Hoa tất nhiên nhìn ra những băn khoăn trong lòng đám người này, sau khi trong lòng hiểu rõ, mới miễn cưỡng nở nụ cười nói. Cho dù các vị đạo hữu không muốn mạo hiểm thì cũng nên vì những đạo hữu cùng tộc mà cân nhắc một chút đi. Hiện tại đám người đồng nha đạo hữu đang ở gần nơi giam cầm nguyên hiểm, cho dù chúng ta không cách nào trực tiếp giết được minh trùng mẫu này đi nữa thì trước tiên cứ quấn lấy nó để tranh thủ ít thời gian trợ giúp những người khác thoát khỏi phong ấn giam cầm. Huống chi ta ở đây còn có một vật tặng cho mấy vị đạo hữu, có vật này mà nói, cho dù chúng ta thật sự không địch lại minh trùng mẫu, nhưng nếu muốn chạy thoát lại là thừa sức. Vừa dứt lời, tay áo bảo hoa nâng lên, sau khi vang lên mấy tiếng phốc phốc, một đám ánh sáng màu hồng hướng mấy người Hàn Lập chia ra bắn tới. Những người khác theo bản năng nhao nhao bắt lấy đạo ánh sáng trước mặt. Hai mắt Hàn Lập tỏa ra ánh sáng, hắn phát hiện một cái ấn bên trên có khắc một đồ án trận pháp phức tạp đỏ ngầu. Hàn Lập cảm ứng được trên trận bàn dường như đang phát ra dao động không gian, trong lòng khẽ động, lật ấn lại đánh giá, lập tức hắn phát hiện mặt sau của cái ấn kia có một đồ án hình lông chim tinh xảo phi thường, nhìn có vẻ rất rất sống động. Đây là, Hàn Lập không khỏi lộ ra vẻ trần chờ Phượng Linh bảo bàn, không lẽ đây chính là Phượng Linh bảo bàn có thể trong nháy mắt truyền tống hơn trăm vạn dặm Bảo Hoa đạo hữu làm thế nào lại có thể lấy được vật này, đây quả thật là cơ duyên lớn bằng trời A. Lão già mặt mũi phong cách cổ xưa vừa nhìn thấy rõ ràng hình dạng trận bàn trong tay, sau khi dùng thần niệm đảo qua nhiều lần, lập tức vui mừng kêu to. Cái gì, đây thật sự chính là vật do lông vũ của thiên phượng luyện chế thành, phượng linh bảo bản sao. Đạo hữu không nhìn lầm chứ, ta nghe nói nếu trong tay có vật này, gần như tương đương với có thêm một cái mạng. Hơn nữa đối với tất cả trận pháp cấm chế đều không thể trực tiếp ngăn cản truyền tống lực của vật này. Người phụ nữ mặc áo đen giật mình hỏi, vật này chính xác là nó, năm xưa ta từng tại một buổi đấu giá cũng đã gặp được một cái phượng linh bảo bàn giống như vậy kiểu dáng và khí thức thiên phượng phát ra tất cả đều hoàn toàn giống nhau. Lão già không chút do dự nói, tốt, nếu bảo hoa đạo hữu nguyện ý tặng vật này cho bọn ta, vậy thì ta đây sẽ chấp nhận liều mạng đi một chuyến. Nếu như chuyến này không dùng đến kỳ vật này, bổn tỏa cũng sẽ không trả lại đâu nhé. Tên to con mặt đỏ nhìn chằm chằm trận bàn trong tay, trong mắt hắn lộ vẻ tham lam, sau khi nhanh chóng suy nghĩ cuối cùng cũng quyết định nói. Trường 2229, Thổ Hoàng Đinh một khi ta tặng các vị vật này thì tất nhiên là phải có lý do của nó chứ." Bảo Hoa nghe vậy liền nhẹ nhàng cười, có được vật này bảo vệ, hơn nữa Bảo Hoa đạo hữu còn mượn đến đây một cây Huyền Thiên Chi bảo có tính tương khắc thì chắc cũng đủ để ứng phó với con minh trùng mẫu đáng sợ đó rồi. "Như vậy thì ta cũng liều mình đi một chuyến." Một ông lão già nuôi nheo nheo cặp mắt rồi gật đầu đồng ý. Còn bà lão mặc áo bào đen ở bên cạnh cũng đắn đo một hồi rồi đồng ý. "Hàn huynh, ý của ngươi thế nào?" Bảo Hoa mừng rỡ, nhưng nàng không thể quên một người cực kỳ quan trong nên vội quay sang hỏi các vị đã đồng loạt lên đường thì sao ta có thể vừa lâm trận đã vội lùi bước được hàn lập cất món đồ ở trong tay vẻ mặt vẫn lạnh băng không có biểu cảm gì với thần thông của hắn lúc này lại có thêm bảo vật cực kỳ quý giá huyền thiên trảm linh kiếm ở trong tay thì cho dù có phải đối mặt với chân tiên hắn cũng vẫn có đủ khả năng để bảo vệ mình nói chi đến một con côn trùng đã bị tổn thương nguyên khí nhiều năm tốt lắm vậy ta sẽ nhờ lực lượng của phòng ấn đưa chúng ta đi ở bên kia chắc hai vị đạo hữu đến từ hắc giả giới đã ở sẵn quanh đó, như vậy sau khi hội hợp với bọn họ thì chúng ta lại có thể chắc chắn hơn vài phần. Bảo Hoa cười khẽ, tiếp đó nàng không còn trần chờ nữa, bàn tay liền đánh ra một đạo pháp quyết lên đám sương mù màu xám. Chớp mắt sau, đám sương mù liền quay cuồng một chập rồi tách ra hai bên tạo thành một cái đường hầm. Thân hình của Bảo Hoa trở động, nàng chẳng hề do dự lập tức đi vào. Những người khác cũng mau chóng đi vào đường hầm trước mặt. Chốc lát sau đó, khi mọi người vừa bước ra từ bên kia đường hầm thì trước mắt họ chợt hiện ra một vùng sáng lóa thì ra nơi này là khu vực trống trải ở trước mặt còn được bố trí thêm một cái truyền tống trận màu xám trắng trong tai bọn họ là vô số tiếng nhộn nhạo truyền đến từ khắp bốn phía giống như đang đúng giữa một đám đông nói chuyện dâm ran với nhau nhưng đối với bọn hàn lập thì không ai hiểu được những âm thanh đó là gì cả chỉ có bảo hoa là đang quan sát một điểm nhỏ trong không trung phía dưới rồi cẩn thận dò dẫm đi vào bên trong tòa trận pháp những người khác thấy vậy liền do dự một chặp, mỗi người đều mang theo một vẻ mặt khác nhau nhưng tất cả đều dảo bước đi theo. Đợi đến khi người cuối cùng bước vào pháp trận là bà lão mặc áo bào đen, tòa pháp trận liền tự động kích hoạt tạo thành một tiếng phốc. Những làn sáng nhẹ lượn lờ xung quanh, thân hình của mấy người liền hơi mờ đi rồi tan biến mất. Bằng 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 không 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 bằng bằng bằng. Cùng lúc, tại một đài tế lễ đỏ rực như máu trong khu rừng đá, cái bát đen xỉ vốn luôn im lặng thì bỗng rừng run lên bần bật, tiếp đó là một giọng nói của đàn ông chợt vang lên. Ha ha, quả là mấy đứa này định đối phó với con trùng chúa, thật là không biết sợ chết là gì. Chỉ với chút thực lực như vậy thì thật chẳng khác nào đi tự đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng đứa nhỏ kia tuyệt đối không được chết, xem ra phải nghĩ cách cứu nó một lần mới được. Khổ, lúc này không thể dùng đến nó được. Giọng nói tiếc nuối của người đó vang lên thật dài, giống như hắn sắp phải từ bỏ đi một vật gì đó mà mình rất yêu thích vậy. Bỗng nhiên một trận dao động giống như kim loại va vào nhau vang lên trên không trung. Tiếp đó đại tế chợt lóe hào quang rồi bất chợt xuất hiện thêm 8 sợi xích rất nhỏ màu bạc. Mỗi sợi đều quấn lấy chiếc bát màu đen, đầu còn lại của chúng thì tách ra rồi phân chia nối với 8 cột trụ bằng đồng, trực tiếp nhập vào thân của ngọn đèn cổ này. Trong cái bát giữa đại tế chợt truyền ra từng tràng thần chú khó hiểu làm sợi xích nhỏ nối với ngọn đèn duy nhất còn cháy kia chợt lóe hào quang run nhẹ nhè. nhè. Tiếp đó bỗng nhiên có vô số ký hiệu màu vàng rực bé như hạt gạo nổi lên trên ngọn đèn, rồi chúng bám theo sợi dây xích chạy một mạch đến đài tế, cuối cùng lại biến mất hút vào trong cái bát đen không thấy đâu nữa. Làn sương mù màu bạc nhàn nhạt lượn lờ quanh cái bát, nó dày đặc dần rồi tỏa ra một cỗ khí tức cực kỳ khủng khiếp, càng lúc càng bành trướng điên cuồng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhận ra. Bằng 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 không 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 bằng bằng bằng, đây là nơi minh trùng mẫu bị phong ấn sao. Hàn lập nhìn khắp bốn phía, vẻ mặt tỏ ra hết sức ngạc nhiên thốt lên. Không riêng gì hắn, ngay cả bảo hoa cùng với mấy tu sĩ đại thừa khác cũng quan sát hết thảy khung cảnh chung quanh rồi tỏ vẻ giật mình. Đúng là mấy người bọn họ đang đứng trên một mặt biển minh mông. Nhìn khắp bốn phía đâu đâu cũng thấy một mặt nước màu lam nhạt vô bờ bến, mà thỉnh thoảng còn có từng cơn gió ướt át của biển cả ập vào mũi. Đây không phải là ảo thuật, sao lại thế này, trong cung điện ngầm còn có thể có một nơi thế này sao? Ông lão già nuôi nhướng mày hỏi bảo hoa. Đương nhiên là không, toàn bộ cung biển cũng chỉ rộng lớn có vậy thì sao lại có thể kiến tạo ra một vùng biển rộng lớn như này được. Bảo Hoa lắc đầu phủ nhận, nhưng mà nơi này là đâu, chẳng lẽ chúng ta bị truyền tống ra khỏi thủy ấn sao? Gã cao lớn có khuôn mặt đỏ rực ngó trái nhìn phải một lúc rồi trần chờ hỏi. Chắc chắn không phải như vậy, nếu không thì thần niệm của chúng ta đã thoát khỏi sự áp chế của phong ấn, mà lúc này vẫn chẳng thể nào dò xét quá xa được. Bà lão mặc áo đen đằng hắn giọng rồi đáp lời tất nhiên là bà ta đã dùng thần niệm để tra xét các vị nhìn lên cao một chút xem đi bỗng nhiên hàn lập điềm tĩnh nói phía trên ta đã để ý rồi đâu có gì khác thường đâu ông lão già nua nghe vậy liền ngần ra nhưng vẫn ngẩng đầu ngó nghiêng đôi chút bà lão mặc áo đen và tên to lớn có khuôn mặt hồng hào cũng ngước nhìn lên rồi cùng tỏ vẻ khó hiểu riêng bảo hoa mới vừa nhìn lên trời cao đã giật mình thốt lên tỏ ra rất ngạc nhiên ngay lúc đó Hàn lập do so ngón tay vẽ một vòng lên chỗ thật cao trên bầu trời. Tách, một lưỡi kiếm dài đến mấy trăm trượng bất ngờ xuất hiện rồi chém thẳng lên cao. Toàn bộ những vầng mây màu xám trên nền trời cao dao động điên cuồng, phát ra một tiếng sấm đinh tai nhức óc. Thanh kiếm màu xanh tỏa hào quang chói mắt, mang theo khí thế kinh người như chém rách màn trời ra làm đôi. Như khi nhát kiếm qua đi, bầu trời vẫn bị chém rách mà ngược lại còn có từng tiếng sấm nổ vang. Trên cao lúc này thình linh hiện ra một cái pháp trận dường như che kín toàn bộ không trung. Pháp trận này tối đen như mực, nó được tạo thành từ vô số những ký hiệu màu đen lớn nhỏ không đồng nhất. Mà nếu nhìn kỹ lại thì thấy ở trung tâm của nó có một con côn trùng màu trắng to như quả núi đang nằm im bất động. Toàn thân của con trùng trắng noãn như ngọc, một vết bẩn nhỏ cũng không thấy. Cái đầu của nó đã được giấu thụt vào sâu trong chính thân thể của mình nên không thấy được, nhưng dáng vẻ của nó lại cực kỳ mập mạp, nhìn từ xa thật chẳng khác gì một con tầm lớn. Kỳ lạ hơn là hình như con sâu này đang ngủ say. Trên cơ thể đang nằm sấp của nó có những ký hiệu màu vàng sáng lập lè đang chạy qua lượn lại liên tục. Minh trùng mẫu, bà lão mặc áo bào đen kinh hãi thốt lên, gã mặt đỏ cùng với ông lão già nua thấy được cảnh tượng kinh người này liền tái mặt, hơi thở của cả hai động lại, bộ dáng như gặp phải đại địch. Thế nhưng bảo hoa lại rất chấn định, các vị không cần quá hoảng hốt, phải mất một thời gian nữa con sâu này mới có thể tỉnh lại như vậy chúng ta phải hành động thật cẩn thận để tránh đánh thức nó. Mà xem ra nơi này chính là một khe hở không gian được nó mở ra, nếu đã vậy thì chỉ sợ hai vị đạo hữu đến từ giới diện hắc giả khó mà hội họp với chúng ta được. Mở ra khe hở không gian, với thần thông của minh trùng mẫu thì đúng là có thể làm được. Điều này cũng giải thích tại sao nơi này vẫn bị ảnh hưởng tác dụng của phong ấn. Ông lão già nua thở dài rồi đắn đo nhận xét, nhưng thiếu đi hai vị đạo hữu đến từ giới diện hắc giả khiến cho lực lượng của chúng ta bị mỏng đi vậy chúng ta có nên tìm cửa vào rồi đón hai đạo hữu đó vào trong cái khe không gian này không? Chắc là giờ này bọn họ vẫn giám sát ở đâu đó bên ngoài thôi. Bà lão mặc áo bảo màu đen nhìn ra bốn phía xa tít tắp một vòng rồi đề nghị. Không được, con trùng này đã sắp tỉnh dậy, nếu có người ra vào chỉ sợ sẽ lập tức đánh thứ nó luôn. Mà cũng bởi vì lo lắng vấn đề này nên hai vị đạo hữu đến từ giới diện hắc dạ mới không dám liều lĩnh đi vào khe hở không gian này. Dù sao thì họ cũng khác với chúng ta, Bọn họ không được phong ấn hỗ trợ để vào đây. Bảo Hoa thẳng thắn gạt bỏ đề xuất của bà lão, những người khác thấy có lý nên không còn ai nhắc lại việc này nữa. Lúc này Hàn Lập vẫn nhìn lên pháp trận thật lớn trên trời cao, đột nhiên hắn lạnh lẽo nói: Bớt nói những lời vô dụng lại, hãy thừa dịp con trùng này còn chưa tỉnh chúng ta mau ra tay đi. Nếu có thể làm nó bị tổn thương trong một chiêu thì quả đúng là không gì có thể tốt hơn. Lời của Hàn đạo hữu thật có phần coi thường chúng ta quá một khi vài người chúng ta phối hợp với nhau chỉ sợ ngay cả chân tiên lúc không phòng bị nếu chẳng chết ngay tại chỗ thì cũng bị trọng thương bà lão mặc áo đen liếc nhìn hàn lập tỏ vẻ bất mãn hừ nếu con minh trùng mẫu này dễ giết như lời của ngươi thì lúc ấy hai vị chân tiên kia đã diệt nó rồi cần gì phải gắng gượng phong ấn làm chi xưa nay hàn mẫu làm bất cứ chuyện gì cũng đều suy tính đến tình huống tồi tệ nhất trước tiên hàn lập lạnh nhạt trả lời bà lão nghe xong liền trầm mặt có vẻ như đang định phản đối gì đó thì Bảo Hoa đã khoát tay chặn lại. Hai vị đạo hữu không nên tranh chấp với nhau làm gì, chúng ta cứ ra tay hết sức là được, còn thành công hay không thì phải xem vào ý trời. Nhưng cẩn thận một chút cũng tốt hơn, vì vậy trong chiêu đầu tiên chẳng những chúng ta phải đồng loạt ra tay mà ta sẽ tự mình vận hết sức lực điều khiển món Huyền Thiên Chi Bảo mới mượn được kia. Nếu các vị còn có thủ đoạn gì đang giấu kỹ thì cũng nên lấy ra luôn đi mà không khéo đây cũng là cơ hội duy nhất để chúng ta cùng phối hợp với nhau tấn công con sâu chúa này bảo hoa đạo hữu nói rất có lý ta không có ý kiến phản đối gì ông lão già nua liên tục gật đầu còn bà lão áo đen cùng với gã cao lớn mặt hồng cũng không phản đối mà hàn lập thì phải trầm ngâm mất một lúc mới chịu gật đầu thấy vậy bảo hoa mới mỉm cười nàng hít một hơi thật sâu rồi chắp tay bấm niệm thần chú sau lưng nàng chợt lóe lên hào quang một cái ảo ảnh cây hoa cổ thụ màu hồng nhà thật lớn hiện ra đồng thời môi thơm của nàng nhẽ nhúc nhích bàn tay còn lại chậm rãi nâng lên xòe năm ngón tay ra bất chợt hào quang màu vàng nhạt lóe lên trong lòng bàn tay của nàng bỗng xuất hiện thêm một cây đinh vàng cái đinh giỏi lắm chỉ dài nửa thước bề mặt gồ ghề được khảm lên một vài linh văn không rõ tên thoạt nhìn nó như một loại đồ cổ được chôn giấu dưới đất sâu không biết bao nhiêu năm cũ gì vô cùng nhưng bảo hoa mang vẻ mặt nghiêm nghị cầm lấy vật này những lời chú ngữ trong miệng nàng dừng lại rồi trịnh trọng quay sang nói với mọi người. Ngọn thổ hoàng đinh này ẩn chứa pháp tắc thiên địa của cả một giới. Bất kỳ ai bị nó đóng lên, cho dù thần thông mang tính thổ của người đó có cao đến đâu cũng không thể thi triển được. Nếu ta nhớ không nhầm thì nguồn gốc thần thông của minh trùng mẫu cũng thuộc tính thổ. Chính vì vậy nếu lần ra tay này của ta thành công, như vậy đến 89 phần uy lực của nó liền có thể coi như đồ bỏ. chương 2230, một đòn phối hợp. Dù cho thân thể của con sâu có mạnh mẽ đến đâu nhưng một khi không vận dụng thần thông bảo hộ thì tuyệt đối không thể đỡ được một chiêu hợp lực của chúng ta. Bảo hoa hơi dừng lại giữa chừng, sau đó lại nói tiếp. Đúng là minh trùng mẫu nắm giữ những pháp tắc mang tính thổ, nhưng cây đinh này giam hãm nó được bao lâu cũng là chuyện rất khó đoán trước. Chính vì thế chỉ cần sau khi ta tung bảo vật này ra là các vị hãy lập tức ra tay luôn, tuyệt đối không được trần chờ. Đạo hữu yên tâm, Trận chiến này liên quan đến mạng của ta nên sẽ tuyệt đối không để xảy ra sơ suất gì." Ông lão già nua trả lời không chút do dự, những người khác cũng gật đầu tán thành, "Tốt lắm, để đề phòng những việc không may, trước tiên ta sẽ liên hệ với linh hồn của tòa phong ấn để nhờ nó dồn toàn bộ lực áp chế đến nơi này. Như vậy sẽ làm giảm đi rất nhiều thực lực của Minh trùng mẫu, cũng đồng thời giúp chúng ta ẩn núp kỹ lưỡng khi hành động." Bảo Hoa liền lấy ra một vật trong lòng bàn tay rồi nghiêm nghị nói, nàng đánh lên trên bề mặt món vật trên tay từng đạo thần chú kỳ lạ đồng thời trong miệng còn khẽ dâm ran tụng niệm chốc lát sau ngay trước người nàng chợt sáng rực hào quang tiếp đó là một làn khói giống như là một khuôn mặt mờ ảo bất thình lình hiện lên làn môi của bảo hoa khẽ nhúc nhích nhưng không hề phát ra tiếng động nào thì ra là nàng đang truyền âm đến khuôn mặt phía trước cũng rất nhanh sau đó khuôn mặt bằng làn khí liền tan biến mất mà dường như cùng với lúc đó mấy người bọn Hàn Lập chợt cảm thấy trong không gian xung quanh lại nhiều thêm một loại áp lực không biết từ đâu. Bọn họ ai nấy đều dùng mình, liền vội vàng kiểm tra lại cơ thể, mãi đến khi phát hiện loại áp lực này không có ảnh hưởng gì đến mình nên mới chịu an tâm. Lúc này xung quanh thân thể của bảo hoa chợt xuất hiện vô số ký hiệu màu xám, chúng đang di chuyển không ngừng rồi bao bọc lấy thân thể của nàng. Cuối cùng chỉ còn có thể nhìn thấy một dáng người yểu điệu mờ mờ nằm bên trong làn khí xám mà thôi. Càng kỳ lạ hơn là từ lúc nàng bị làn khí bám quanh thì toàn thân cũng không hề tỏa ra bất kỳ chút khí thức nào. Rõ ràng hình dáng của nàng vẫn ở đó nhưng khí quét thần niệm qua thì lại giống như một mảng trống không bình thường. Dường như nàng đã hòa hợp làm một thể với hư không. Bây giờ lực lượng của phong ấn đã giúp chúng ta che giấu đi khí thức của mình, cho dù có đến sát minh trùng mẫu thì nó cũng không thể nhận ra được. Ta chuẩn bị ra tay đây, các vị cũng mau chuẩn bị đi. Ông lão già nua lẳng lặng gật đầu không nói một lời nào, hào quang bỗng nhiên lóe lên trong tay của lão bất chợt xuất hiện thêm một miếng ngọc giống như một cái lệnh bài bề mặt bên ngoài của tấm ngọc được điêu khắc cực kỳ tinh xảo vô số các loại hình vẽ của muôn loài linh thú vạn thú bài đúng là nó rồi nghe nói nó không phải huyền thiên chi bảo nhưng cũng là vật được chân tiên mang xuống từ thời cực kỳ xa xưa năm đó đã có không ít tu sĩ đại thừa kỳ đánh đấu lẫn nhau để tranh giành vật này vậy mà thật không ngờ một món bảo vật cực quý của chân tiên mà lại lọt vào tay của đạo hiếu bà lão áo đen trông thấy tấm ngọc liền tỏ vẻ giật mình. Ha ha, năm xưa ta có một vài cơ duyên nên mới có thể lấy được bảo vật quý giá này. Ông lão già nua vội đằng hắng rồi tỏ vẻ đắc ý. Gã cao to mặt đỏ thấy vậy liền trở nên rất hâm mộ ông lão. Hàn lập cũng tò mò quan sát nó mấy lần. Hay lắm, có thêm bảo vật vạn thú bài thì chúng ta càng có thể nắm chắc hơn vài phần. Tất nhiên là bảo hoa càng tỏ ra vui sướng. Lúc này bà lão áo đen và tên to cao mặt đỏ như gấc cũng đều lấy ra bảo vật của mình một người thì há mồm phun ra một cây thương ngắn đen xì như mực. Mà người còn lại thì lục lọi trong áo moi ra một lưỡi đao làm bằng xương thú. Bề mặt của nó được khảm lên vô số các ký hiệu màu đỏ đậm, tản mặt hào quang lập lòe. Tuy rằng hai món bảo vật này đã bị chủ của chúng kìm chế bất hào quang nhưng đứng trên phương diện khí tức của chúng phát ra lại cực kỳ đáng sợ. Xem ra dù đây không phải là những loại bảo vật huyền thiên nhưng cũng tuyệt đối chẳng phải loại tầm thường. Giải huynh, chúng ta ra tay hết sức đi. Hàn Lập thấy vậy liền quay qua nói với giải đạo nhân. Giải đạo nhân vẫn đờ đấn gật đầu, hắn nhấc cao một tay, trong đó liền xuất hiện thêm một viên ngọc màu phớt bạc. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên, vô số tia sét từ viên ngọc bắn ra khắp nơi, đan sen vào nhau, rồi trong nháy mắt đã ngưng tụ lại trở thành một khối cầu bằng sấm chấp. Ban đầu nó còn nhỏ xíu, nhưng lại bắt đầu từ từ bay lên cao, càng lúc càng lớn lên cho đến khi to ngang với cả một tòa nhà thật lớn. Uy thế của nó rất kinh người. Tiếp đó giải đạo nhân giơ tay nâng cao khối cầu điện rồi lẳng lặng đứng tại chỗ không nói thêm bất cứ câu gì. Hàn lập thấy vậy cũng chắp tay bấm niệm thần chứ, lập tức hào quang sáng rực chợt lóe lên, sau lưng hắn chợt hiện ra một pháp tướng ba đầu sáu tay vàng trói. Cái pháp tướng hơi ngưng tụ lại, sau đó liền đậm đặc đến độ như thân thể thực sự rồi nhào đến trên người Hàn lập. Ánh sáng tím vàng tỏa lên rực rỡ, Hàn lập cùng với thân thể màu vàng của pháp tướng hợp lại làm một khiến cho da thịt của hắn cũng trở thành màu vàng rực. Đồng thời vô số linh văn màu bạc chợt xuất hiện, sau khi xoay tiếp chúng liền ngưng tụ lại tạo thành chi chít những cái pháp trận bằng phù văn trải đầy khắp nơi trên cơ thể của Hàn Lập. Lúc này Hàn Lập mới giơ tay chụp vào khoảng không, từ trên mu cánh tay chợt lóe hào quang màu xanh biếc rồi tiếp đó là một thanh kiếm dài khoảng 3 thước bất chợt hiện ra. Cổ tay hắn run lên khiến cho không gian quanh đó bị kích động ông ông, dường như toàn bộ nguyên khí ở đó đều bị thanh kiếm làm lay động. Thanh kiếm này đúng là huyền thiên trảm linh kiếm. Hàn Lập gặp phải loại côn trùng cực kỳ hung ác minh trùng mẫu có thể hủy diệt cả giới diện này thì không dám khinh thường. Vừa mới ra tay đã liền lấy thủ đoạn cao nhất của mình ra sử dụng. Bảo Hoa đã từng thấy Hàn Lập sử dụng Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm nên không tỏ vẻ bất ngờ lắm. Nhưng mấy người nhóm ông cụ và bà lão đứng ở bên vừa thấy bóng dáng của Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm thì ngay lập tức trở nên kinh hãi. Họ dùng ánh mắt nghi ngờ liên tục nhìn về lưỡi kiếm hiển nhiên là khả năng làm lay động nguyên khí trong trời đất của lưỡi kiếm này đã khiến cho nó rất khó qua được ánh mắt của họ. Nhưng không để cho bọn họ kịp bàn tán gì thì bảo hoa đã vội bấm niệm thần chú. Tiếp đó thân hình của nàng mờ nhạt đi, rồi nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng trước mặt mọi người. Ngay lúc sau, ở một nơi cao cao hàng ngàn trượng phía trên bầu trời, giỏi lắm cũng chỉ cách pháp trận đen xì khoảng cỡ vài chục trượng, thân hình của bảo hoa chợt hiện ra rồi dựng thẳng chiếc đinh lớn trong tay lên. Vừa thấy cảnh này, những người khác liền quên bén mất mình đang định hỏi Hàn Lập cái gì mà ai nấy đều nín thở. Họ bắt đầu bấm niệm thần chú, sau đó dồn rất nhiều chân nguyên vào trong bảo vật của mình ở trên cao. Một điều có thể chắc chắn là chỉ cần chiếc thổ hoàng đinh kia mà cắm vào mình của con sâu là mấy tên tu sĩ đại thừa kỳ này sẽ lập tức phối hợp với nhau đánh ra một chiêu khiến cho trời long đất lở. Mà chính lúc này trong làn hào quang của trận pháp, con côn trùng to như cả ngọn núi kia vẫn nhẹ nhàng ngủ say như không hề biết đến chuyện gì đang diễn ra. Bảo Hoa nhìn chằm chằm về phía con sâu khổng lồ bên trong pháp trận, trong ánh mắt của nàng còn mơ hồ như có như không một sợi sáng màu bạc nhàn nhạt, nhạt đang chớp động liên tục. Nhưng cuối cùng khuôn mặt của nàng lộ vẻ quyết đoán, nàng hư khẽ, chiếc đinh trên tay liền hóa thành một tia sáng màu vàng nhạt bắn đi. Ngay sau đó, bảo vật này liền không coi màn cấm chế màu đen phía trước là gì mà trực tiếp xuyên thủng qua. Sau khi chớp nháy một lượt nó đã cắm chặt lên phía trên thân thể của con sâu, rồi liền trở về nguyên hình như lúc đầu. Oanh, một tiếng nổ ran truyền đến, cái đinh lớn tỏa ánh sáng ra khắp bốn phía, vô số sợi tơ sáng màu vàng nhạt liền hiện ra trên thân con sâu, chúng hơi mở nhạt đi rồi trực tiếp câm sâu vào cơ thể của con côn trùng. Được rồi, các đạo hữu không ra tay thì còn đợi đến khi nào đây? Bảo hoa mừng rỡ quát lớn, ảo ảnh của cây hoa cổ thủ phía sau lưng chợt bành trường lên, sau đó lại vỡ tung ra, hóa thành vô số những đóa hoa màu hồng nhạt cuốn thẳng đến con côn trùng. Bọn Hàn Lập đang đứng ở phía dưới cũng đồng loạt ra tay đột nhiên ông lão già nua cầm miếng ngọc trong tay phất lên phía trời cao. Tấm ngọc ngay tức khắc trở nên mờ ảo rồi hóa thành một khung cửa lớn bằng sương mù. Tiếp đó cánh cửa mở ra, bên trong là vô số ảo ảnh của các loài thú hung ác, tất cả đều gấm rú đinh tai rồi lao ra tràn về phía không trung. Còn bà lão mặt áo bào đen chỉ đơn giản là niệm chú lẩm nhấm trong miệng, tiếp đó cây thương đen trong tay liền nhoáng lên rồi hóa thành một vệt chớp màu đen bắn đi. Còn người cao lớn mặt đỏ thì ngưng trọng vung lưỡi đao khổng lồ bằng xương trắng lên chém xuống ngay lập tức không gian phía trên của con côn trùng dao động nhộn nhạo một lưỡi đao dài đến hàng ngàn trượng chợt hiện ra rồi hùng hổ chém xuống lưỡi đao chưa xuống đến nơi mà áp lực vô hình đã áp tới trước một bước tiếp đó là tiếng sấm đinh tai một khối cầu điện đột nhiên di chuyển tức thời đến nó nổ tung ra rồi hóa thành tấm võng điện có thể che kín gần hết vòng trời sau đó bao chặt lấy con côn trùng khổng lồ phía xa tất cả những đòn tấn công này đều được đánh đến với khí thế xét đánh không kịp bưng tai Động tác nhanh gọn khiến cho người ta phải thốt lên ngỡ ngàng. Nhưng tất cả màn vừa rồi so với Hàn Lập thì vẫn còn chậm hơn một bước. Những pháp trận tạo thành từ các loại ký hiệu màu bạc trên thân thể Hàn Lập chợt ông ông nhộn nhạo. Ngọn Huyền Thiên Trảm Linh kiếm trên tay mới khẽ vung lên, trước người hắn chợt hiện lên một sợi tơ màu xanh lục. Sau khi nhoáng lên, sợi tơ liền biến mất không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, nguyên khí của trời đất phía trên thân hình con sâu chợt dao động, một sợi tơ màu lục chợt lóe lên rồi xiết tới cỏ vẻ con sâu màu trắng sắp sửa bị cắt thành hai đoạn trong nháy mắt. Trong pháp trận tối đen chỉ mới tích tắc mà đã sáng rực lên ánh của vô số đợt sấm rung, chấp lửa cùng với những vệt đao kiếm nổ liên miên. Kèm theo đó là muôn trùng ảo ảnh của những bông hoa sắc bén như đao ở trong không trung bay múa làm vang lên những tiếng xé gió veo veo. Mà càng sâu xuống là vô số ảo ảnh của các loại linh thú tiến sát lại thân mình của con côn trùng, rồi hóa thành những quầng sáng trắng tự động nổ tung. Sóng khí cuồn cuộn tràn ra khắp bốn phương tám hướng. Trong mắt mọi người lúc này phía trước là một quầng sáng tráng xóa đang ồ ạt bùng lên. Các loại chiêu thức tấn công phát ra hào quang trói mắt rồi trong nháy mắt đã bao bọc toàn bộ cơ thể của con sâu. Mà từ đầu tới giờ con côn trùng vẫn chưa chịu động đậy, giống như đang ngủ say mà cứ thể bị các loại tấn công của mọi người tiêu diệt vậy. Thấy thế đám tu sĩ đại thừa như bảo hoa chẳng những không vui mà còn á lên kinh hãi, sắc mặt của ai nấy đều trở nên tái nhợt lạ thường. Vẻ mặt của Hàn Lập cũng trở lên âm trầm hơn, những người ở nơi này không ai không là những lão quái vật đã trải qua vô số lần chém giết mới đạt được leo đến được bước làm lão tổ đại thừa kỳ. Dù bọn họ có rất tự tin vào đòn tấn công của mình đi nữa nhưng cũng chẳng thể nào dễ dàng đánh chết minh trùng mẫu một cách như vậy. Cả đám đều dấy lên một nỗi lo lắng đề cao cảnh giác. Đến khi các loại hào quang rốt của cũng tan hết đi, thân thể khổng lồ to như quả núi của con sâu cũng biến mất không thấy đâu nữa. Thay vào đó là một viên tinh thạch tối đen lớn bằng nắm tay, lẳng lặng trôi nổi ngay giữa không trung. Phía trên của khối tinh thạch có một ngọn đinh cũ kỹ màu vàng nhạt đang cắm sâu vào đến gần nửa. Mọi người nhìn thấy vậy sau lưng chợt lạnh buốt, trong lòng mỗi người như có một cỗ cảm giác cực kỳ quỷ quái đang ập đến. "Không ổn, tình hình thay đổi rồi, chúng ta hãy mau chạy khỏi nơi này thôi." Sắc mặt của Bảo Hoa biến đổi liên tục, bất chợt nàng thốt lên thật to sau đó vội lật bàn tay. Trong tay nàng liền xuất hiện thêm một cái trận bàn, tiếp theo nó lại nổ bung ra. Chương 2231 Bé gái sau khi một âm thanh như tiếng chim phượng hoàng hót vang lên một vòng sáng năm màu từ trong thẻ ngọc tỏa ra bao phủ xung quanh bảo hoa không gian gần đó đột nhiên dao động cơ thể bảo hoa thoáng mở đi tưởng như nàng sẽ cứ vậy mà biến mất nhưng đúng vào lúc này bỗng nhiên một giọng nói vừa lạnh lùng lại vừa mềm mại từ phía xa xa truyền đến nếu đã đến đây vậy thì cũng không cần vội vã rời đi như thế những lời này vừa phát ra phía dưới mặt nước đột nhiên một cái ảo ảnh nhoáng lên rồi nhanh chóng hiện ra một tiếng nổ ầm vang lên thật to, thân thể yêu kiều của bảo hoa chấn động, rồi một cỗ lực lượng không gì cản nổi thổi bay nàng ra khỏi vòng sáng năm màu, đồng thời vòng sáng năm màu đang bao quanh cơ thể nàng cũng theo đó mà vỡ vụn trong nháy mắt. Bảo hoa bay ra xa khoảng 4-50 trượng mới có thể miễn cưỡng ổn định lại, nhưng khuôn mặt của nàng lúc này trở nên ửng hồng, không nhịn được phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Không ngờ chỉ với một chiêu như vậy, lại có thể khiến nàng lập tức bị tổn thương nguyên khí. Đây cũng là do nàng phi thường thông minh, ngay tại thời điểm lực lượng kia đánh tới, trong nháy mắt nàng đã đem toàn bộ pháp lực rót vào vòng sáng hộ thể. Nếu không thì với một đòn như vừa rồi, cho dù nàng không chết ngay tại chỗ, thì chắc chắn cũng sẽ không đơn giản chỉ là phun ra một ngụm máu thôi đâu. Những kẻ khác thấy được cảnh này, tất nhiên cũng sẽ bị kinh sợ. Sau khi ánh mắt Hàn Lập tập trung nhìn lại, hắn phát hiện tại nơi bảo hòa vừa đứng lúc nãy xuất hiện một bé gái. Cô bé kia trông lớn nhất cũng chỉ khoảng 11-12 tuổi, đang đem nắm tay nhỏ nhắn từ từ thu lại nó cười như không cười nhìn về phía đám đại thừa ở đây cô bé này có nước da màu đen trên người mặc một bộ quần áo bó sát cũng một màu tối thui tướng mạo của nó hết sức bình thường hai mắt có màu xám trắng giống như nó bẩm sinh đã bị mù nhưng giữa trán của nó lại có một viên tinh thạch đen nhánh đang phát sáng mãnh liệt trông có vẻ giống như viên tinh thạch còn lại sau khi con sâu keo to lớn kia biến mất chẳng qua lúc này màu đen của viên tinh thạch càng trở nên đậm hơn giống như nó có thể đem toàn bộ ánh sáng hút vào trong đó đồng thời thể thích viên tinh thạch này cũng nhỏ lại mấy lần vừa rồi bảo hoa hẳn là bị một quyền của cô bé này đánh bay lúc này ánh mắt của nó nhìn hàn lập thoảng qua nhưng lại khiến tim hắn nhảy lên bình bịch hắn chợt cảm thấy lạnh buốt sống lưng hai mắt không tự chủ được phải híp lại về phần mấy tên đại thừa khác dưới cái nhìn của đôi mắt màu xám trắng kia trong lòng cả đám đều cảm thấy run sợ vô cùng mặc dù cô bé không nói ra thân phận của mình nhưng nếu đã có thể xuất hiện từ trong hư không đồng thời một đòn đánh bay vị thánh tổ bảo hoa kia, thì không cần phải nghĩ cũng có thể chắc chắn trăm phần trăm đây chính minh trùng mẫu. Về phần con sâu keo to lớn vừa biến mất lúc nãy là cái gì, thì mọi người đã không còn quan tâm chút nào, cả đám ai nấy đều gắt gao nhìn chăm chú vào cô bé kia, không ai dám lơ là dù chỉ một chút. Dù sao, mới vừa rồi nó đã dùng một quyền đánh bay bảo hoa. Những người ở đây kể cả Hàn Lập cũng không ai có thể nhìn rõ được một quyền này. Từ đó có thể thấy được động tác của cô bé này cực nhanh, đồng thời cũng rất quỷ dị. Trong số những người ở đây, người duy nhất có vẻ mặt không hề thay đổi chỉ có thể là giải đạo nhân mà thôi. Nhưng lúc hắn đờ đẫn nhìn cô bé đang lơ lửng trên không trung thì đồng thời trên người hắn lại truyền ra tiếng sấm ầm ầm, từng đạo hồ quang màu bạc tự động bắn ra, sau đó hóa thành một bộ quần áo làm từ những tia điện, đem chính bản thân hắn bao phủ vào trong. Ánh mắt của cô bé sau khi quét qua bọn người hàn lập, cuối cùng rớt xuống trên người giải đạo nhân, lúc này nó lại lộ ra vẻ mặt hứng thú nói. Con dối chân tiên, quả thực là có chút thú vị, không thể tưởng tượng được sau nhiều năm như vậy, ta vẫn có thể nhìn thấy vật này ở hạ giới. Người chân chính là minh trùng mẫu sao, bảo hoa cuối cùng cũng hóa giải được cỗ huyết khí đang chạy loạn trong cơ thể, chậm rãi hướng cô bé kia hỏi một câu. Thân sắc của nàng lúc này vẫn chân định, hừ, cái gì là chân chính hay không chân chính? Thứ mà các ngươi vừa rồi đã hủy hoại chính là một cái xác mà bổn tỏa đã lột ra hơn 10 vạn năm trước, ta đang định sử dụng nó, không ngờ hôm nay lại bị đám người các ngươi phá hủy. Hiện tại, các người định bồi thường thế nào đây? Lông mày cô bé nhướng lên, hừ lạnh một tiếng, truyền ra giọng nói mềm mại dị thường. Một cái xác, nói như vậy, thì ra ngay từ đầu ngươi đã trốn ở dưới nước. Hay cho một chiêu ve sầu thoát xác, chẳng qua, ta lại càng không ngờ đến, ngươi ngay cả đại na di thuật của Phượng Linh Bảo Bàn cũng có thể trực tiếp phá vỡ, đây chính là tuyệt chiêu bổn mạng của thiên phượng mà sắc mặt bảo hoa biến đổi một lần, mới thở dài nói. Phượng Linh bảo bàn, chính là cái thứ có ẩn chứa một tia pháp tắc thiên phượng vừa rồi sao? Chẳng qua chỉ là một vật chết mà thôi, mặc dù nó có thể điều khiển một chút lực không gian, nhưng nếu tưởng có thể ở trước mặt ta thi triển thì quả thật là nực cười. Năm đó, mặc dù ta chưa cùng thiên phượng chân linh giao đấu, nhưng cũng đã cắn nuốt không mười thì cũng tám tên cao thủ thuộc dòng dõi của phượng tộc. Cô bé kia bĩu môi, trên mặt lộ vẻ khinh thường nói lời này khiến cho trong lòng bà lão mặc áo đen đang lặng lẽ nắm phượng linh bảo bàn trong tay bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo ngay cả khi bà ta biết rõ là không nên tin những lời này của đối phương thì trong lúc nhất thời bà lão này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ cái ý tưởng sử dụng phượng linh bảo bàn trong lòng hàn lập cũng vì thế bị đè xuống chẳng qua có người căn bản không tin lời cô bé kia lúc này tự mình cho rằng khoảng cách giữa hắn với đối phương rất xa đồng thời hắn cũng hết sức tin tưởng vào uy năng của phượng linh bảo bàn Người này chính là tên to con mặt đỏ kia, chỉ thấy hai mắt hắn bắn ra ánh sáng kỳ lạ, đột nhiên tay áo run lên, một khối phượng linh bảo bàn nhoáng một cái hiện ra trong lòng bàn tay của hắn, rồi trong nháy mắt vỡ vụn ra. Vòng sáng năm màu giống hệt của bảo hoa lúc nãy lập tức hiện ra, đem gã to con trước mắt bao phủ vào trong, đồng thời một cỗ dao động không gian xuất hiện trên người hắn. Cô bé kia vốn đang lơ lửng trên không trung, vừa thấy cảnh này, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên nghiêm nghị, thân hình nó khẽ động, liền biến thành một bóng đen mở nhạt bắn nhanh tới. Gã to con mặt đỏ đối với việc này sớm đã đề phòng, hắn lập tức quát to một tiếng, thanh đao bằng xương trong tay đột nhiên chém ra. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, một lưỡi đao khổng lồ như một ngọn núi nhoáng lên, lao thẳng vào bóng đen đối diện, trong nháy mắt xé bóng đen kia thành vô số mảnh nhỏ. Ha ha, gã to con cười lên điên cuồng, hắn không quan tâm một khích vừa rồi có thành công hay không, bên ngoài cơ thể ánh sáng năm màu đột nhiên ngưng tụ, thân thể hắn lúc này đã mở đi dường như sắp sửa được trực tiếp truyền tống đi nơi khác hắn đương nhiên có tư cách cười to những người khác đều bị những lời nói của minh trùng mẫu đe dọa mà không dám dùng phượng linh bảo bàn để trốn chạy nhưng hắn lại dám làm chuyện này hơn nữa rất có thể trong những người ở đây chỉ có mình hắn là thoát được điều này quả thật có thể khiến cho hắn hả hê trong lòng bỗng nhiên lúc này gã to con lại hét thảm một tiếng tiếng cười lập tức ngưng lại một cánh tay nhỏ nhắn chợt thò ra từ bên trong ngực gã to con cánh tay này xem vầng sáng hộ thể cùng với chiến giáp trên người tên to con kia giống như không khí trực tiếp xuyên thủng qua hẳn là cô bé kia lại sử dụng một chiêu quỷ dị như lúc nãy nhưng điểm khác là lúc này nàng lại hiện ra ngay sau lưng của gã to con mà không phải bảo hoa cánh tay của cô bé giống như một lưỡi dao sắc bén không có gì là không thể phá phòng sáng năm màu phát ra từ phượng linh bảo bàn căn bản không cách nào ngăn cản được sau khi cô bé cười duyên khúc khích khéo léo rút bàn tay ra khỏi người gã to con lập tức trong tay nàng có thêm một người tí hon đỏ ngầu cao chừng nửa thước người tí hon này đang liều mạng dãy ruộng muốn chạy trốn nhưng căn bản là không làm được gì đây chính là nguyên anh mà gã to con mặt đỏ đã tu luyện không biết bao nhiêu năm mới có thể tạo thành cô bé lập tức há miệng một sợi tơ màu đen chớp lên rồi đánh vào thân thể của gã to con lập tức âm thanh xèo xèo vang lên thân thể gã to con trong nháy mắt khi ánh sáng màu đen chớp lên liền bị lão hóa cuối cùng biến thành một đám bụi bay đi mất tiêu. Không, là pháp tắc thời gian, các vị đạo hữu cứu ta với. Nguyên Anh gã to con vừa thấy cảnh này, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, hắn càng liều mạng dãy ruộ trong bàn tay của cô bé, đồng thời hắn điên cuồng phát ra những âm thanh cầu cứu. Bảo Hoa vừa nghe thấy bốn chữ pháp tắc thời gian thì lập tức kinh sợ, trên mặt nàng lộ vẻ khó có thể tin được. Mà lão già cùng bà lão áo đen vốn có chút không thể kiềm chế muốn ra tay cứu giúp, vừa nghe nói vậy, lại quay sang nhìn nhau, vẻ mặt cũng không tự chủ được mà trở nên cực kỳ sợ hãi. Hàn Lập sau khi nghe được những lời này, vẻ mặt hắn hơi ngẩn ra, dường như hắn đang nghĩ tới một điều gì đó. Lúc này, cô bé nhìn người tí hon trong tay, hai mắt chấp nháy ánh sáng kỳ lạ, trên mặt hiện ra vẻ thèm thuồng. Cánh tay nó khẽ động, đem nguyên anh của gã to con đưa lên miệng cắn ngay giữa một nhát, rồi giống như nó ăn được một thứ gì đó ngon lắm, lập tức nuốt xuống. Nguyên anh gã to con hét thảm một tiếng rồi hôn mê tại chỗ mặc dù thân thể nguyên anh lập tức khôi phục như trước nhưng ánh sáng bên ngoài đã mở nhạt đi hơn một nửa đồng thời khí tức cũng trở nên như có như không sắc mặt bảo hoa biến hóa cánh tay nàng hơi nâng lên dường như đang định làm gì đó nhưng đã quá muộn màng cô bé kia lại lần nữa cười khúc khích cánh tay rất nhanh khẽ động lập tức đem nguyên anh gã to con một phát nuốt vào trong bụng đầu lưỡi thẻ ra liếm liếm trên môi trên mặt lộ ra vài phần thỏa mãn khuôn mặt cô bé lúc này trông hết sức đáng yêu nhưng rơi vào mắt đám đại thừa ở đây lại chẳng khác nào yêu ma đáng sợ. Không riêng gì sắc mặt của lão già và bà già áo đen tái nhợt dị thường, ngay cả vẻ mặt của bảo hoa cũng trở nên âm tình bất định, không thể thốt ra nửa lời. Hàn lập ngoài mặt coi như chấn định, nhưng trong lòng hắn thực sự hoảng sợ, hắn hướng giải đạo nhân vẫy tay, giải đạo nhân lập tức nhoáng lên một cái liền xuất hiện bên cạnh hắn, rồi lúc này hắn mới quan sát cô bé kia, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Tình huống hiện hại dường như rất không ổn, con sâu keo trước mắt này vậy mà lại lợi hại như thế vừa ra tay đã làm bảo hoa bị thương nó còn nhẹ nhàng giết chết một gã đại thừa rồi đem nguyên anh gã đó trực tiếp cắn nuốt sạch sẽ quả thật thực lực của nó so với dự kiến ban đầu còn mạnh hơn rất nhiều nhưng vẫn có điểm không thích hợp ở đây con sâu keo này rõ ràng vừa mới tỉnh lại làm sao có thể khôi phục thần thông mạnh mẽ nhanh như vậy được chứ linh hồn phong ấn kia không phải đã dùng toàn lực áp chế nó hay sao nếu như minh trùng mẫu này bị lực lượng của phong ấn áp chế lại vẫn có thể dễ dàng giết chết tu sĩ đại thừa nhanh chóng như vậy, thì tại thời kỳ thượng của nó sớm đã tung hoành khắp các giới diện rồi, làm gì có chuyện để cho hai tên chân tiên chân ấp dưới phong ấn này cơ chứ? Dù sao Hàn Lập cũng không phải tu sĩ thông thường, trong nháy mắt liền phát hiện điểm khả nghi. Nhưng khi hắn chưa kịp liên lạc với những người khác thì trong tai bỗng nhiên vang lên giọng nói của Bảo Hoa. Hàn Huynh, con bé trước mắt này không phải là bản thể của Minh Trùng Mẫu, mà chỉ là nguyên thần của nó xuất khiếu biến ảo thành một cái hóa thân. Cho nên ngoại trừ Huyền Thiên Chi Bảo thì không còn bảo vật nào có thể gây thương tổn cho nó. Ngoài ra, cái hóa thân này cũng chỉ nắm giữ một ít pháp tắc thời gian mà thôi, nó không thể dễ dàng vận dụng, mà mỗi lần sử dụng pháp tắc thời gian thì đều khiến cho nguyên thần của nó trong nháy mắt suy yếu đi vài phần. Chúng ta chỉ cần dùng Huyền Thiên Chi Bảo bảo vệ chính bản thân mình thì cũng không cần sợ đối phương uy hiếp. Đạo hữu làm thế nào biết được chi tiết rõ ràng như vậy? Trong lòng Hàn Lập nghi ngờ, không khỏi truyền âm hỏi lại là linh hồn phong ấn lặng lẽ thông báo cho ta, ta cũng vừa mới biết thôi. Hiện tại, ta và người hợp tác đem đối phương khống chế, để cho dư đạo hữu xuống bên dưới hủy diệt bản thể của nó hoàn toàn. Chỉ cần bản thể không còn thì cái nguyên thần của minh trùng mẫu này cũng không còn đáng sợ như trước. Bảo Hoa cười khổ trả lời, chương 2232, cuộc chiến với minh trùng mẫu thượng. Hừ, ta muốn những người kia phải cùng phối hợp mới được. Đừng để có chuyện chúng ta vừa mới ra tay mà họ lại nhân cơ hội chuồn đi mất hàn lập hừ lạnh rồi truyền âm trở lại hàn huynh cứ việc yên tâm ta đã động tay động chân vào phượng linh bản trước khi tặng cho bọn họ chỉ cần một ý nghĩ của ta là phượng linh bản sẽ không thể phát huy tác dụng trong chốc lát tin là sau khi bọn họ biết chuyện này thì sẽ tự cân nhắc được thiệt hơn bảo hoa mỉm cười rồi nói một chuyện khiến cho hàn lập phải ngẩn ngơ tiếp đó miệng nàng khẽ nhúc nhích truyền âm đến những người khác ánh mắt của hàn lập khẽ chớp rồi nhìn về phía lão già và bà cụ phía bên kia Kết quả là sau khi bọn họ nghe được mấy câu thì sắc mặt lập tức trầm xuống, sau đó lại vô cùng giận dữ nhìn bảo hoa trầm trầm như muốn moi gan rút ruột của nàng vậy. Còn bảo hoa thì vẫn bình thản như thường, thậm chí nàng còn tươi cười thích thú với hai người bọn họ. Tất nhiên là có thể đoán được sự giận dữ vô cùng khủng khiếp trong lòng hai người bọn họ khi gặp phải chuyện này. Nếu không phải trước mắt bọn họ có một sự uy hiếp vô cùng đáng sợ thì e là cả hai lập tức sẽ trở mặt với bảo hoa cũng nên. Nhưng cũng không để cho mọi người kịp bàn tán thêm điều gì, sau khi thưởng thức xong mùi vị cái nguyên anh của gã cao lớn khi nãy đứa bé gái bắt đầu nhìn tới mỗi người trong nhóm rồi bật cười khanh khách các ngươi tưởng như vậy là xong ư hay là thế này tất cả bọn ngươi giao nguyên anh cho ta đi sau khi ta ăn thêm một hai cái không chừng đã đủ no rồi lập tức thả cho những cái còn lại bình yên rời đi sao thấy ý kiến của ta thế nào các hạ không cần phải xem thường ta như vậy tưởng rằng mấy câu khiêu khích của người có tác dụng với ta sao nếu để ngươi giết thêm một người chỉ e là ngươi lại thừa nước lấn tới thêm. Bảo Hoa đáp lời một cách hết sức chấn định rồi không do dự phất một tay vào hư không trước mặt. lập tức cây đinh màu vàng đang cắm ở phía trên khối tinh thạch biến mất không thấy đâu nữa. ngay sau đó trong lòng bàn tay sinh như ngọc của Bảo Hoa chợt lóe hào quang, cây thổ hoàng đinh chợt hiện ra không gây tiếng động nào. ô, vậy là muốn ra tay với ta sao? cũng hay đấy, lúc nãy ngươi có thể đỡ được một chiêu của ta mà không chết chứng tỏ cũng có chút bản lãnh nhưng lúc này ta vẫn chưa muốn ăn nguyên anh của ngươi, mà là của người này. Chật chật, thần niệm rất mạnh, chắc là nguyên anh của hắn so với tên lúc nãy còn ngon hơn gấp trăm lần. Đứa bé lắc đầu cười khỉnh, ngón tay của nó lại chỉ đến một người đang đứng ở phía bên cạnh. Sắc mặt của Hàn Lập hơi đổi, rõ ràng là ngón tay của đứa bé đang chỉ về ngay phía mình. Mấy người bảo hoa thấy vậy liền trở nên sừng sốt. Theo như lời của con sâu chúa thì dường như thần niệm của Hàn Lập còn mạnh mẽ hơn cả vì cựu thủy tổ của ma giới là bảo hoa điều này khiến bọn họ cảm thấy thật bất ngờ ha ha thì ra là các hạ thấy nguyên anh của ta có vẻ hợp khẩu vị nếu các hạ có đủ bản lãnh thì cứ việc tới lấy là được vẻ mặt của hàn lập chẳng có chút thay đổi nào mà còn cười khuẩy rồi đáp lời dường như những lời uy hiếp của đứa bé không được hắn đặt trong lòng mấy người còn lại thấy vậy tuy trên mặt không tỏ vẻ khác lạ nào nhưng trong lòng không khỏi thầm khâm phục hàn lập nhiều hơn đối với sự uy hiếp khủng bố của minh trùng mẫu thì tất nhiên là không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể trò chuyện một cách chấn định như vậy là do chính người nó đó được vậy ta sẽ không khách sáo phải nhấm nháp từng chút hương vị thơm ngon nguyên anh của ngươi cho thỏa thích đứa bé gái liền thè chiếc lưỡi hồng nhạt ra liếm liếm xung quanh môi ra vẻ thèm thuồng bất ngờ nó bật cười khúc khích hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm toàn thân hình liền nhào đi rồi hóa thành một vệt ảo ảnh thật dài đánh tới tốc độ cực nhanh hàn lập vừa mới nghe tiếng xé gió thì đạo ảo ảnh đã ập đến sát trong gang tấc một nắm đấm được lửa đen bao bọc cuồn cuộn thình lình xuất hiện dường như nó xé nát hư không lao tới xuyên thẳng qua lồng ngực của hàn lập từng chùm ảo ảnh ngưng tụ lại thân hình của đứa bé đang tươi cười lại hiện ra thêm một lần nữa nhưng ngay sau đó nụ cười mũm mĩm trên khuôn mặt nó chợt tắt mất một sợi tơ xanh mất không chút dấu hiệu báo trước nào bỗng xuất hiện trước thân thể của hàn lập rồi bất ngờ chém tới Sợi tơ mới vừa lóe lên mà thân hình của đứa bé đã lập tức bị chia làm hai đoạn. Lúc này, sau khi nắm đấm xuyên thủng qua thân hình của Hàn Lập mới bùng cháy thành một vòng sáng vàng rực rồi biến mất. Ở trong không gian cách đó vài chục trượng chợt xuất hiện từng gợn dao động. Một gã Hàn Lập khác vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng từ từ bước từng bước chui ra. Trong tay hắn lúc này đang cầm một lưỡi kiếm màu xanh biếc vẫn còn đang rung rung, trên thân kiếm đang có từng làn năng lượng của pháp tắc nhẹ nhẹ tản ra xung quanh. Huyền Thiên Chi Bảo thì ra thanh kiếm này là bảo vật huyền thiên, thảo nào mà ngươi lại có thể đỡ được một chiêu vừa nãy. Nếu đã như vậy thì xem ra để bắt được ngươi thì ta sẽ phải tốn chút công sức đây. Tiếng nói hòa trong giọng cười khanh khách của đứa bé truyền đến. Mà trước mắt mọi người đang hiện ra một cảnh tượng hết sức quỷ quái. Hai mẩu thân hình bị chém làm đôi của đứa bé chẳng chảy ra bất kỳ giọt máu nào mà cứ trôi nổi trong không chung, cái miệng của nó còn cứ tâu tuét cười nói không ngớt. Nhưng tiếng cười của nó truyền đến tai người ta lại vô cùng khó ưa, ngay đến cả ông lão già nu hay cho dù là bà lão mặc áo đen nghe được liền cảm thấy rùng mình, trong lòng càng cực kỳ hoảng sợ. Đúng lúc này đột nhiên Bảo Hoa phất tay lên, chiếc đinh màu vàng nhạt bỗng bay ra mà không hề báo trước. Đồng thời thân thể mềm mại của nàng liên tục uốn éo rồi tan biến mất ngay trong giữa làn sáng màu hồng nhạt. Tức thì trong tai của lão già cùng bà lão mặc áo đen chợt vang lên giọng nói của Bảo Hoa đang truyền âm đến, hai vị đạo hữu nhất định không được có ý tứ khác như lời ta đã nói lúc nãy chỉ cần các vị có thể phá hỏng được thân thể gốc của con minh trùng mẫu thì sẽ được tùy ý mà chạy ra bên ngoài tìm đường sống. Lúc này ta và Hàn Đạo Hữu tuyệt đối không thể cầm chân được hóa thân bằng nguyên thần của nó được bao lâu nữa đâu. Khuôn mặt vốn đã mang theo sắc thái cực kỳ không tốt của lão già với bà lão thì nay lại xuất hiện thêm đôi chút do dự. Cả hai bọn họ liếc mặt nhìn nhau một lượt rồi lập tức cùng nhau bay đi, hóa thành hai vệt sáng dài chui lọt thỏn vào trong làn nước ở phía dưới. Đến lúc này thì dù có căm giận việc lúc trước bị bảo hoa dở trò trong phượng linh bàn nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng mà hợp tác với nhau. Muốn chết, đứa bé gái thấy hành động của hai người thì sắc mặt chợt đổi, miệng nó quát lên như muốn ra tay ngăn trở. Nhưng vào chính ngay lúc này, một chiếc đinh lớn hơi mơ hồ xuất hiện ở ngay trước hai mảnh thân thể của nó rồi nhoáng lên, hóa thành một tấm lưới màu vàng chụp tới. Trong tấm lưới còn mang theo vô số ký hiệu màu vàng đang dao động cuồn cuộn, kéo theo một cỗ năng lượng của pháp tắc cực kỳ mãnh liệt đang ập đến. Trong con người của đứa bé gái bỗng lóe lên ánh sáng lạnh ngắt, hai nửa thân thể run lên rồi nổ tung hóa thành vô số sợi tơ nhỏ li ti bắn ra khắp bốn phía chung quanh. Thoáng chốc chúng đã lao ra khỏi phạm vi bao phủ của tấm lưới màu vàng. Hàn lập thấy vậy, trên mặt hắn liền xuất hiện vẻ tàn khốc. Hắn hét thật to, ánh sáng màu tím vàng bùng lên khắp toàn thân, lưới huyền thiên trảm linh kiếm trong tay liền vặn vẹo rồi cũng hóa thành vô số sợi tơ nhỏ màu xanh lục bắn đi những sợi tơ do huyền thiên trảm linh kiếm hóa thành khẽ chấp nhoáng rồi biến mất hút vào trong hư không ngay sau đó chúng liền xuất hiện một cách quỷ dị ngay phía trước những ngọn tơ đen tiếp tục đổi hướng điên cuồng chém xuống phượt phượt những sợi tơ đen bị sợi màu lục chém lên tức thì có rút lại rồi nổ tung hóa thành một làn khí đen hàn lập trầm mặt ngón tay lại múa lên điều khiển những sợi tơ màu lục càn quét sạch sẽ những làn khí đen xung quanh nơi đó nhưng đúng lúc này thì làn khí đen lại tan đi, hóa thành những hạt bụi li ti rồi biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó trong không trung cách đó không xa liền lóe lên làn sáng màu đen nhạt, thân thể một đứa bé gái hoàn hảo không xây sát chút gì bỗng chốc lại hiện ra trước mắt mọi người. Nó nhìn về phía Hàn Lập rồi cười lạnh lẽo, một tay giơ lên đang định bấm niệm thần chú để thi triển loại thần thông nào đó. Nhưng đúng lúc này lại có một làn hương thơm kỳ lạ tràn tới, khắp nơi trong hư không bốn phía quanh đó xuất hiện vô số cánh hoa màu hồng nhạt. Đồng thời không khí trong khu vực này trở lên cực kỳ đặc sệt giống y hệt như loại chất keo nào đó vậy. Đứa bẻ hoảng sợ, đang muốn dẫy ra thì thân hình của bảo hoa xuất hiện không một tiếng động ngay trên những cánh hoa dập trời. Trong tay nàng đang đỡ một khối cầu sáng rực thật lớn, tiếp đó lại nhẹ nhàng nâng lên cao. Khối cầu sáng nổ tung hóa thành vô số ký hiệu tràn ra khắp nơi. Chỉ trong chớp mắt mà xung quanh đó đã có trùng trùng điệp điệp các đốm sáng bay lượn chớp nháy không ngừng tạo thành một cảnh tượng cực kỳ đẹp mắt. Ở giữa trung tâm của vụ nổ lóe lên một vệt sáng khác, một gốc hoa cỏ nhỏ nhoi màu xanh biếc lung linh liền hiện ra trong im lặng. Chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi sau đó nó đã lớn thành một thân cây xanh mướt cao nửa thước, rồi lại tiếp tục vươn lớn lên với tốc độ cực kỳ điên cuồng. Chớp mắt sau, một cây cổ thụ xanh tươi đã hình thành ngay trên cánh tay của bảo hoa. Ở mỗi cành của nó có vô số đốm sáng màu hồng nhạt đang dần biến ảo thành những nụ hoa hồng nhạt tròn trịa sum xê, chỉ tích tắc thôi mà nụ hoa đã đơm kín toàn lấy thân cây cổ thụ khóe miệng thơm tho của bảo hoa liền truyền ra những tràng tụng niệm bằng tiếng phạm theo đó là những nụ nhỏ hé nở làm cho toàn bộ thân cây từ xanh biếc dần chuyển thành màu hồng nhạt chỉ mới thoáng chốc dưới những lời tụng niệm bằng tiếng phạm của bảo hoa khắp bầu trời hiện giờ đều là những ảo ảnh của muôn ngàn cánh hoa hồng nhạt trong phạm vi mấy ngàn trượng quanh đây đều trở thành một đại dương màu hồng dường như nơi này đã trở thành một thế giới hoàn toàn mới vậy huyền thiên linh vực cuối cùng thì đứa bé không thể giữ nổi vẻ cười cợt trên khuôn mặt nữa nó vội kinh hãi hét lên, trên mặt cũng hiện ra vẻ nanh ác còn bên ngoài cơ thể xuất hiện vô số ký hiệu màu xám trắng khiến cho không gian xung quanh trở nên vặn vẹo. Có vẻ như nó đang cố hết sức để thoát khỏi sự trói buộc của huyền thiên linh vực vậy. Mà cũng bởi vậy nên đã khiến cho khắp cả bầu trời ngập hoa trở nên nhộn nhạo, dường linh vực này thật không thể trói buộc được đứa bé gái kia nhiều thêm nữa. Bảo hao bị cảnh này hù dọa cho tái mặt, nàng quay qua thét lên với hàn lập. Hàn đạo Hữu mau mau ra tay đi, vừa dứt lời, bàn tay ngọc ngà của nàng liền đưa tới thân cây cổ thụ ngắt xuống một nhành thật dài đầy những nụ hoa sum xuê tươi tắn phất thẳng về phía đứa bé đang ở bên dưới. Hầu hết các đóa hoa trên cành bỗng nhiên biến thành những ký hiệu năm màu rồi tràn xuống vây lấy đứa bé gái đang bị nhốt trong linh vực khiến nó thét lên đau đớn. Kết quả sau đó là một cánh tay của nó liền biến mất không còn thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, nhành cây trên tay của bảo hoa cũng liền biến thành cho bụi. Nhưng cũng ngay sau đó, trên bả vai của bé gái chợt có làn khí đen xoáy tít lập tức có một cánh tay mới hiện ra, khôi phục lại y nguyên như lúc đầu. Tuy nhiên bảo hoa cũng chẳng chần chờ lấy một khắc, bàn tay của nàng khẽ phất lên, không ngờ lần này là hai cành hoa khác được ngắt xuống. Tiếp đó nàng lại vung hai cành hoa về phía đứa bé bên dưới. Phốc, phốc, hai cánh tay cả trái lẫn phải của bé gái đều hóa thành khí đen rồi tan biến đi. Đứa bé thấy vậy, trong hai con người của nó liền hiện ra ánh độc ác, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ánh nên đầy nỗi dữ tợn. Nhưng sau khi làn khí đen hiện lên, hai cánh tay của nó đã đều mọc lại như cũ. Lúc này ở phía Hàn Lập bên kia cũng đang mải miết bấm niệm thần chú. Lập tức trong cơ thể của hắn vang lên từng trận giòn giã những âm thanh nổ lục bục như pháo, bên ngoài thân thể tỏa ra một làn hào quang vàng rực chói mắt, trên làn da xuất hiện chi chít các tấm vảy, mà ở giữa chán còn mọc thêm một cây sừng ngắn. Không chỉ có vậy, đến khi làn hào quang màu vàng cuồn cuộn tụ lại nơi hai bả vai, nơi đó lại tiếp tục sinh ra thêm hai cái đầu và bốn cánh tay vàng ướt át. Ba cài đầu cùng giống to, giữa hai mắt chợt xuất hiện một vệt đen thui, thế rồi nó nứt ra biến thành con mắt thứ ba khác. Bên trong con mắt này tỏa ra ánh sáng màu tím đang chấp nháy cực kỳ kinh người. Trong nháy mắt mà Hàn Lập đã thi triển đến niết bàn thánh thể, mà cũng đã vận dụng đến cực hạn thần thông mà hắn có. Lúc này khí tức do hắn tỏa ra so với lúc trước còn khủng khiếp hơn gấp cả chục lần. Sáu cánh tay đồng loạt nhoáng lên, một trong số đó bắt lấy huyền thiên trảm linh kiếm rồi mạnh mẽ chém thẳng về đứa bé gái đang bị nhốt ở phía xa chương 2233, cuộc chiến với minh trùng mẫu chung. Trong hư không giấy lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lưới kiếm xanh biếc chấp động khiến cho không gian phía trước người hàn lập dường như sắp sụp đổ đến nơi. Thanh kiếm giống như một cái phễu điên cuồng hút lấy nguyên khí khắp nơi trong trời đất rồi dần dần tỏa ra một cỗ khí tức khủng khiếp đến độ có thể hủy diệt toàn bộ trời đất. Từ khi tiến cấp tới đại thừa kỳ đến giờ thì đây chính là lần đầu tiên Hàn Lập vận dụng toàn bộ uy lực của Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm. Phốc một vầng sáng xanh biếc minh mông như trăng rằm bóng hiện ra giữa vùng không gian đang sụp đổ. Khẽ chớp động lên, bên ngoài mặt trăng bắt đầu tràn ra vô số ký hiệu trong suốt làm óng ánh lên một màn sáng năm màu khiến người ta si mê. Oanh, vùng không gian sụp đổ và vầng trăng xanh biếc đồng loạt nổ tung. Vô số ký hiệu xanh biếc sáng lấp lánh cuồn cuộn tràn ra, ngừng tụ lại với nhau tạo thành một sợi tơ trong suốt. Chợt lóe lên, sau đó không thấy sợi tơ đâu nữa. Sợi tơ trong suốt nhìn có vẻ tầm thường nhưng nó vừa mới xuất hiện đã làm cho cả trời đất trở nên ảm đạm, không gian bốn phía giấy lên từng trận ầm ù. Sau khi hơi mơ hồ, mọi thứ liền bắt đầu vặt vẹo không theo bất kỳ một quy luật nào. Ở đây hoàn toàn không có hiện tượng không gian bị bẻ gãy hay gấp khúc mà là tất cả mọi thứ đều bám sát theo sợi tơ trong suốt, giống hệt như vạn vật đang tự động trôi ra theo sóng biển vậy. Sợi tơ pháp tắc, sao lại có thể như vậy được? đứa bé gái đang bị nhốt trong linh vực của bảo hoa trông thấy vậy liền kinh hãi thốt lên, cuối cùng thì vẻ mặt của nó cũng chịu chuyển thành vô cùng sợ sệt. Nó lại hét lên chói tai, bỗng có một ngọn lửa đen kịt cháy rực bao kín lấy toàn bộ thân thể của đứa bé, sau đó liền ngưng tụ lại thành một bộ giáp bằng xương thỏ ra vô số gai nhọn tua tủa. Mỗi một cái gai xương thỏ ra trong làn lửa đen đang có rất nhiều ký hiệu bay múa loạn xạ đều trong suốt như ngọc. Trên bề mặt bên ngoài của chúng có thể thấy được như ẩn như hiện vô số linh văn màu bạc những linh văn được sắp xếp với nhau một cách cực kỳ tỉ mỉ rồi mới tạo thành cây gai như vậy. Mà đúng lúc đó phía trước thân thể của đứa bé bỗng giấy lên một làn dao động, sợi tơ trong suốt chợt xuất hiện mà không hề có dấu hiệu báo trước nào. Còn đứa bé gái lại đang bị linh vực bao vây cực kỳ chặt chẽ nên không làm sao để tránh đi được. Cuối cùng nó chỉ đành trơ mắt đứng nhìn sợi tơ pháp tắc đang nhoáng lên, rồi cuồn cuộn chém về phía nó. Vầng lửa màu đen và bộ giáp xương chỉ có thể ngăn cản sợi tơ được một chút nhỏ, sau đó cả hai đều giống hệt như gỗ mục bị người ta ép nát ra như cám đưa bé thét lên đau đớn thân hình của nó liền chia làm hai đoạn từ hông trở đi bắt đầu là trên mặt rồi đến chân tay sau đó là khắp nơi trên cơ thể của nó hiện lên vô số những sợi tơ máu cuối cùng toàn bộ thân thể hóa thành một đống thịt nát bấy tốt quá rồi bảo hoa thấy vậy liền mừng rỡ rồi không hề do dự bấm niệm thần chú cây hoa cổ thụ vốn thật cao lớn bỗng lóe chói hào quang trong khoảnh khắc nó liền co rút nhỏ lại chỉ còn khoảng một thước, xinh đẹp đến mê người. Long lanh lấp lánh, một làn sáng bảy màu lung linh tỏa ra từ cây hoa bé xíu. Năm ngón tay của bảo hoa khẽ co lại, nàng cầm lấy gốc hoa rồi quạt nó về phía hư không bên dưới. Phốc, chỉ trong khoảnh khắc mà vô số cánh hoa cùng cành nhỏ trên thân cây trở nên héo úa. Mà cùng với lúc đó, xung quanh thân thể bị chém thành thịt vụn của đứa bé gái chợt hiện lên muôn trùng những đóa hoa màu đỏ rất lớn. Mỗi đóa hoa đỏ như máu cứ xoay tròn thành một vòng là lại nở ra, sau đó lại bọc lấy một mảng máu nát thịt như vào trong rồi cuối cùng chúng bùng cháy thành một đám bụi màu hồng nhạt mà tan biến mất. Sau khi tất cả đều bốc cháy thì trong linh vực lúc này đã không thể tìm lại được bất kỳ chút thịt nát nào nữa. Mà phía bên kia, cây hoa nhỏ nhắn đang được bảo hoa cầm trong tay đã tiêu hao hết huy lực sau một chiêu vừa rồi. Lúc này cành lá của nó trơ trụi xác sơ, liền hóa thành một cái ảo ảnh rồi tan đi. Cả tòa linh vực cũng bắt đầu trở nên dao động kịch liệt, muôn trùng đóa hoa trong đó cũng lành bình rồi tan biến theo đến lúc này thì huyền thiên linh vực đã không còn tồn tại nữa rồi không gian ở khắp nơi đây đã hoàn toàn trở nên trống rỗng ngoại trừ hai người là hàn lập và bảo hoa sợi tơ pháp tắc thật không ngờ là hàn huynh lại có thể vận dụng và điều khiển được cây huyền thiên chi bảo này đến mức độ như vậy ta cực kỳ bội phục huynh bảo hoa liếc nhìn hàn lập vẻ mặt nàng đang tỏ ra hết sức kỳ quái thì ra thứ vừa rồi là sợi tơ pháp tắc ư thảo nào mà uy lực của nó so với những lần trước đây lớn hơn rất nhiều. Hàn lập ngoảnh nhìn về phía ngọn kiếm trong tay, sắc mặt cũng trở nên phân vân lạ lẫm. Sao vậy, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên đạo hữu ngưng tụ thành công sợi tơ đó sao? Bảo Hoa lại càng giật mình hơn, đúng là lần đầu tiên Hàn mỗ được nhìn thấy nó, chẳng qua là lúc nãy ta đã vận dụng tất cả uy lực của lưỡi kiếm này thôi. Hàn lập lạnh nhạt cười trừ, ta cũng chẳng biết nên nói làm sao mới phải. Chẳng lẽ là lưới kiếm huyền thiên này đã được hình thành ngay trong cơ thể của đạo hữu từ khi mới bắt đầu? Còn không, nếu muốn vận dụng bảo vật huyền thiên để tạo thành sợi tơ ẩn chứa pháp tắc là việc chỉ có thể ngộ chứ không dám cầu mong. Không biết bao nhiêu người sở hữu những loại bảo vật huyền thiên đã liều mạng tế luyện nó, bồi dưỡng nó đến vài vạn năm, thậm chí là cả chục vạn năm nhưng vẫn chưa chạm được đến sợi tơ này. Bảo Hoa cười khổ, nếu thế thì Hàn Mộ đúng là quá may mắn rồi, bảo sao mà ta lại làm được như vậy nhưng tại hạ lại cảm thấy hứng thú với huyền thiên linh vực của đạo hữu nhiều hơn, liệu sau này đạo hữu có thể chỉ bảo cho ta một phần không? Hai mắt của Hàn Lập trượt lóe, hắn đằng hắng nhẹ rồi trả lời. Phương pháp thi triển huyền thiên linh vực ư, trước đây ta đã bỏ sức ra rất nhiều tâm trí mới có thể tìm tòi ra một phần nhỏ trong một quyển sách không trọn vẹn từ thời rất xa xưa. Trong đó cũng có rất nhiều chỗ không đầy đủ, so với linh vực thật sự tuyệt đối không thể sáng ngang được. Nhưng nếu hàn đạo hữu cảm thấy hứng thú như vậy thì ta cũng không ngại trao đổi với đạo hữu dăm ba điều. Bảo Hoa nghiêm nghị đáp lại, tốt quá, hàn mẫu cầu mong còn không được, mà vừa rồi cái nguyên thần của con minh trùng mẫu đã bị hai người chúng ta hợp sức giết chết, nhưng thật không biết bản thân của nó sẽ như nào đây. Không hiểu sao ta vẫn cảm thấy có điều gì đó rất bất an trong lòng. Hàn lập gật đầu, rồi lại nhíu mày hỏi tiếp, theo lý mà nói thì vừa nãy chỉ là một cái hóa thân của minh trùng mẫu thôi, so với con sâu chúa thật sự ở dưới kia thì không cách nào bằng được vừa nãy dưới tác dụng của hai loại pháp tắc đè lên thì chắc chắn nó không thể chạy thoát được nhưng cả ta và linh hồn của tòa phong ấn cổ xưa này đều có thể xác định là cô áp lực kia vẫn còn tồn tại hơn nữa còn chưa hề suy giảm chút nào khuôn mặt xinh đẹp của bảo hoa trầm xuống mãi một lúc sau nàng mới cất thành lời thế nhưng thật tình cờ là cách nhận xét của nàng lại rất ăn ý với hàn lập nói như vậy là đối phương vẫn chưa chết hẳn chỉ là tạm thời bị thương nặng nên không chịu ra thôi. Sắc mặt của Hàn Lập liền đổi, e rằng hơn phân nửa là như vậy, bảo hoa cười khổ sở, mặc kệ thế nào đi, có thể làm bị thương được nó đã là chuyện rất may mắn. Ta và ngươi hãy mau nhân cơ hội này đi tìm thân thể thực sự của nó mới là việc quan trọng phải làm. Mà đến giờ này mà hai vị đạo hiếu kia vẫn không có truyền tin tức trở về cũng có thể là họ đã thất bại rồi. Hàn Lập nghĩ ngợi một lúc rồi nói, tất nhiên là, ngay lúc Bảo Hoa mỉm cười như muốn trả lời lại điều gì thì bỗng nhiên từ chỗ thi thể của đứa bé gái vừa biến mất chợt vang lên một tiếng nói. Các người cứ tưởng là đánh bại được Minh Nhất là có thể không cần phải lo lắng gì nữa hay sao? Thật nực cười, lúc này Minh Nhị ta sẽ đến gặp gỡ với các người một hồi vậy. Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên trên trời cao xuất hiện một bàn tay khổng lồ rồi mạnh mẽ chụp thẳng xuống chỗ Hàn Lập và Bảo Hoa đang đứng. Năm ngón tay của nó hơi mở ra liền khiến cho bầu trời như bị ché kín như bưng mà mỗi cái móng tay dài đến cả trục trưởng kia cũng chớp chớp lấp lánh hào quang màu xanh. Bàn tay lướt đi để lại hư không năm vệt trắng bạc thật dài giống như là không gian nơi đó bị người ta xé toạc ra vậy, chớ vội, minh nhị. Người phải dành lại cho lão tam ta một phần để chơi đùa chứ. Một giọng nói âm trầm khác truyền đến không biết từ đâu. Mà trong nháy mắt khi Hàn Lập nghe được giọng nói này thì trong lỗ tai lại vang lên một tiếng cười cực kỳ quỷ quái, nửa giống như tiếng cười khiêu gợi của thiếu nữ, nửa giống như tiếng người con gái đang thở gấp gáp hoan lạc. Tinh thần của Hàn Lập không tự chủ được liền trở nên hoảng hốt, hai mắt hắn dần mê mang, tay chân cũng bắt đầu chậm chạp lại. Cùng lúc, một tiếng sét đánh chói tai giữa trời quang mây tạnh, một tia chớp màu xám trắng thật lớn thình lình xuất hiện rồi hùng hổ ập đến Hàn Lập. Thần niệm của Hàn Lập mạnh mẽ thuộc loại nào cơ chứ? Hơn nữa hắn còn tu luyện loại pháp thuật khủng khiếp đến độ đi ngược với lẽ trời là luyện thần thuật, chỉ mới hơi cảm thấy hoảng hốt thì lập tức có một làn khí mát lạnh từ đan điền tràn lên, nhanh chóng chuyển tới đầu làm hắn tỉnh táo trở lại. Sát lôi, nhưng ngay khi hắn nhìn thấy tia chớp trên cao thì sắc mặt tái nhợt, vội vàng cất thanh kiếm còn đang cầm trên tay. Hắn mặc kệ bàn tay khổng lồ còn đang úp xuống đầu kia, bả vai khẽ lắc lập tức huyễn hóa ra hơn 10 ảo ảnh giống hệt nhau rồi nhắm ra bốn phương tám hướng mà bắn đi. Nhưng tia chớp đang kéo theo những tiếng nổ ầm ầm kia dường như là một con vật sống vậy. Nó cũng nhanh chóng tự tách ra, hóa thành một lượng những tia chớp không sai biệt với số lượng ảo ảnh rồi lập tức bám sát theo. Lúc này, bảo hoa ở phía bên kia quát khẽ. Trong bàn tay của nàng hiện lên một làn sáng màu vàng quay tít, trong tức thì chiếc thổ hoàng đinh liền hóa lớn đến cả ngàn trượng rồi hiên ngang lao đến bàn tay đang từ trên không chụp đến. Còn năm móng vuốt sắc bén của cái bàn tay kia đột nhiên thu lại, hóa thành năm lưỡi đao khổng lồ màu xanh mạnh mẽ chém xuống. Dường nó nó chẳng hề e rè với cai đinh ở dưới chút nào. Một trận nổ khủng khiếp giấy lên làm cho trời long đất lở. Cái đinh cùng với năm lưỡi đao vừa tiếp xúc đã bộc phát ra ánh sáng vàng và xanh cực kỳ chói mắt. Trong lúc nhất thời cả hai phe rằng co qua lại, không bên nào hơn bên nào. Còn phía bên này, những tia chớp màu xám trắng cứ như những con giỏi chui vào xương chân của Hàn Lập, bám giết không rời những đạo ảo ảnh do Hàn Lập biến hóa thành. Có vẻ như không giết được đối thủ thì chúng sẽ không chịu quay về vậy. Chỉ là sát lôi thôi, người nghĩ là Hàn Mỗ không đối phó nổi sao cả hơn 10 cái ảo ảnh đồng loạt cất lên giọng nói giận dữ của Hàn Lập. Hòa theo tiếng nói là hơn 10 con rắn được tạo bởi những sợi chất điện màu vàng rực từ trong tay của những cái ảo ảnh bắn ra chạm vào những tia sét màu xám trắng, sau đó liền nổ tung mà biến mất hút. Những tia chất màu xám trắng chỉ hơi ảm đạm đi so với ban đầu, còn lại thì chúng vẫn chẳng hao tổn chút nào rồi vẫn lao về những ảo ảnh do Hàn Lập biến hóa thành ầm 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 những cái ảo ảnh khi bị các tia chấp xám chạm vào liền nổ tung hóa thành vô số ký hiệu màu vàng đan sen vào những sợi điện xám trong lúc nhất thời không sao phân ra cao thấp nhưng chỉ có duy nhất một cái ảo ảnh là hơi ngưng lại dối hiện ra thân thể của hàn lập hắn hét lớn toàn thân tỏa ra hào quang tím vàng chói lóa rồi hùng hổ đấm một đấm vào vệt chớp điện xám phía trước tức thì từ chỗ tia chấp nổ vang một tiếng trầm đục đinh tai nhức óc trong nháy mắt nó và nắm đấm đã va chạm với nhau ban đầu cứ tưởng là tia chớp kia khó chơi lắm Ai ngờ khi nó vừa mới chạm phải nắm đấm thì đã lập tức giống như gặp phải thứ khắc tinh mà vỡ vụn ra, sau đó bị thôn tính sạch sẽ trong làn ánh sáng trắng loà. Mà ánh hào quang màu tím vàng trên cơ thể của Hàn Lập cũng ảm đạm đi gần nửa sau khi tung ta một đòn vừa rồi. Rõ ràng là đòn đánh vừa nãy của hắn mang theo uy năng vô cùng lớn, mới chỉ một chiêu thôi mà đã khiến cho chân nguyên trong cơ thể hao tổn khá nhiều rồi. chương 2234, cuộc chiến với minh trùng mẫu hạ. Thân thể thật mạnh mẽ, không biết nếu so sánh ngươi với Minh Nhị thì ai sẽ lợi hại hơn nhỉ? Giọng nói âm trầm mau chóng tỏ vẻ kinh ngạc, lúc này Hàn Lập mới chăm chú nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy trên mặt nước không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một con quái vật to lớn như trâu, thân thể trong suốt như được những giọt nước ngưng tụ thành đang lơ lửng trong không trung. Con sâu này có thân thể dài đến mấy chục trượng, trải rộng trên toàn thân của nó là những con mắt lớn có bé có, to nhỏ không đồng nhất hễ chỉ cần người ta vừa mới nhìn thấy thôi là đã cảm nhận được một cỗ lạnh bốt chạy dọc theo sống lưng rồi. Tiếng nói vừa rồi chính là do miệng của con sâu kỳ quái này thốt ra. Hai cái xúc tua của nó rất dài, chỉ vừa khẽ chạm vào nhau là đã khiến cho không trung gần đó vang lên những tiếng gầm rú đinh tai, kèm theo là từng đợt sấm chớp téo ra, vặn vẹo, chớp nháy, nổ vang không ngớt. Mà cũng chính con sâu này là thủ phạm đã khiến cho Hàn Lập suýt bỏ mạng vì sát lôi. Hàn Lập quan sát con sâu cùng với từng đạo chấp điện màu xám trên đỉnh đầu của nó với ánh mắt cực kỳ cẩn trọng. Sau khi suy nghĩ đắn đo một lúc, hắn lại ngẩng cổ nhìn lên phía bảo hoa ở trên cao. Chỉ thấy lúc này bảo hoa đang chắp tay bấm niệm pháp quyết liên tục. Dưới sự điều khiển của nàng đã biến cây thổ hoàng đinh thành một cột trụ chọc trời không ngừng cuốn lấy để tranh giành cao thấp với bàn tay khổng lồ. Mặc dù bàn tay khổng lồ vẫn điên cuồng đánh đấm loạn xạ nhưng chủ nhân của nó lại một mực ẩn giấu thân thể của mình trong làn khói bụi cuồn cuộn trên trời cao, hoàn toàn không để lộ ra chút da màu thịt nào. Càng bất ngờ là bàn tay trần trụi kia lại đang mạnh mẽ đấu với cột trụ cao đến ngút trời do một cây huyền thiên chi bảo biến hóa thành. Chẳng những thế mà dường như nó còn chiếm ưu thế nhiều hơn. Hàn Lập vừa nhìn thấy bàn tay, bỗng dưng trong lòng hắn sực nhớ về những mảnh binh khí bị vỡ vụn rơi lung tung trong cung điện có chứa mắt trận khi trước. Ngoại trừ độ lớn của chúng khác nhau như trời với đất, còn lại hình thể thì giống hệt nhau chẳng sai biệt chút gì xem ra có đến hơn 5 phần là bàn tay này đã để lại dấu ấn mà Hàn Lập có dịp nhìn thấy trước đó. Mỗi chỗ bị cột trụ màu vàng nhạt lướt qua là lập tức trở nên nhộn nhạo, lốc xoáy thét gào. Còn bàn tay khổng lồ bay đến đâu cũng đều để lại những vệt sáng màu bạc trắng trong suốt. Xem ra cả hai rất khó phân thắng bại trong lúc này. Có điều nhìn vào sắc mặt tái nhợt của Bảo Hoa thì có thể dễ dàng đoán được là nàng đang hết sức gắng gượng để điều khiển thổ hoàng đinh tuy lúc này còn chưa để mất thế chủ động nhưng rõ ràng là sẽ chẳng thể cầm cự nổi bao lâu nữa giải huynh con sâu ở bên này giao cho ngươi đối phó ta qua chợ giúp bảo hoa giải quyết tên kia trước rồi mới tính tiếp sắc mặt của hàn lập dần trở nên xấu đi hắn quay về một nơi xa xăm nào đó rồi nói ngươi đã nói thế được thôi vậy thì giao cho ta đi cho dù phương pháp vận dụng thần niệm và sát lôi của con sâu này khá lợi hại nhưng đối với ta lại chẳng có bao nhiêu tác dụng giữa bầu trời vang lên một tiếng sét tiếp đó là một vệt sáng lượn lờ sau lưng của hàn lập thế rồi thân hình của giải đạo nhân lập tức hiện ra lạnh nhạt trả lời con khôi lỗi ngụy tiên này không biết đã được hàn lập gì tai cái gì mà lại lặng lẽ ẩn nấp mất dạng ngay khi mấy người hàn lập bắt đầu đấu pháp đến mãi tận lúc này hắn mới chịu xuất hiện từ giữa hư không kèm theo một tiếng lạnh nhạt giải đạo nhân vừa mới trở về thì đã lập tức xoay người thành một vòng tròn trịa Oanh, một con cua vàng rực khổng lồ toàn thân được trải đầy bởi vô số các tia sấm chấp đột nhiên xuất hiện giữa trời làm che mất một khoảng rộng đến gần ngàn mẫu. Vừa mới hiện ra mà hai cái càng của nó đã hô lên. Sấm chấp đinh tai nhức óc, muôn trùng những khối cầu điện được ngưng tụ ra rồi như mưa to gió lớn cuồn cuộn lao xuống con sâu khổng lồ phía dưới. Rõ ràng là những quả cầu điện này khác rất xa so với những loại sấm sét bình thường chẳng những thể tích của nó cực kỳ kinh người mà trong lớp vỏ điện sáng lóa phía bên ngoài giường như còn ẩn chứa vô số các ký hiệu màu bạc chấp nháy không ngừng cảnh tượng này tựa như đã khiến cho con sâu ở phía dưới nổi giận miệng nó rít lên một tiếng cực kỳ quái dị hai cái xúc tua trên đỉnh đầu rung lên rồi phun ra vô số tia chớp màu xám trắng tiếp đó những tia xét lại hóa thành muôn ngàn mũi tên nhọn hoắt bằng điện xuyên thủng không gian lao lên va chạm với những quả cầu đang rơi xuống ngay tức thì khi vừa mới tiếp xúc thì những mũi tên và quả cầu đều đồng loạt nổ tung có vẻ như uy lực của cả hai như kẻ tám lạng ngươi nửa cân, không bên nào hơn kém bên nào. Những tia chớp màu xám đan xen vào vô số sấm sét màu bạc làm cho không gian đang chấn động kịch liệt dần dần trở nên nóng ran. Con cua vàng có thân hình khổng lồ cực kỳ kinh người nhưng tám chân của nó lại vô cùng linh hoạt. Nó cứ không ngừng chạy qua chạy lại khắp nơi trên nền trời, liên tục đứng từ xa phóng điện cầu tấn công đối phương, lại càng không để cho đối phương có cơ hội tiếp xúc với mình thân hình của con sâu trong suốt cũng luôn chấp động một cách quỷ quái lập lòe. Nó vừa tránh né, vừa liên tục bắn ra rất nhiều tia chất màu xám trắng tới đánh cho những quả cầu điện vỡ tung. Còn với thần thông quen thuộc nhất là sử dụng thần niệm nó đã sớm thi triển ra từ trước rồi. Nhưng đối với một con rối thì chẳng khác nào đàn gầy tai trâu, nước đổ đầu vịt, đổ bao nhiêu trôi tuột đi bấy nhiêu. Phía bên kia, Hàn Lập đang cầm chặt lưỡi kiếm xanh biết sáng ngời trong tay, miệng thét thật lớn, pháp tướng ba đầu sáu tay liền hiện ra phía sau lưng, Kèm theo đó là muôn trùng bóng kiếm kết thành một ngọn núi chi chít những mũi sắc bén chém thẳng về bàn tay kia. Bảo Hoa thấy vậy tinh thần liền cảm thấy thoải mái nhiều hơn. Nàng cũng thét lên một tiếng thật thanh thoát, trên đỉnh đầu của nàng bỗng nhiên nứt ra rồi xuất hiện một người bé xíu siêu màu hồng đang ngồi trên đài hoa đỏ nhạt. Người tí hon hé miệng phun ra một vòng sáng màu hồng. Vòng sáng đón gió lớn lên, thoáng chốc đã biến thành một vành khuyên trong suốt khổng lồ, bay thẳng lên đánh về phía đám bụi cuồn cuộn trên trời cao hẳn là chủ nhân của bàn tay to lớn kia vẫn đang ẩn mình ở trong đó nhờ có sự tương trợ của hàn lập nên nàng đã quyết định cho nguyên anh của mình thoát ra ngoài để cùng quyết đấu với gã chủ nhân bàn tay kia ở một nơi nào đó dưới mặt nước có một vực thẳm sâu không sao nhìn thấy đáy được ông lão già nua cùng với bà ra mặc áo dài màu đen đang kinh ngạc quan sát một vật thể kỳ lạ phía trước vẻ mặt của ai nấy đều tỏ ra vô cùng bàng hoàng vật thể đó đang nằm lẳng lặng trên nền cát ở chỗ sâu nhất dưới đáy biển toàn thân nó trắng muốt như ngọc, từ đầu đến ruôi dài cả vạn trường. Thì ra đây đúng là xác của một con sâu cực kỳ hùng vĩ. Tuy cái xác nằm im bất động nhưng bên ngoài cơ thể nó lại được một làn khí xám trắng sáng choáng ngợp đang nhẹ nhàng bao phủ, hơn nữa còn như có như không tỏa ra cỗ khí thức cực kỳ đáng sợ. Cỗ khí thức này so với của đứa bé khi nãy mà bọn họ gặp được tuy rất giống nhau, nhưng nếu so sánh về mức độ khủng khiếp thì cực kỳ chênh lệch. Đây là thân thể thực sự của minh trùng mẫu sao. Hai người cứ đứng như trời trồng ở chỗ vực sâu quan sát một lúc thật lâu, thế rồi người đàn bà rụt rụt rè rè thì thào khẽ hỏi, "Chắc hẳn là nó rồi, ngoại trừ con sâu chúa ra thì ta thực sự không thể tưởng tượng ra xác của con vật nào lại có thể lưu lại khí tức kinh khủng thế này. Ngay cả thân thể của con phó thốn điệu mà chúng ta đã thấy ở ngoài cửa trước đây cũng không sao có thể so sánh được." Ông lão hít thật sâu rồi chậm rãi đáp lời, "Dường như cái xác của con sâu ở phía dưới đã thực sự chết rồi." dựa vào những vết thương còn lưu lại trên thân thể của nó thì chắc hẳn là trước đây đã từng xảy ra một đoạn sự kiện rất ly kỳ. Nhưng tên vừa nãy mới xuất hiện là cái gì? Chẳng lẽ nó đã tu luyện đến cảnh giới của chân tiên, nguyên thần đã không cần đến thể xác mà cứ thế ngao du vô số vạn dặm, suốt đời vĩnh viễn bất tử sao? Bà lão mặc áo đen cười gượng, điều này ta cũng không biết, nhưng mặc kệ thế nào đi nữa thì đối với chúng ta đây lại là chuyện may mắn. Chúng ta không cần thiết phải ra tay cũng có thể xem như là đã thành công còn vì sao nguyên thần của nó có thể sống sót ư? Ừ. chắc là bởi vì còn có quan hệ phần nào đó với khối hải cốt dưới kia. ông lão cũng cười khổ đáp, ơ, ờ, mà cũng chỉ có giả thuyết này là xem hợp lý nhất. hơn nữa ta còn nghe nói thời xa xưa có một loại phương pháp kỳ bí có thể làm cho linh hồn của người ta ẩn nấp tại một vị trí nào đó trên cơ thể. vậy nếu như con sâu này đã kịp thực hiện phương pháp đó trước khi chết sẽ khiến nó vẫn có thể có hy vọng sống sót thêm một thời gian nữa như vậy chúng ta chỉ việc phá hủy hoàn toàn cái xác này là xong bà lão mặc áo đen như bừng tỉnh ra một ý nghĩ nào đó trên mặt liền hiện lên vẻ quả quyết rồi nói vừa mới dứt lời bà ta liền phất tay lên làm lóe ra làn hòa quang tối om lập tức có một cây thương ngắn đen xì chợt hiện ra trước mặt khoan đã ông lão như sực nhớ tới điều gì đó nên vội vàng ngăn cản nhưng đã quá muộn rồi cây thương màu đen nổ vang rồi hóa thành một tia chớp tối om bổ thẳng tới khối thi hài bên dưới phanh tia chớp đen kịt vừa đánh lên cái xác chết liền hóa thành vô số tia điện lập lòe bắn ra tung tóe khắp nơi. Thanh thế thực sự hết sức kinh người, nhưng sau khi những tia chớp đen tan đi hết, cái xác chết bên dưới vẫn hoàn hảo chẳng hề hao tổn chút nào, hơn nữa đến cả một vệt xước cũng không thể nào tìm ra được. Sao lại có thể như vậy được? Ngọn thương này của ta tuy không thể sánh với huyền thiên chi bảo nhưng nếu đem các loại bảo vật cao cấp bình thường ra đấu với nó thì giống như giấy gió không thể đỡ nổi một chiêu. Bà lão thấy vậy liền tái mặt thốt lên. Đúng lúc này làn sáng nhẹ nhẹ vốn đang bao bọc lấy tấm thân đã chết của con sâu bỗng bừng lên chói mắt. Đồng thời trong đó còn ào ra vô số các loại ký hiệu cả vàng lẫn bạc phủ kín lấy toàn bộ cái xác. Không đúng, hình như khối hài cốt này có điều gì đó bất ổn. Ông lão già nuôi nhăn mặt thét lên, cái vạn thú bài vẫn được lão cầm trên tay từ trước đến giờ liền được tung ra rồi nhanh chóng hóa thành một cánh cửa bằng ngọc đứng vững chãi giữa không trung. Bàn tay của lão ta bấm niệm thần chú như bay, lập tức muôn vàn con thú đồng loạt giống to, cánh cửa lớn mở toang, không biết cơ man nào là ảo ảnh quái thú từ bên trong ùn ùn tràn ra ngoài. Mà bà lão ở bên cạnh cũng vừa mới đè nén cơn dùng mình ở trong lòng, tiếp đó hai cánh tay được nhấc lên, phía sau lưng bà ta hiện ra một ảo ảnh của con rắn đen thui chín đầu. Những trong mắt của con rắn này có màu tím đen, mấy cái miệng mở lớn phun ra làn lửa tím cuồn cuộn thiêu đốt cái hải cốt phía dưới. Nơi nào có ngọn lửa tím đi qua là nơi đó sộc lên một thứ mùi tanh hôi nồng nặc, Đến cả không gian ở gần đó cũng bị biến thành màu đen nhạt giống như bị ngọn lửa này làm ô uế vậy. Một chiêu sử dụng bảo vật của bà lão không làm gì được cái xác, bà ta liền thay đổi phương pháp, sử dụng đến tuyệt chiêu vốn được giấu kỹ đó là Hoàng Tuyển Uế Diễm. Ngọn lửa này được luyện chế từ 81 loại chất độc bẩn thỉu khủng khiếp nhất trong các giới diện. Nếu là người thường, đừng nói là chỉ dính một chút, cho dù có đứng cách xa cả trăm dặm mà lỡ hít phải mùi hôi của nó cũng sẽ lập tức đi đời nhà ma. Còn những sinh linh bị ngọn lửa này bám vào nghe nói chẳng những da thịt bị thối giữa thành nước mà đến cả linh hồn cũng bị làm cho vấy bẩn, hoàn toàn mất đi cơ hội được đầu thai chuyển kiếp, từ đó về sau không còn được bước qua cánh cửa vào âm ti nữa. Ngọn lửa này chính là thứ mà bà lão coi là chỗ dựa rất lớn của mình. Nhưng thật tiếc thay, nó là loại bảo vật dễ bị hao mòn, dùng một lần là sẽ mất một lần, nếu không phải lúc tính mạng bị uy hiếp thì bà ta tuyệt đối sẽ không dùng đến nó. Nhưng giờ đây, cái xác chết của con sâu chúa thật sự quá mức kỳ quái, hơn nữa đứa bé mà bà ta vừa mới gặp lúc trước đã thể hiện được sự lợi hại khôn lường của con sâu này. Dưới ánh mắt của hai người bọn họ, cái xác chết dưới kia đang bị vô số ảo ảnh của quái thú cùng ngọn lửa tím cuồn cuộn bao phủ kín mít. Vốn từ đầu đến giờ vẫn luôn bất động không nhúc nhích, đột nhiên cái cằm dày dày trắng muốt của nó khẽ nhúc nhích truyền tới những tiếng cười quạc quạc. Đồng thời hai chân trước của nó bất ngờ vung lên làm trào ra một cỗ lực lượng vô hình mạnh mẽ đến điên cuồng. Bất kể là ảo ảnh của quái thú hay ngọn lửa tím rực vừa đến gần cái xác được mấy trượng thì lập tức bị chặn đứng khựng lại một cách kỳ quái, giống như đụng phải lớp tường cực kỳ kiên cố không sao xuyên thấu được. Cho dù ảo ảnh của quái thú tự phát nổ, rồi thì ngọn lửa bùng lên điên cuồng nhưng căn bản cả hai vẫn không thể nhích gần tới cái xác tẹo nào. Ngược lại với tình cảnh bi đát phía trên, cái hài cốt phía dưới phát ra từng tràng cười lạnh lẽo. Tiếp đó dưới sự chống đỡ của hai chân trước, nó đang từ từ đứng thẳng lên. Chương 2235, hài cốt quỷ ảnh. Phải nhanh chóng sử dụng thủ đoạn mạnh nhất của hai chúng ta, khí tức trên người nó đang ngày càng trở nên đáng sợ, dường như nó chuẩn bị khôi phục thực lực rồi. Lão già có phong cách cổ xưa nhìn thấy tình hình trước mắt không khỏi khiến hắn trong lòng run sợ, hắn lại lần nữa dùng thần niệm đảo qua trên bộ hài cốt, lúc này mới cả kinh kêu lên. Mà bản thân hắn sau khi nói xong thì thân hình lập tức mở đi, thoáng cái biến mất không thấy đâu nữa, rồi hắn lại xuất hiện tại vị trí cách đó hơn trăm trượng tiếp theo một tay vỗ lên chán, trong nháy mắt một giải sáng màu lam bay ra. Ở trong giải sáng, có thể nhìn thấy rõ ràng một người tí hon được bao phủ bởi một vầng sáng màu lam, đồng thời khuôn mặt của nó giống hệt lão già kia. Mà khi người tí hon vừa xuất hiện, lập tức từ trong cơ thể của nó bay ra một loạt những viên ngọc màu lam. Chẳng qua, mỗi một viên đều lớn bắn ngón tay cái, trên bề mặt lại sáng bóng vô cùng, đồng thời còn có màu xanh đậm. Những viên ngọc này dưới bí thuật điều khiển của Nguyên Anh lão già, ào ào nhoáng lên rồi biến thành những quả cầu ánh sáng to đùng, sau đó chúng nó phát ra những tiếng sấm nổ điếc tai rồi hướng về phía bộ hài cốt bắn tới. Bà già mặc áo đen bên kia sau khi nghe lão già nói như vậy thì vẻ mặt liền biến đổi, cắn chặt răng, sau đó thân thể bà ta đột nhiên lăn ra đất, rồi hóa thành một đám xương máu mênh mông, thoáng cái đã nhập vào bên trong ảo ảnh con rắn chín đầu phía sau. Một tiếng nổ oanh vang lên, cùng lúc đó trên đỉnh đầu của con rắn, thiên địa nguyên khí ở dưới vực sâu lập tức giống như thủy triều dâng trào cuồn cuộn lao vào trong cơ thể con rắn, khiến cho ảo ảnh con rắn chín đầu này từ từ biến thành thực thể. Con rắn này sau khi hóa thành thực thể thì trên da thịt xuất hiện một lớp vảy năm màu sặc sỡ, chín cái đầu rắn đỏ lòm như máu, sau đó chín cái đầu đồng loạt há to miệng phun ra ngọn lửa ô uế màu tím so với lúc trước còn tinh thuần hơn gấp mấy lần. Mặc dù hai người còn chưa thấy bộ hài cốt sử dụng thủ đoạn gì để công kích mình, nhưng cái cảm giác bị đè nén kia khiến trong lòng bọn họ cảm thấy không yên, không hẹn mà gặp cùng nhau sinh ra ý nghĩ liều mạng. Mặc dù bộ hài cốt kia đã đứng lên, nhưng dường như nó cũng không thực sự khôi phục được sức mạnh, động tác của nó có vẻ hết sức vụng về. Mười mấy quả cầu ánh sáng màu lam thoáng một lúc liền ầm ầm đánh liên tiếp lên bộ hài cốt. Chỉ thấy ánh sáng màu làm tỏa ra chói mắt, tiếng nổ vang ầm ầm không ngừng. Trong khoảng không xung quanh bộ hài cốt khổng lồ phát ra từng đợt chấn động long trời lở đất, dao động năng lượng lập tức như sóng to gió lớn hướng từ bốn phương tám hướng ảo ảo lan ra những quả cầu ánh sáng này nhìn có vẻ tầm thường nhưng mỗi một cái đều có lực lượng ngàn vạn cân uy năng to lớn vô cùng đủ để san bằng một tòa núi lớn bộ hài cốt kia dùng hai chân trước như hai cánh tay che trước người nhưng dưới mỗi một đòn do những quả cầu ánh sáng đánh tới bộ hài cốt không khỏi rung lên rồi từng bước lùi lại sau khi liên tiếp lùi lại vài chục bước bức tường vô hình phía trước hài cốt liền hoàn toàn vỡ nát hơn nữa hai cái chân trước của nó vốn trong suốt như ngọc lúc này cũng xuất hiện vết thương trồng chất vô số vết nước trải rộng khắp trên đó không chờ cho bộ hài cốt bất kỳ hành động gì, dường như hỏa tuyến của con rắn giải chín đầu lập tức cuốn tới, sau khi cuốn quanh hài cốt vài vòng thật nhanh, liền hóa thành một đóa sen lửa đem toàn bộ hài cốt bó chặt lại ngay tại chỗ. Những đóa sen lửa màu tím này tỏa ra một loại khí thức ăn mòn khó có thể tưởng tượng được, trong nháy mắt trên khắp bộ hài cốt sáng bóng như ngọc kia xuất hiện hàng loạt những vết lõm màu đen. Mười mấy quả cầu ánh sáng kia cũng không ngừng vây quanh hài cốt rồi điên cuồng đập xuống. Dưới sự phối hợp của hai người bọn họ, bộ hài cốt khổng lồ này dường như sắp bị hủy đến nơi lão già phong cách cổ xưa và bà già áo đen thấy vậy trong lòng không khỏi vui mừng nhưng đúng lúc này trên đỉnh đầu của bộ hài cốt khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện dao động sau đó một bóng dáng thấp bé quỷ dị hiện ra lão già và bà lão áo đen tập trung nhìn lại trên mặt cả hai người không khỏi lộ vẻ sợ hãi cùng cực bóng dáng thấp bé kia rõ ràng chính là bé gái lúc trước do nguyên thần minh trung mẫu biến ảo thành cô bé này không phải đang bị ba người bảo hoa quấn lấy ư tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Trong lòng lão già và bà già áo đen âm thầm kêu khổ, nhưng hai người vẫn tiếp tục làm phép vây khốn bộ hài cốt kia, đồng thời nhìn bé gái vừa xuất hiện đầy vẻ cảnh giác. Sắc mặt của cô bé rõ ràng tái nhợt hơn so với lúc trước vài phần, sau khi xuất hiện cũng không thèm nhìn hai người. Ngược lại, nó nhìn xuống bộ hài cốt, sau khi hai con người ủng ục xoay tròn, bỗng nhiên mở miệng phát ra những âm thanh rất êm tai. Nhưng lão già và bà lão áo đen hoàn toàn không thể hiểu được những gì cô bé đang nói. Bộ hài cốt có vẻ chậm chạp kia vừa nghe thấy giọng nói của bé gái thì bên ngoài cơ thể đột nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng màu trắng mạnh mẽ ngăn cản những quả cầu màu lam đang đánh xuống cũng như những đóa sen lửa đang liều mạng ăn mòn. Hai hốc mắt to lớn liền ngước lên nhìn bé gái, cái miệng to phát ra ngôn ngữ giống với thử ngôn ngữ mà bé gái vừa nói. Chẳng qua thanh âm của nó trầm thấp khác thường, chẳng qua hai người nói chuyện với nhau mấy câu, bộ dạng của hài cốt khổng lồ vẫn chậm rãi như cũ, nhưng vẻ mặt cô bé kia lại trầm xuống, bỗng nhiên lại lộ vẻ bực bội thở hồn hền giọng nói của cô đột một trở nên bén nhọn phi thường giống như đang cùng bộ hài cốt kia cãi nhau lão già và bà lão áo đen thấy vậy không khỏi bốn mắt nhìn nhau cả hai đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra chẳng qua hai người cũng nhân cơ hội này điên cuồng thúc giục pháp lực gia tăng công kích đối với hải cốt những quả cầu ánh sáng màu lam kia chợt mờ đi tốc độ đánh tới đột một tăng vọt mấy lần giống như hóa thành những sao băng điên cuồng bay múa xung quanh bộ hài cốt mà chín đóa sen lửa màu tím thì bỗng nhiên rung lên, bên ngoài chúng nó xuất hiện những gai sắc nhón hoắt, đâm thật sâu vào bộ hài cốt, khiến cho tốc độ ăn mòn trên bề mặt của hài cốt bằng mắt thường có thể thấy được đang tăng vọt. Đương nhiên, vì đề phòng bé gái và hài cốt đột nhiên tấn công, lão già có phong cách cổ xưa và bà lão áo đen lẳng lặng lui về phía xa. Nhưng ngoài dự đoán của hai người, bộ hài cốt đối với hành động của hai người bọn họ căn bản không để ý chẳng qua nó vẫn ngẩng đầu lên chậm chạp cùng bé gái trên không trung nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ không biết tên là gì kia hai người một nói nhanh một nói chậm vẻ mặt thì một người tĩnh lặng một người vội vã từ xa nhìn lại trông có vẻ hết sức quỷ di bỗng nhiên trên mặt bé gái xuất hiện vẻ dữ tợn một ngón tay nhấc lên chỉ xuống dưới lập tức một điểm màu đen sáng ngời từ đầu ngón tay hiện ra sau đó điểm sáng này quay một vòng rồi điên cuồng phồng lên khổng lồ khiến cho nó trở nên sáng chói rực rỡ, giống như nó có thể đem tất cả ánh sáng chung quanh hút vào trong. Cả vực sâu dưới đáy biển vang lên những âm thanh ùng ùng, thiên địa nguyên khí xung quanh đó lập tức sôi sục, rồi một cỗ pháp tác lực cực kỳ kinh khủng phủ xuống. Pháp tắc thời gian, Nguyên Anh đang ngồi xếp bằng của lão già phong cách cổ xưa nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt lão trở nên sám ngoét, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng. Về phần bà lão áo đen biến ảo thành rắn chín đầu khi thấy hiện tượng kỳ lạ kia, lập tức như chim sợ cành cong, đóa sen lửa trong miệng đột nhiên dừng phun lửa, rồi lập tức cả thân hình khổng lồ bắn nhanh ra xa hơn trăm trượng rồi mới hơi do dự dừng lại. Nếu không phải sợ sau khi tách ra với lão giả có thể khiến cho cô bé kia nổi lên sát ý thì bà lão này chỉ sợ đã bỏ trốn mất dạng rồi. Hai cốt khổng lồ phía dưới nhìn thấy cô bé kia thi triển ra pháp tắc thời gian thì thân hình khổng lồ khẽ rung lên, ngôn ngữ trong miệng phát ra nhanh hơn mấy phần, giống như nó đối với cô bé kia có vẻ rất kiêng kỵ. Nhưng lời nói của bé gái phát ra lại càng gấp gáp hơn vài phần. Một lát sau, hài cốt khổng lồ bỗng nhiên nói chậm lại, giống như có chút khuất phục. Lại qua một lúc nữa, nó liền há miệng phun ra một viên tinh thạch óng ánh đen như mực, to bằng cả một căn phòng, từ từ bay lên không trung. Trên mặt bé gái cuối cùng cũng lộ ra vẻ vui mừng, sau khi thu lại ánh sáng màu đen nơi đầu ngón tay, nó hướng về phía phía trên viên tinh thạch từ từ hạ xuống. Khi hai chân của cô bé sắp sửa dẫm lên bề mặt viên tinh thạch thì đột nhiên lúc này lại xuất hiện một màn ngoài dự liệu của mọi người. Có vài cái chân của hài cốt phía dưới khẽ động, đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thức kinh khủng, đem tất cả những đóa sen lửa màu tím trên người đẩy ra, hơn nữa chúng nó còn nhanh như chớp vẽ lên không trung gần đó, lập tức những quả cầu ánh sáng màu làm liền bị trẻ đôi, ầm ầm tan vỡ.